Thế thì em ấy đi. Bên đấy chị ạ. Đây. Vậy bây giờ là tổng là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu người? 12, 13 đúng không? 13. À đâu 12. Tại vì hàng nghỉ mà. 12 người. Ui cẩn thận ông nó rung máy. Mà được chưa? Rồi. Lên đi mọi người ơi, alo. Thế mà lần trước mình đến đây thì nó bảo không có. Không có nước ấm. Lười nó quen. Hello cả nhà. Em đợi mọi người vào đông xong em lên nha. Đói quá trời. Hay là chị gấu sắn. May đỉnh quá, đỉnh đế hả chị? Đỉnh đế hả bác? Hay là cái app mình nhìn tối quá trời vậy? Mà cái áo này nó bị ngược sáng, nó nhìn tối quá trời luôn. MLB nhà em chưa về hàng đâu. Hôm nay không có thuốc khóc gì ạ. Rồi. Giảm cân. Uống ngũ cốc à. Ăn khoai lang à. Kìa. Trần Phương Thảo kìa chị Quý ơi. Hôm trước em không được chốt dầu gội với bảy kìa. Trần Phương Thảo. Ok nhân viên sẽ chốt liền bây giờ đấy. Thuốc hấp lúc nào em cũng có sẵn mà. Đơn hủy á? Thảo ơi em có đơn bong hàng. Chuyển khoản đấy. Không có nhân viên nó không chốt đâu. Bà xóa không được nhiều sao chốt. Đấy. Xong lại còn xóa comment. Thì nhân viên sao chốt được bà à, mọi cái đơn hàng ở trong livestream đều có lý do. Không phải tự dưng mà nhân viên nó không chốt đâu các chị ạ. Rồi em lên một vài mã mỹ phẩm nhá. Kính chưa chị ơi? Kìa. Tớ lên đơn rồi mà cứ bị báo này. Đơn hàng xử lý xạ là sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Là chưa đi đơn hả? 30 tháng 7 á. Hôm nay bao nhiêu? Ừ. Nhà em đang ship hàng rồi chị ơi. Kìa Trần Phương Thảo kìa, em làm gì có đơn bom nào mà kiểm tra luôn cái đơn bom đấy, đơn gì? Kiểm tra luôn hộ cái xem đơn bom đấy là đơn nào. Đây là cả bộ em yêu ạ. Đây là cả bộ, chị đang mặc cả bộ em ơi. Cả cái bộ này 490.000. Cả bộ nhé, không phải là một mình áo đâu. Đấy, xóa comment nào kìa. Nó hỏi xóa comment nào kìa. Trả lời luôn. Nào cái đơn đấy bom nào. Con nào chốt đơn này. Ừ. Nhà đơn hoàn từ cái gì? Ngày bao nhiêu cái gì? Đọc lại chị cái nào. 27 tháng 11 2021 nha Thảo nha. Và cái đơn bom này là có sản phẩm gì? Một vitamin E này, bom hàng đơn một vitamin E này, một tẩy trạng, một toner và một sữa rửa mặt Picolic nha, Thảo nha. Hello chị Lý, hello chị Lê Thị Lý, chào mọi người. Em lên một vài mã mỹ phẩm trước, sau đó em like hàng hiệu của chị nha. Hôm nay có giày, có kính, có một vài cái túi, rồi là quần áo của chị nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mã này của em này em mới về đây. Cái này là tẩy cho chết các chị ạ, mã này là mã tặng 1 đi. Tặng 1 nha, em viết bảng mã này để ngày mai đỡ phải biết này. Tặng 1 kèm số lượng các chị ạ. Em tặng mỗi trường một tuyếp nhá, đây là tẩy cho chết của Hàn. Thị trường bán tuyếp này 250 một tuyếp. Em bán tặng các chị giá này em đố ai bán được luôn. Chị nào mà bán được giá này ở chỗ nào các chị nhớ nhắn tin cho em nhé. Em tặng luôn em không bán đâu. 190.000 hai tuyếp. Mã này là mã tẩy à nhầm. Tặng 1 kèm số lượng. Tặng 1 kèm số lượng chị nha. Em còn đi xem mai hôm nay em mang một số mã mỹ phẩm sang để em sale đầu livestream để em lấy đơn cho đỡ lỗ các chị ạ. Cho đỡ lỗ. Hello chị Thanh Nguyễn.
sau vừa mới vào, sau vừa mới vào mà đã còn sao nhiều chị comment là may ly mãi đỉnh vậy. Sao hôm nay vừa mới vào các chị đã comment là may ly mãi đỉnh vậy trời. Có vụ gì các chị? Mình muốn bom còn chẳng được, sếp cứ gửi thẳng bảo vệ rồi nhắn tin chị ơi gửi rồi chuyển khoản cho em khỏi bom. Em cảm ơn chị Huyền Trang rất là nhiều, tặng một kèm nữa các chị nhá. Ví dụ nha, các chị lấy 4 tuyết các chị comment là tặng 1 gạch ngang 4 tuyết. Chị nào mà lấy 2 tuyết thì comment là tặng 1 gạch ngang 2 tuyết là được các chị nha. 190.000 đồng 2 tuyết, đây là tẩy chết body. Đấy, mã tiếp theo này. Em sale một vài mã cho nó hứng khởi. Cái mã tẩy chết body này là mã tặng 1 các chị nha. Thì mã này nó chỉ là tẩy chết body bình thường thôi. Nó chỉ chứa thành phần gọi là các thành phần từ thực vật thôi. Nó không có chức năng là điều trị viêm năng lông hay là viêm các vấn đề về viêm da đâu các chị nha. Hello chị Bạch Hoa, Ly ơi thằng cu nhà em yêu quá cơ. Yêu như chị luôn á. Yêu chị Hoa luôn á. Mã tiếp theo của em mã tặng 2. Cái này ấy thì nó cũng là tẩy chết, nhưng mà dòng này thì dòng cao cấp hơn, nó cao cấp hơn rất là nhiều lần. Thành phần chính của nó có chứa thành phần từ muối hồng Himalaya. Nó có chức năng là điều trị tình trạng là bị viêm năng lông ở trên bề mặt da, là nó điều trị các chị nha. Nên là nếu chị nào mà bị viêm năng lông các chị lấy cái này. Ngoài ra nó còn chứa thêm thành phần từ hạt óc chó nữa, vỏ hay là hạt óc chó gì đó các chị nha. Mã này là mã tặng 2. Cái này thì nó là hàng mắc và nó cũng dung tích nó to hơn thế này nên là không có giá rẻ các chị ạ. Nhưng mà các chị dùng thử đi, chỉ cần 2 tuần thôi hoặc là 10 ngày là khỏi tuần các vấn đề về viêm năng lông các chị nha. 299.000 đồng một tuyết, mã tặng 2. Tặng 2 kèm số lượng. Tặng 2 kèm cái này hàng cao cấp này, cái này hàng bán tại sân bay á. Em bao giá toàn thị trường nha các chị nhá. Tặng 2 kèm số lượng các chị nha. Serum NMN hả? Nếu chị nào lấy serum NMN thì comment cho em là serum NMN kèm số lượng. Hôm nay thì em không có mang cái mã đấy sang bên này. Thì em chỉ đọc giá để các chị mua nha các chị nha. Serum NMN em bán tặng các chị 300.000 hai lọ, 300.000 hai chai. Mã serum NMN kèm giúp các chị nha. Máy ai cũng bị ẩn hết chị Ngân con ạ. Nóng lắm em ơi, nóng dã man. Đừng bật 25, ta đã bảo bật xuống 21, 16 tí nữa chị lạnh. Chị bật lên sau. Đang toát hết mồ hôi nách ra đây rồi. Đang toát hết cả mồ hôi nách ra đây rồi. Nóng quá. Tặng 2 ạ. Tặng 2 là 299.000 đồng một tuyếp ạ. Đợi em phút nha. Chị Loan Nguyễn ơi. Cái chị Loan Nguyễn này sao mà tự nhiên thả mặt tức giận vào trong cái comment của em vậy trời. Đây là chị Loan Nguyễn này. Loan Nguyễn này. Cái gì trời. Vừa vào ghi mới comment. Cái bà Loan Nguyễn này tự dưng thả mặt tức giận vào làm gì trời. Cái bà này tự dưng người vào thả mặt tức giận. Em ghét nhất bà nào vào livestream của em thả mặt tức giận á. Nóng dã man, em toát hết mồ hôi háng rồi đây này. Rồi ạ, tặng 2 ạ, tặng 3 này. Kèm đêm các chị nha, em có một vài mã rồi các chị ạ. Nên là em sale, tại vì hôm nay em cứ xác định là ngày nào mà em bán hàng hiệu là em bán lỗ. Em không bán lời. Em nhập hàng hiệu về chỉ để bán tặng khách VIP nhà em thôi. Thế đâm ra là em bán một vài mã mỹ phẩm đầu livestream để em kéo lại. Không thì nó bị lỗ cả một cái buổi live thì chắc chết. Các chị ạ, đơn TikTok giao nhanh thật đấy em. Hôm nay nhà em gọi điện cho một loạt đơn TikTok để hủy đơn. Tại vì là hàng ở bên kho nó chưa có, mà cái đơn TikTok nó không có cho on. Các chị ạ, đơn TikTok nó không có cho on cái hàng. Tức là nó không cho chờ, mình chờ 2-3 ấy, mình chờ. Em ơi em ghim lại cái số tài khoản của chị để chị ghim lại cái ấy nha. Cái bà này bà thả mặt tức giận là ghét ghê luôn. Đơn TikTok nó không cho chờ giống như đơn ở Facebook các chị ạ. Nó cứ bắt là in một phát là gửi hàng luôn, cứ in phát là gửi hàng luôn. Thế nhà em in ra xong bắt đầu nhà em chờ hàng 1-2 ngày nó yêu cầu gửi mà không gửi nó hủy. Thế là nhà em phải gọi điện một loạt cho khách hàng kêu là nhà hàng nhà em hết á, nhà em không có. Khách hàng chửi quá trời chửi luôn ngày hôm nay, chửi quá trời chửi luôn. Ôi trời, sinh ra em cái gì, em sinh em ra để em đẹp, em sinh làm đẹp cho chị em phụ nữ đẹp từ đầu đến chân. Em cảm ơn chị Lý nha, em cảm ơn chị Lý nhiều nha. Chiều ngày mai em sẽ lay tóc tóc các chị ạ, tóc 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 tóc. Mã này là mã kẹp, mã tặng 4 hả? Bây giờ tặng mấy? Tặng 3 ha. Mã này mã tặng 3. Em không có so sánh với giá ngày hôm qua, ngày hôm kia em chỉ bán trong livestream vậy thôi. Mỗi chỉ mỗi em chỉ chốt đúng 2 hũ các chị nha. Nhiều nhất là 2 hũ các chị nha. Còn em không bán hơn 2 hũ đâu. Mã này của em điều trị xử lý mọi vấn đề của da và mã này em đang dùng. Đấy, hũ mới cứng của em này. Đấy, em hết sạch rồi đó. Hết sạch 3 hũ rồi đó. Hũ mới cứng này. Ui giời, nó mê lắm các chị. Chị mụn này. Nâng cơ này. Chống chảy xệ này. Đây là dòng rất rất cao cấp. Em nói là rất rất cao cấp chị nha, không phải là cao cấp bình thường đâu ạ. 370.000, cuộc đời em chưa giờ thế này. Mua một lần và dùng cả năm.
tặng 3. Không tư vấn nữa các chị nha. Các chị biết rồi đúng không? Không tư vấn nữa các chị nha. Tặng 3 kèm số lượng nha. Chị nào mà mua mã này á là các chị không có được hủy hàng, không có được bom hàng của em đâu nha. Không có được mua về xong bắt đầu đi bán lại cho người khác để lấy lời nha. Không chơi kiểu đấy các chị nha. Tặng 3 kèm lượng nha. Một người chỉ lấy nhiều nhất là 2 hũ các chị nha. Tặng 3 kèm số lượng. Viên NMN uống như thế nào đấy em? NMN một ngày uống cho em 2 viên. Đây NMN em có luôn. Sao? NMN em cố luôn, có luôn đây. Em các chị đừng so sánh cái dáng ngày hôm qua và ngày hôm qua là ngày em chốt xong đơn rồi. Chốt xong rồi chị, chốt xong rồi đúng không? Sửa xong chưa? Chưa sửa đúng không? Cũng chưa. Chụp có mày thôi, mày ở bếp phụ, còn mọi người ở bếp chính chưa xong đâu. Ừ, mỗi một lần buổi tối về chị xem doanh thu của buổi tối nó cao gấp bao lần ban ngày luôn á. Mã này là mã NMN này, viên uống NMN này. Em có đúng 72 hộp luôn, hôm nay em bắt kiểm kho. Và em sẽ về thêm 550 hộp một lần cuối cùng. Và sau đó thì em chưa biết là có lịch hàng về bao giờ. Và nó sẽ ra bao bì mới. Và nó sẽ không có bao bì này nữa chị ạ. Nó sẽ không phải là cái bao bì màu đen này nữa đâu. Nó sẽ ra bao bì mới, nó cao cấp hơn. Và giá nó đắt hơn 1 triệu. Nên là chị nào muốn mua NMN giá rẻ thì chị mua liền đi. Không phải không có giá này nữa đâu các chị nha. 72 hộp cuối cùng này, tặng 4 đúng không? Tặng 4 kèm số lượng. Em chỉ bán một vài mã mỹ phẩm để em câu thôi. Đầu đấy chim thôi, xong bắt đầu em sẽ lên quần áo với cả lên giày luôn. Em sẽ bán giày đầu tiên các chị nha. Một triệu 680.000 một hộp. Tặng 4 kèm số lượng. Một liệu trình 3 hộp. Cải lão hoàn đồng. Thay đổi DNA trong cơ thể. Khi mà uống NMN thì các chị không còn uống 7 thành phần như sau: collagen, placenta nhau thay kiều, viên uống mọc tóc, bổ não, đột quỵ, bổ não, viên uống ăn cung á, đột quỵ á, cái gì nhỉ, quên nhỉ, tiểu đường, các viên uống tiểu đường và khớp. 7 thành phần này các chị bỏ giúp em nhé. NMN kèm số lượng hoặc là tặng 4 kèm số lượng chị ạ. Một liệu trình tặng 4 là 3 lọ cơ. 3 lọ ngày hôm nay là tuyệt vời luôn. Tiếp theo nhá, tắm trắng. Ngải cứu rẻ hơn giá ly xin tối hôm trước vậy à chị? Này chị Ly ơi, 2 giờ sáng hôm kia em đặt mấy đơn mà thấy chốt giá khác trên live, chị kiểm tra kìa, Quỳnh Như kìa, của em đó, pet phụ đó, Quỳnh Như đó. Hôm trước chị mua 3 hộp giá 1 triệu 8 mà. Thôi hôm nay thông cảm đi, tại vì em còn 72 hộp thôi. Thì là chắc chắn là hôm nay là hết luôn. Và em còn về một đợt cuối cùng là 550 hộp nữa. Là em đã hỏi hãng rồi. Và hãng cũng thông báo với em luôn là chỉ còn một hộp, một đợt cuối cùng là về được 550 hộp cuối cùng. Sau đó nó sẽ hết hàng một khoảng tầm 1 đến 2 tháng. Và sau đó nó ra bao bì mới. Ra bao bì mới thì nó sẽ đắt hơn 1 triệu đồng một hộp các chị nha. Và nó cao cấp hơn. Là như thế các chị nha. Nên là chị nào muốn mua rẻ các chị mua liền đi. Không phải mấy tháng nữa không có để mua đâu các chị ạ. Mã tiếp theo của em này, tắm trắng nha. Tặng 5 nhỏ kèm số lượng. Tặng 5 to kèm số lượng các chị nha. Chị Ly ơi, kem chống nắng acid tobe, kem đánh răng tẩy tế bào chết, dầu tẩy trang đi chị, em mua dự trữ 3-4 hộp nhưng xài hết rồi. Nghiện đồ quá không bỏ được. Hôm nay chị không mang cái đó sang đây. Ngày mai đi em, hôm nay chị không mang cái đó sang đây em yêu ạ. Chị chưa hôm qua có đặt kem ngải cứu. Chưa hôm qua làm gì có kem ngải cứu 375.000 nhỉ? Có hả? Tối qua em có đặt thêm mà đơn bé nhân viên tính lộn, không phải tính lộn đâu em nhá. Tối hôm qua là 435.000, còn em không đặt thêm được giá đó. Chị chỉ sale đúng trong cái live đấy thôi, chứ em không thể nào mà em từ buổi này em nhảy sang buổi nọ em đòi giá đấy rồi, không có nha em nha. Không, nhân viên nó không có chốt nhầm em ạ. Cứ hết live chị đã nói rồi, em có thể xem lại cái live ngày hôm đấy chị đã xóa rồi đó. Chị nói là chị chỉ chốt trong live thôi, ngoài live là chị sẽ quay về giá cũ. Mà giá cũ là 480.000 cơ, không phải là 435 đâu. Chẳng qua nhân viên đây là muốn chốt bằng giá đêm hôm qua chị live là nó mới chốt 435 đấy. Nó không phải sai đâu nha, không hề sai đâu em ạ. Mã tiếp theo của em này các chị này, tặng 5 hả? Tặng 5 nhỏ hoặc là tặng 5 to các chị nha. Em chỉ chốt trong live, em tắt làm cái về giá cũ. Các chị đừng có thắc mắc lý do tại sao nhân viên nó chốt ngoài live stream lại giá khác trong live, nó không phải các chị nha. Tắt live là về giá cũ, không có liên quan á các chị. Không có liên quan các chị ạ. Mã này này, nhỏ là 169.000. Mã này em bao trắng, không trắng các chị đến em cho chị hun em cái này. Em bao trắng luôn, không trắng em cho chị đến các chị gọi là các chị vái em cái, các chị đạp em dính tường luôn. Còn tặng 5 to, em bán tặng các chị 365.000 đồng chỉ ngày hôm nay đó các chị nha. Nhớ là chỉ ngày hôm nay nha, và chỉ có trong live nha. Và áp dụng cho những chị nào mà có lượt chia sẻ live stream. Có lượt chia sẻ live stream các chị ạ, thả tim thả like. Thật ra mọi người em không có yêu cầu các chị yêu chia sẻ live stream nhiều đâu. Chia sẻ live stream càng nhiều càng dễ bị bóp tương tác. Nên là em chỉ cần với chị chia sẻ một lần thôi. Chia sẻ để làm gì, khi mà mình comment ở trên live á, Nó không bị ẩn thì mình không bị sót đơn. Mình không bị sót đơn thì mình đỡ phải chửi em thôi mọi người ơi.
Một lần đầu tiên trắng luôn. Em Tình ạ, à, Tình Nguyễn hỏi là dùng bao nhiêu lọ thì trắng, thì em xin trả lời là một phát đầu tiên trắng luôn các chị nha. Da khô thì massage cho em 5 đến 10 phút, còn da dầu thì phát massage cho em từ 10 đến 15 phút các chị nha. Massage xong sau đó thì tráng lại với nước là xong. Và trước khi dùng tắm trắng thì các chị phải dùng cho em cái tắm sạch, tức là xà phòng hoặc là xà bông hoặc là sữa tắm bình thường để làm sạch da trước đã. Sau đó thì mình mới dùng tắm trắng. Tắm trắng thì nó không có tạo bọt các chị nha, không hề tạo bọt nha. Tắm trắng thì nó chỉ có làm trắng thôi. Và khi các chị massage nó giống như kiểu chiếc bôi kem body ấy, nhưng mà nó sẽ không bị dính như bôi kem body đâu nha mọi người nha. Tắm trắng to kèm số lượng, hoặc là tắm trắng nhỏ kèm số lượng, hoặc là tặng 5 to kèm số lượng, hoặc là tặng 5 nhỏ kèm số lượng các chị nha. Mã tiếp theo này. Trời ơi, Khuynh Đảo nhà em mấy ngày hôm nay, trời ơi, like có 2 buổi 1500 tweet. Cái mã này kinh khủng luôn. Đúng 2 buổi 1500 tweet. Hết hồn chưa? Mã này hôm nay vừa kiểm kho mà. Mã này của em, mã này, em trên mặt của em á, không có cái gì hết ngoài cái này. Hôm nay em chỉ dùng cái này thôi các chị ạ, mà em cũng vừa mới dùng xong, vừa mới tắm rửa xong mà. Dùng mã chống nắng để sang đây like thôi. Mã này của em nó là mã cái gì nhỉ? Tặng 6 các chị nhá. Mã tặng 6 kèm số lượng nha. Tặng 6 kèm số lượng. Hôm nay về thêm được nhịu mồm. Hôm nay về thêm được hơn 2000 tweet nữa. Khổ thân. À, cái này là em bán cả bộ các chị ạ. Đây là cả bộ quần áo nhá. Cả cái bộ này 490.000. Trên mặt em là nó trắng hơn cổ rồi, nên bây giờ em xin phép là em bôi sữa cổ thôi. Em nói thật các chị là dùng thử đi, dùng thử đi. Em ơi thích lắm luôn ấy. Chưa bao giờ mà dùng một cái loại chống nắng nào mà nó rẻ tiền nó thích như này. Nhưng mà chống này em nói luôn này, nó chỉ chống nắng được khoảng tầm 3 tiếng thôi. Sau 3 tiếng là bôi lại các chị nha. 250 hai tuýp. Đây là chống nắng của Cloudy, đây là hàng nội địa Hàn. Cái này ấy là nó bị chết giá. Sau khi mà nhãn hàng này nó bị chết giá này, bôi thử đi. Nhân viên cũng thích luôn. 250.000 hai tuýp, dùng thử đi các chị ạ. Ôi giời ơi, nó trục độ nó sướng má ơi luôn. Chưa bao giờ em bán cái gì mà em cảm thấy nó thích như thế luôn. Mã là mã tặng 6 kèm số lượng các chị nha. 250.000 đồng hai tuýp. Ôi giời ơi các chị ơi, bôi lên bề mặt da, đây là mặt của em không có một cái gì, em còn chưa xịt khoáng cơ mà, em vừa mới tắm xong á. Em chỉ bôi một mình cái mã chống nắng đấy mà bôi nó như kiểu là mình không có bôi gì, mà bôi đúng 1 giây là nó khô luôn. Ôi giời ơi, nó còn kháng nước các chị nha. Và khi các chị đi nước mưa, mượn nước mưa á, là nó sẽ trôi cái nước mưa đi, và cái trên da mặt của mình á là cái kem chống nắng nó vẫn đứng im như thế luôn. Nhưng mà em nói luôn, cái bầu dùng bình thường các chị ạ, bầu dùng tắm trắng bình thường nhá. Thích đúng không? Nó khô ngay. Ừ, nó nâng tông đẹp mà, để nó nâng tông này. Ui dồi, nó thích lắm luôn các chị ạ. Tặng 6 kèm số lượng. Eo ơi, mặt của em nó trắng lắm rồi, nên là thôi các chị đừng bắt em bôi lên da mặt nữa. Em chỉ bôi ra cổ thôi để cho nó trắng bằng, nếu con mặt trắng lắm rồi. Cái chất của nó nha, các chị bôi một phát nha, nó đã tẹp liền luôn á. Nè, ôi dồi ôi, em chưa bao giờ em thấy cái kem chống nắng này nhá. Mặc dù nó rẻ, cái mã này nó bị chết giá, xong rồi em ôm về đó các chị ạ. Chứ còn bình thường không có giá này đâu. Thị trường đang bán 280.000 đó thì đúng mà. Thị trường bán 280.000, không phải là ngày xưa là bán 350.000 cơ. Nhưng mà bây giờ là nó bị chết giá, em ôm một phát mấy nghìn tuýp về em bán tặng các chị á. Bao nhiêu tiền nhỉ? 250.000 hai tuýp. Mã tặng 6 kèm nước các nha. Nhưng mà em nói luôn này, dòng này nó không phải là dòng chống nắng phổ rộng, nhưng em đánh giá cái này được phải được 8 trên 10 điểm, bởi vì như thế này này. Cái thành phần của nó ấy, em không quan trọng là nhãn hàng này nó có nổi tiếng hay không. Em không quan trọng là cái này nổi tiếng hay là thằng nào marketing cho nó, em không quan tâm. Nhưng mà em quan tâm cái thành phần. Em bán hàng á là em quan tâm cái thành phần của nó này. Nó có an toàn với người Việt mình hay không này, nó có chất gây hại hay không này, nó có silicone hay không này, là em quan tâm này. Thì trong này nó không có nha. Nó chỉ có thành phần peptide này, thành phần lợi khuẩn này, thành phần collagen và 12 loại vitamin trái cây. Thế thôi. Nó không có một cái gì gây hại. Ôi mà nó, ui dồi ôi, mà nó kiềm dầu má ơi, các chị ơi, nó thích lắm. Cái mã này công nhận thích thật. Tiếp theo này, dung dịch vệ sinh nha các chị nha. Bán buổi các chị nha, nhớ là một buổi ngày hôm nay nha. Chỉ một buổi ngày hôm nay thôi các chị nha. Tặng 6 sao rẻ vậy em? Không phải các chị ạ, em đã bảo là cái này là em ôm giá, gọi là sao nhỉ? Em ôm lô bị chết giá của hãng, tức là nó bán ra thị trường nó không bán được và nó bị chết giá thì bắt đầu nó xả lỗ, thì em ôm một phát hết luôn. Thì đấy, như thế các chị nha. Mã này là mã tặng 6 kèm số lượng. Hai tuýp là 250.000, các chị mua về các chị bán xỉ lại được luôn. Em khẳng định luôn. Ôi giời ơi, đẹp lắm các chị dùng thử đi. Chị nào mà đã nhận được cái mã này chưa nhỉ? Chắc chưa đâu nhỉ? Chắc chưa đâu. Không biết là có chị nào đã nhận được. Mình nhắn tin trong shop mà không có ai trả lời. Kìa. Nhung râu kìa. Kìa. Nhung râu kìa, bức xúc kìa, nhanh. Mày vào mày đạp chúng mày dính cái tường rồi đấy. Ok chị Nhung râu, không có vấn đề gì mọi người ạ. Em bán dinh dưỡng ạ. Sao có vấn đề gì? Chị nói gì? Ok, bây giờ em sửa đơn cho chị Nhung luôn nha. Chị thông cảm cho bọn em nha. Không phải là bọn em không trả lời, chắc là nó bị ẩn hay là bị trôi như nào đấy chị ạ. Chị Nhung mà em xin lỗi chị nha. Mã tiếp theo của em là mã dung dịch vệ sinh này. Mã này nó là mã tặng 7. Ôi cái này ngày hôm nay em chỉ em bán rẻ, em biết là em bán rẻ rồi, thế nhưng mà em chỉ muốn nói như này này. Em
em biết là trong livestream này của em thì em không biết là em có nổi tiếng hay không, nhưng mà em nghĩ là chắc là em cũng có gọi là độ hot ở trong cái làng livestream đúng không? Nên là em biết là trong cái livestream này của em mà không phải là một mình những người mua hàng mà đang xem live đâu, mà kể cả có những người bán hàng cũng đang xem live, thì em chỉ xin các chị làm cho em bán phá giá một buổi thôi, và từ buổi sau em không phá giá nữa. Em là em đẩy gọi là em câu tương tác để em lấy một ít đơn từ đầu livestream cho nhân viên làm á. Nên là mọi người đừng đi kiện nhãn hàng là tại vì sao mà em bán giá này là không phải các chị nhá. Và ngày bình thường là em vẫn bán 550.000 hai chai, nhưng mà ngày hôm nay em bán tặng các chị này. Mã này là mã tặng 7. Ôi dồi ôi, cái này nó to lắm các chị, nó không có nhỏ đâu, không phải là 100ml đâu. 150ml, cái này là bọt tuyết dung dịch vệ sinh để rửa mặt lờ đấy các chị. Chính xác luôn. Cái này rửa phát là hết ngứa liền các chị nhá. Đây là nó quá nổi tiếng rồi. Của Moonlook á, cùng hàng với cả cái mã viên đặt đó. 399.000 đồng hai chai. Em đố ai mua được giá này luôn đấy. Em đố luôn kể cả đầu xỉ đầu nghìn luôn, mà mã này em đang bán lỗ các chị nha. Cái mã này em không phải là bán lãi các chị ạ. Mã này em đang bán lỗ. Nên là mọi người đừng đi kiện bất cứ một ai là em bán giá này, thật sự luôn. Em thề, buổi trước em vừa mới lên một phát, đúng 2 phút sau là bị nhãn hàng người ta nói luôn. Nên mọi người đừng làm ơn đấy mọi người ạ, chỉ một buổi thôi. Mã này là mã tặng 7 kèm số lượng nha. 399.000 đồng hai chai như thế này. Hai chai luôn các chị nha, một chai là 150ml. Giá này là em đố ai bạn đố ai làm được luôn. Em nghĩ là không ai làm được giá này đâu các chị ạ. Thật sự luôn, ở thị trường Việt Nam này không ai làm được giá này đâu nha. Mã này nó có đăng ký trên cục sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Và cái này nữa, em bán cái này luôn này. Mã này là mã tặng 8 nha. Tặng 8 là mã viên đặt. Trời ơi, hôm nay là quá nhiều người đang xem luôn. Trời ơi. Có quần áo, hôm nay có quần áo đẹp các chị ạ. Hôm nay em lên quần áo các chị nha. Hôm nay giờ em lên quần áo này. Kem chống nắng 6 em nói rồi, nó không phải là chống nắng phổ rộng chị ạ, nó là chống nắng thường thôi, nó chỉ chống nắng được 3 tiếng trở lên thôi, 3 đến 3 tiếng rưỡi thôi. Sau đó các chị phải bôi lại chống nắng. Các chị ơi, 250.000 hai tuýp thì đừng đòi hỏi nó là chống nắng gì nữa, thật sự không có ai đi bán mẹ 100 hơn 100.000 một tuýp kem chống nắng như em đâu. Thề luôn á. Chuẩn luôn, chị để chế độ xem trước, em cách đây mấy năm ngưỡng mộ em. Kể cả không mua thì cũng thích xem Miley livestream. Em cảm ơn chị Mỹ Bình nhá. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Mua một chai em không bán đâu ạ. Một chai em không bán đâu ạ. Bán giá này một chai thì không đủ tiền chi phí nhân viên nhà em đóng hàng. Các chị cứ đi tìm đi, thoải mái đi mọi người. Nếu các chị mua một chai là 250 một chai. Em ghi đấy, ok. Nếu chị nào mua một chai nhá thì tặng 7, các chị comment cho em một thì là 250 một chai. Còn em bán hai chai là 399.000. Em không bán một chai các chị bởi vì nó không đủ chi phí nhân viên đóng hàng á. Quỳnh Như kìa, Pet Phụ kìa, Hiền kìa. Quỳnh Như không ai trả lời em kìa. Mã này là mã tặng 8. Bố của viên đặt luôn. Cụ tổ của viên đặt luôn. Mã này nhà bán người người bán rồi. Em mong em hy vọng là ngày hôm nay các chị không đi kiện. Dù mà em là em gọi là em vui lắm rồi. Đừng đi kiện các chị nha. Mã này là mã tặng 8 kèm số lượng các chị nha. Một ngày đặt cho em 4 ngày liên tục, một ngày đặt cho em một viên. Chị ơi cho em hỏi Pet là danh sách đơn hàng của em đặt trên live rồi, em có được xác nhận lại danh sách đơn hàng em đặt không? Có chứ Thu Hiền. Em chưa được xác nhận lại bill à? Nhân viên nó sẽ gửi bill cho em đấy. Nó sẽ gửi bill cho em mà. Hiền kìa, Pet của em đó. Bạn nhân viên chốt đơn của em, bạn ấy đang ngồi đây này. Chắc là khả năng là bạn ấy chưa chốt đến đơn của em hay như thế nào chị không hiểu nữa. Nhiều khi mà thật sự nó rất là khó hiểu nhá. Sao em chia file cho mọi người mà mọi người không nhập đủ hay thế nhỉ? Nó cứ sót tùm lum vậy. Cứ sót tùm lum vậy trời. Mã tiếp theo của em đó là mã mày cứ ra mày ra một chiếc đơn mày ngồi đấy chi, chưa đến mày cứ ra một chiếc đơn đấy, chị bảo mày check liền mày ngồi đấy mày cười chi, chứ chịu luôn đó mày. Cái này của em mã viên đặt nha, 450 một hộp. À thôi 439.000 một hộp. Các chị đặt liên tục cho em 4 viên liên tục các chị nha, đặt 4 viên liên tiếp. Đến viên thứ 5 thì các chị đặt ít lại là 3 ngày một viên. Còn nếu như chị nào không bị viêm thì một tuần chỉ cần một viên thôi. Một tuần chỉ cần đặt một viên thôi các chị nha. Mã này là mã tặng 8 hả? Tặng 8 kèm số lượng 439.000 đồng một hộp. Một hộp có 10 viên em nói thật. Úi dồi ôi, các chị đi nhập xỉ đầu nghìn nó không có cái giá này đâu, thề luôn. Chết dở. Còn bây giờ này, nếu như chị nào lấy combo là mã tặng 9. Tặng 9 là combo các chị nha. Một dung dịch vệ sinh cộng một viên đặt, thì bây giờ em cho các chị xem giá này, các chị nghe cái quả giá mà em nói thật là không một ai đỡ được cái giá này luôn. Em đảm bảo các chị luôn là không ai đỡ được giá này. Chị kêu mày mà nghe cũng dễ thương nữa. Em cảm ơn chị Thủy Huỳnh nhá. Trời ơi, thế đi, một khi viên đặt này đỉnh lắm. Ủa thế à? Ui dồi, phải ghim.
không ghim nổi rồi, nhưng mà nó bị trôi nhanh quá. Chị Hương Nguyễn comment là viên đặt, à đây ghim được này. Viên đặt này đỉnh lắm này, em chưa thấy ai chê cái viên đặt đấy luôn ấy. Ơ nhầm, cầm ghim nhầm. Nè, em chưa thấy một ai chê cái viên đặt đấy luôn á. Cái chị khách mà gần 50 tuổi của nhà em mà bị viêm, mà đặt có 5 viên hết viêm luôn. Lúc nào hết ngứa là hết viêm các chị nha. Đến lúc nào là hết ngứa là hết viêm. Đó, các chị thấy viên đặt không? Còn bây giờ em bán combo nha, ngày hôm nay thôi. Chỉ ngày hôm nay các chị nha, nhớ nha. Và nhớ chia sẻ livestream cho, nhớ chia sẻ livestream cho em các chị nha. Dung dịch vệ sinh cộng viên đặt. Bây giờ em cho các chị quả giá này mới hốt này. Cái bộ này là cái bộ mà phụ nữ là phải có các chị ạ. Không có ai là không bị viêm đâu. Cứ đẻ đái xong là bị viêm mà, các chị công nhận với em không? Nào. Em xem nào. 439.000. Sáu trăm nghìn cả bộ. Mã tặng 9. Sao? Cái gì? 600.000 cả bộ này. À thôi, 598.000 đi cho nó hoan hỉ. Cả bộ mã tặng 9 nha, 598.000 đồng cả bộ. Em nói thật nhá, 598.000 ấy, các chị chỉ mua được đúng một cái hộp này. Em danh dự luôn, chỉ mua được hộp này thôi. Lên đồ. Đồng chí Mai Ly lên đồ. 598.000 cả cái bộ này. Ôi dồi ôi, các chị ơi, nó rẻ kinh khủng. Các chị ơi, nó rẻ kinh khủng luôn. Cái này không phải là rẻ mà nó rẻ một cách kinh khủng đấy các chị ạ. Ôi dồi ôi. Tặng 9 kèm số lượng các chị nhá. Ví dụ như này, đây là chị, đây là như chị Vương Thúy Nga mà chị lấy 2 set là chị comment là tặng 9 gạch ngang 2 là đúng. Đó, các chị lấy 2, 3 set các chị cứ comment là tặng 9. Ví dụ chị lấy 2 set thì gạch ngang 2, lấy 3 set comment gạch ngang 3 là ok các chị nha. Là ok các chị nha. Chị ơi, NMN uống cho em một ngày 2 viên. Viên uống hủy nám một ngày 2 viên. Men vi sinh cho em bé một ngày một gói. Chị nhá, tất cả đều uống ban ngày chị ạ. Ôi hôm nay chị sinh dã man vậy. Thì có bao giờ chị xấu đâu em. Ôi thế bình thường chị xấu à? Tức là mày dính thường, suốt ngày mày chê. Thế bình thường chị xấu hả mày? Em cảm ơn chị như Nhung Đô nha. Tiếp nha. À, hôm nay là cho bão đầu livestream một xíu các chị ạ. Bão đầu livestream một xíu. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, báo đơn các chị ơi, báo đơn. Em còn kem body mọi người, em còn bộ đôi này, hôm nay em sẽ bán cả bộ các chị nha. Những chị nào da yếu thì dùng cái này trước, dùng cái này sau. Còn những chị nào da bình thường cần chỉ cần làm trắng thôi thì dùng cái này, hoặc là chỉ cần phục hồi thôi thì dùng cái này các chị nha. Mã này nó ưu tiên này, mã tặng 10. Vitamin B5 10%, tặng 10 kèm số lượng. Vitamin B5 10%. Em sinh năm 95 chị ạ. Em năm nay 28 tuổi rồi. Em không còn trẻ đâu. Đầu ba đít chơi vơi rồi chị ạ. 358.000 đồng một chai. Nhớ nhá, 10%. Còn 2% đừng nói chuyện với em. Đây là chai B5 duy nhất tại thị trường Hàn, được cấp chứng nhận FDA của Mỹ và được bày bán trên toàn thế giới. Là cái thứ hai. Cái thứ ba, đây là chai B5 duy nhất được sản xuất trong nhà máy đạt tiêu chuẩn kép, là nhà máy Cosmat, nhà máy nổi tiếng nhất và đắt giá nhất thế giới, và cùng sản xuất ra các dòng thương hiệu, ví dụ Sanasu, Ohui, Summer 7 và một số dòng sản phẩm của Pháp và của Mỹ nữa. Đỉnh luôn, tặng 10 các chị nha, tặng 10 kèm số lượng các chị ạ. Bình thường mặt chị hơi béo một chút với tông mặt trên live nó kiểu filter. Đâu không phải đâu, em đang xem live ở page phụ đây em ạ, còn ở bên page chính nó vẫn có filter đó em. Page phụ chị không bật được filter em ạ. Cái phụ nó bị làm sao quá, nó không bật được em ạ. Chị Bích Hương Nguyễn ơi, chị đẻ xong gọi là tuần đầu tiên là chị đặt được rồi. Nếu như chị đẻ thường, chị đẻ xong tuần đầu tiên chị đặt được rồi. Em nói thật. Còn nếu chị đẻ mổ á mà chị còn đau á là thôi, còn nếu chị đẻ thường á là chị đặt được luôn á. Các chị nhá. NMN nó là má mấy em nhỉ? Tặng 3 à? Tặng 4, NMN là má tặng 4 chị yêu ạ. Hai tám tuổi mà tưởng 18 tuổi không á trời. Trời ơi, má ơi, 30 tuổi rồi má ơi, sắp 30 tuổi rồi. Tất cả những người bán online, kể cả diễn viên, chị không thấy ai đẹp bằng Miley. Ủi dồi ôi, khiếp, chị Phan Thu Hà ấy, eo ơi. Dạ man. Ôi giời ơi. Em, chị ơi, chị đừng nói như thế. Em sale gọi là sập hết cả nhà ra bây giờ đấy. Này, có căn có quả, đừng có đùa.
Tính em đồng bóng lắm đấy các chị ạ. Yến Nguyễn này dùng B3 thích quá luôn. Mình dùng đêm. Em đọc các chị nghe comment nhé. Không biết là có gì ghim đâu. Em ghim cho chị đọc cái comment này nha. Dùng B3 thích quá luôn. Mình dùng đêm, mình dùng B3 retinan đỏ, kem dưỡng Picolic. Ngày dùng kem chống nắng và xịt khoáng của Picolic, da gọi là trắng sáng bóng luôn ý. Đấy, em ghim cho chị đọc cái comment nhá. Mã này mã tặng 10 này. Cái B3 này ngày hôm nay thôi nha. Em chỉ chốt cho một chị một chai, hai chai em cũng không bán. Một chị chỉ được một chai các chị nhà, thôi hai chai cũng được, thôi hai chai thì, tại vì chắc là rẻ quá các chị sẽ mua hai chai. Ok, hai chai cũng được. Nhưng mà chỉ hai chai các chị nha, còn ba chai là em không chơi đâu. Tất cả các nền tảng mạng xã hội, tất cả các nền tảng bán hàng, nếu như các chị tìm được một người nào bán giá này ngày hôm nay, em tặng luôn thêm 1 tỷ tiền hàng đấy chị nha, không nói nhiều. 415.000 đồng một chai. Tặng 11 kèm số lượng. Đầu tiên em tưởng chị là gái Hàn, em nói thật luôn. Chị là gái Việt chính thống luôn nha em. Giấy Việt nha. Giấy Việt đó. Mã này là mã tặng 11 ạ. 415.000 đồng một chai. Còn bình thường em bán bao nhiêu chị tự biết. Đúng không? Giá hãng là 2.250.000 và nhớ này, cái này là B3 20%. Niacinamide 20%. Nếu như chị nào mua B5, à nhầm, nếu như chị nào da yếu, các chị dùng B5 trước. Sau đó các chị mới dùng B3 chồng lên. Còn nếu chị nào da khỏe giống như da em, các chị dùng trực tiếp B3 luôn sau bước toner là ok các chị nha. Tại vì như thế này, nó là hàm lượng nó quá là cao nên nó sẽ dễ bị kích ứng đối với những chị nào da yếu. Dòng này của em là để làm trắng, điều trị nám tàn nhang, các chị tin không? Một lần đầu tiên trắng luôn. Các chị bôi sau lần đầu tiên á, trắng luôn. Còn nếu chị nào mà đen lì bẩm sinh, nếu một tuần không trắng á, các chị để các chị hun em cái này. Hun em cái này. Khóc dòng với giá B3 rẻ nhất trong các lần like luôn. Em chưa bao giờ bán giá này hết ạ. Ngày hôm nay thôi các chị nha, em câu tương tác một tí cho nó, cho các em bán hàng hiệu các chị ạ. Chị vừa rửa mặt xong dùng B3, chuẩn bị bôi kem dưỡng và lên giường nằm xem em like. Mẹ chị bảo đi ngủ rồi còn bôi kem gì trắng thế. U là trời, nó trắng ngay tức thì luôn á. Các chị thấy không? Em cảm ơn chị bảo sói, em nói mà. Em á, không thích nói dối. Trắng, em nói là trắng. Không trắng, em sẽ nói là không trắng đâu. Em không thích nói dối các chị ạ. Các chị thử đi. Nếu như sau một đêm đầu tiên mà các chị chưa thấy bật tông nào á, các chị quay về để bảo em nha. Trừ khi chị nào mà da quá đen thôi, da quá lì thôi. Còn bản chất da em này, em bôi phát trắng luôn. Bởi vì như này này, nó trắng giống như kiểu là các chị bôi kem nâng tông á. Nó là như thế các chị ạ. Trắng như kiểu chị bôi kem nâng tông luôn. Mã này nó là mã tặng 11 kèm số đó các chị nha. Hai chai thôi, một người lấy hai chai thôi, em không bán 3-4 chai đâu. Các chị ơi, các mụ kia, em chỉ lấy hai chai nha. B3 khi thoa nó có vệt trắng à, em sao lại vệt trắng? Nó là nước mà vệt trắng cái gì bà? B3 khi thoa nó tan như nước ở trên bề mặt da chứ sao lại có vệt trắng, nó phải là kem nâng tông mà một vệt trắng mà chị. Nó không à. Và khi mà chị bôi B3 là chị để cho em một cái nền da khô, chị đừng bôi ở trên một cái nền da ướt và ẩm nha. Chị nha, tặng 11 kèm số lượng ạ. Một người lấy hai chai thôi các chị nha. Rồi. Tặng 12 này. Em mới về thêm hơn 3.000 hộp này. Mã này. Tặng 12. Đây là vitamin tổng hợp cho bé của Đức. Hàng của Đức, sản xuất tại Đức và bán cho người dân Đức luôn. Chỗ nào bán được cái này á, em tặng luôn á. Em bán đâu. Có bán trong hiệu thuốc của Việt Nam nha. 380.000 giá hiệu thuốc. Giá em đi bán 299.000 đồng 2 hộp. Tặng 12 kèm số lượng. 299.000 2 hộp nha. Xin lỗi nha. Xin lỗi tất cả con buôn nha, hôm nay em hơi phá giá một tí. Một ngày cho bé ăn 4 viên. Bé từ 2 tuổi trở lên ngon như kẹo chip chip các chị ạ, ngon lắm. Bổ sung vitamin tổng hợp các chị này, bao gồm này. Energy là năng lượng này, sắt này, vitamin E này, C này, B1 này, riboflavin này, niacin này, B6 này, B12 này, canxi này, biotin này, phantothesan calcium và ba thành phần tên bằng tiếng Đức nữa. Thì ba thành phần này là em không biết đọc nha, thì các chị thông cảm nha. NMN em bán rồi, mã tặng 4 chị ạ. NMN hôm nay 1.680.000 chỉ ngày hôm nay thôi các chị nha.
Nhớ chỉ ngày hôm nay thôi. Tặng 12 à? Tặng 12 kèm cho nó các chị ạ. 299.000 đồng 2 hộp như thế này. Một hộp 60 viên hàng nội địa Đức. Đây là hàng bán trong nội địa của Đức các chị nha. Ồ vậy hả? Vũ Hồng Nhung, ủa ơi mày ơi, chị xin mày á. Vừa ra xem page chính. Xin lỗi chứ chị like không dùng filter sinh đứt với có dùng filter vậy hả? Chị đâu biết đâu. Mã tiếp theo này. Elatin hôm nay em không mang sang đây. Đây là vitamin tổng hợp cho người lớn. Đây là vitamin tổng hợp từ A đến Z. Thật ra là đây là dành cho cả trẻ con. Đây là hàng nội địa nha. Hàng xuất khẩu á là chỉ có 30 viên. Nhưng cái này là hàng nội địa của Đức, bán cho người dân Đức. Nên là hộp này của em có 40 viên này. Em nhập từ Đức về luôn á. Em đánh công từ bên Đức về. Chứ không phải là em nhập lại của người Việt đâu nha. Không chơi các chị nha. Không chơi nha, đây là hàng nội địa Đức các chị nha. Ở Việt Nam mình rất ít người có luôn. Toàn là hàng nhập khẩu, nó chỉ có 30 viên một hộp thôi. Còn đây là hoàn số hàng xuất khẩu. Còn đây là hàng nội địa này, là 40 viên hộp này. Thiếu chất ở trong người. Thiếu chất thì dẫn đến tình trạng này. Rụng tóc này, da nhăn nheo chảy xệ này, nám tàn nhang này, đau nhức xương khớp này, dạn bụng này, thâm ti, thâm nách. Nó tóm lại là bị thiếu chất. Cái này chị nha. Đối với trẻ con ấy, thì một ngày nửa viên. Còn đối với người lớn là một ngày một viên. Vitamin tổng hợp của Đức. Mã này là mã tặng 13 đúng không? Tặng 13, 180.000 một hộp. Em bao xỉ luôn. Em bao xỉ đầu nghìn nha. Mã này em về là hơn 5.000 hộp cơ. Bao xỉ đầu nghìn các chị nha. Mã này là mã tặng 13 kèm số lượng. Tặng 13 kèm nữa các chị nha. Nốt nha. Mấy phút nữa là em lên hàng hiệu thôi. Eo 4.500 người xem mà hôm nay còn không thèm mua mắt ảo đâu đấy. Tặng 13 các chị ạ. Ngon nó chịu rồi, một mình em thôi. Ôi các chị ơi, em là người lớn mà em còn thấy ngon. Tiếp này. Bộ đôi thần thánh. Hôm nay em mang một số mang mỹ phẩm sang để em câu mà. Em biết là ngày hôm nay em ngồi đây em like mỹ phẩm á, là nhầm em like quần áo, à em nhầm em like hàng hiệu á, thì nó sẽ ít người xem hơn là like mỹ phẩm. Nên là vì ít người em câu. Cho những chị nào mà vào xem like của em là mua được hàng. Còn bình thường em bán đâu. Vì được các chị biết mà, em bán đâu. Có 5 tỷ em không lên đâu các chị ạ. Như này em bán lỗ đó. Mới uống Elatin được mấy ngày mà đỡ rụng tóc hẳn luôn ạ. À. Em cảm ơn chị Thu Thủy nha. Em cảm ơn chị Thủy nhiều. Ừ Hồng Nhung ạ, hôm nay chị không bật filter. Em xem ở page phụ đó là chị không có bật filter. Còn bình thường chị like ở page chính thì chị bật filter em ạ. Chị đẹp quá hả? Vậy hả? Loan Linh thì cái gì? Bộ đầy xinh. À mà bộ đầy xinh hả? Mã này của em đó là mã tặng 14 hả? Tặng 14 vitamin E nội tiết tố nữ. 15 ngày cho em để công thức đây. Hôm nay em chưa uống viên nào. Em đẻ xong rồi em uống 2 viên này. Chị nào đi nhập được chỗ cái gì ấy, cái gì kêu ấy. Chị nào đi nhập xỉ ở chỗ nào giá này nhá. Em tặng luôn á. Kìa, em đọc comment của chị Huệ Nguyễn kìa. Xin lỗi gái xinh cái gì kìa. Cái gì kìa. Em đi đang uống nha. Em đi đang uống nha. Chứ không phải là em đi không uống đâu nhá. Em đi uống hết hộp này, sau khi đẻ xong này, từ lúc đẻ xong này uống gần hết hộp này, thấy chưa? Mã này của em đó là mã tặng 14 kèm số lượng. Chỗ nào chị lại chỉ cần đi nhập được xỉ mẹ 100.000 hộp, 1 tỷ hộp á mà được giá này á, em tặng luôn á. Em không nói nhiều đâu các chị ạ. À. Giá hãng limit của nó là 2.250.000, còn cái dòng cũ ngày xưa ấy thì nó chỉ có 1.590.000 thôi. Còn dòng mới này là 2.250. Thành phần vitamin E là 700 mg này. Các chị uống một viên này là bằng chị uống 7 viên khác. Hàm lượng IU là 440 IU, chứ còn 180 IU là em không có chơi đâu nha, không đủ để không đủ tầm để nói chuyện với em nữa thật đó. Cái má này uống 15 ngày là nước nôi tràn trề luôn. Nước đến mức độ mà các chị không ngăn được luôn á. Các chị phải đóng bọc vệ sinh á, ướt hết cả quần lót luôn á. Đẹp tóc, đẹp da, cải thiện nội tiết tố, tăng cường thị lực, tăng cường sức bền, giảm cholesterol trong máu, giảm lạnh tay, giảm lạnh chân, giảm co cứng cơ mặt, giảm bốc hỏa, giảm tiền đình, máu kinh đẹp, máu kinh đều, giảm đau bụng kinh tháng, làm dày lớp màng tử cung, dễ đậu thai, đào thải nám sạm tàn nhang, ngăn ngừa rụng tóc và đặc biệt là nước nôi tràn trề. Chị nào mà bị mất kinh rồi, các chị uống sau 2 đến 3 tuần nó có kinh trở lại luôn. 585.000.
nay rẻ thế chị không phải đâu em ơi, hôm nay là chị công tương tác không phải là chị bán hàng đâu, thề luôn. Chị bán hàng thì chị không bán giá này. Nếu như mà ngày nào mà chị ngồi ngay ngắn để chị bán hàng thì chị không bao giờ chị bán giá này luôn. Hôm nay là chị không cần bán hàng mà. Cái livestream này ngày mai chắc chắn xóa. Chiều ngày mai chắc chắn xóa luôn, tại vì like hàng hiệu em không thể em để đâu. Like hàng hiệu để bị Facebook nó quét các chị ạ. Tặng 14 kèm số lượng các chị nha, lấy thoải mái. Cái mã tặng 14 thì em có nhiều, chị mấy nghìn hộp cơ, lấy thoải mái các chị nha. Tặng 15. Chuẩn bị chiến quá rẻ luôn ý. Ôi giời ơi, rẻ thật sự luôn ấy các chị ạ. Các chị mua cái hộp 180mg không có cái giá này luôn, chứ đừng nói là 700mg mà giá này. Em đố ai vào được luôn á. Các chị đi nhập xỉ 1 tỷ hộp cũng không bao giờ có giá này luôn. 1 tỷ hộp nha, sáng ngày mai về nước hoa các chị ạ, nước hoa hàng hiệu. Em về được hình như là hơn 300 chai hay sao á, nước hoa. Thì buổi sau em sẽ bán cho các chị nha. Ôi nhiều chức năng á chị Hiền ơi, em bán 5 năm với chị Hiền ạ. Chị cứ hỏi khách nhà em xem. cứ hỏi khách nhà em xem chị. Nói chung là cứ là nội tiết nhá. Cứ mà bị suy giảm nội tiết là các chị uống các chị nha. Cứ liên quan đến nội tiết tố là các chị uống giúp em. Là mã tặng 14 các chị ạ. Mã này mã tặng 15. Đừng bao giờ bỏ cái này. Nếu như vitamin E ấy, là nó cải thiện nội tiết tố, thì omega 3 là cải thiện estrogen. Phụ nữ ngoài 28 tuổi như em này, là em 28 tuổi này. Ngoài 28 tuổi thì cơ thể các chị nó sẽ không tự chữa lành, nó không có chức năng tự chữa lành. Bà sinh như minh tinh vậy trời. Ủa vậy hả? Ủa sao hôm nay cái gì mà sao nhiều người khen quá trời à? Hôm nay nhiều người khen quá trời luôn nè. Mua vitamin E ở đây tốt nè. Comment ở livestream này. Tặng chị này, chị tag bạn vào đây. Ôi, em cảm ơn chị Hiền Nguyễn nhiều. Em cảm ơn chị Hiền nhiều nhá. Tặng 10 là gì cả? Khách hỏi tặng 10 là gì á? Tặng 10 là serum B5 10% các bác ạ. Mình đang xài nè, mê lắm. Xài cái gì đó chị? Xài cái gì đó? Em cảm ơn chị nhiều ạ. Da chị mới bị sẩy xong, da xấu xanh sao, inbox chị với. Chị Nguyễn Thúy ơi, chị nhắn tin vào Facebook cá nhân của em Nguyễn Hoàng Mai Ly, em tư vấn cho chị nha. Còn không thì chị có thể gọi điện vào số hotline để các bạn nhân viên tư vấn cho chị nha. Thả đầu ăn uống như nào, một ngày một viên chị ạ. Uống xong ăn uống ban ngày nhá. Yến hết hàng rồi, mùng 7 về Yến. Hôm nay mới mùng 3 đúng không? Mùng 7 nhá, 4 ngày nữa về Yến các chị ạ. Bổ sung estrogen tự thân, hóa lỏng mỡ, làm đẹp da, đào thải đám. Hỗ trợ bổ sung EPA và DHA, tăng trưởng chiều cao và phát triển trí não luôn, lưu thông toàn là máu đều trong phụ nữ sau sinh luôn. Cái này ở trong là không ai bỏ được các chị ạ. Nhớ này, 1.300mg mới là hàng của nhà em nhá, còn 800 hay là 600 em không nói chuyện, em nói thật. Và cái này nó phải là dầu cá cơm, còn dầu cá hồi ấy không đủ tầm nói chuyện với em luôn, thật sự luôn. Em tìm và em đã đi tham khảo rất là nhiều nhãn hàng bán omega 3 rồi. Và em phải dừng lại ở nhãn hàng này, các chị dùng thử đi. Không thích em cho trả lại. Em cảm ơn chị Đào Thị Quỳnh. Vitamin E tốt lắm nha em. Em cảm ơn chị Quỳnh nha. Tặng 15 đúng không? Vâng ạ. 410.000 á. Các chị mà đi nhập xỉ 1 tỷ hộp giá này á, em nhập lại 1 tỷ cái hộp đấy cho các chị luôn. Em thật sự là không thể đi nhập được giá này đâu các chị ơi. Đây là giá, không phải giá bán các chị ạ. Không phải giá bán các chị nha. Tặng 15 kèm số lượng. Cái này em có 1.200 hộp trong kho. Các chị thích lấy bao nhiêu lấy. Hết hàng lại về hàng thêm. Còn mã nào em nói là chỉ mua 2 hộp thôi là vì em không có hàng các chị nha. Chứ không phải là em không bán đâu ạ. Tặng 15 kèm số lượng. Các chị ơi uống 3 tháng thôi nhá. Em uống này, đây là hộp thứ 3 của em rồi. Em uống xuyên quá trình mang bầu luôn. Cái này bầu bí uống thoải mái. Từ tháng đầu tiên cũng uống được luôn. Bầu bí từ tháng đầu tiên uống thoải mái các chị nha. Nè. Nè. Còn đúng 2 viên. Em uống hết sạch rồi các chị ạ. Tặng 15 kèm số lượng các chị ạ. Uống. Ui dồi ôi, khiếp chị ơi, chị review này mà không ghim được cái comment ú ghê. Uống hủy nám mới một hộp mà da đẹp quá. Giờ sau ly. Ui dồi ôi, bây giờ mình lại phải chiến hủy nám thôi. Hủy nám nè. Hủy nám nè. Ôi, đúng cái sản phẩm em mang sang chứ. Đúng sản phẩm luôn các chị ạ. Đấy, sắp bán hàng hiệu rồi, giờ bình tĩnh lại tí. Sắp bán hàng hiệu rồi. Ghe tan mỡ chị không mang sang đây em yêu ơi. Hôm nay chị ngồi ở kho đó. Vitamin E 585.000 hôm nay thôi các chị nha. Có thể đối với các chị 100.000 nó không làm cái gì. Em bán rẻ hơn bình thường là 100-200.000 một mã ngày hôm nay. Có thể đối với các chị là cái đấy là nó không làm cái gì cả. Nhưng em nói thật nhé, đối với nhà em á, một ngày 2-3.000 đơn mà em giảm 100.000 một mã ấy, mà 3.000 đơn các chị nhân thử 100.000 xem em mất bao tiền. Không đơn giản các chị ạ, không hề đơn giản đâu. Thật em nói thật nên là thỉnh thoảng em mới sale thôi. Các chị ạ, một tháng em sale 1-2 lần thôi. Chứ còn em không dám sale nhiều đâu. Các chị cứ đi xem livestream của em xem. Tất cả livestream em live mỹ phẩm, em không dám bán những cái giá ngày hôm nay đâu.
hôm nay là em đế thêm một vài mã vào để em lấy đơn cho nhân viên làm ngày mai thì em mới sale thôi. Mã này nó là mã tặng 16 ha, viên uống hủy nám, mã này bao trắng, bao mờ nám, không mờ em cho trả lại. Nhớ nhá, các chị đi nhập được chỗ nào 1 tỷ hộp giá này á, em nhập lại 1 tỷ hộp luôn, không nói nhiều. Em cho các chị lấy lãi thêm 30.000 nữa một hộp, ok chưa? Cái này, một liệu trình của nó là 4 hộp. Một hộp này nó mở được 44% nám. Hai hộp như thế này nó mở được 60% nám. Ba hộp như thế này nó mở được 69% nám. Và bốn hộp như thế này nó mở được 74% nám. Và bốn hộp là một liệu trình của nó. Là một liệu trình các chị nha. Công nhận Ly không dùng filter mà vẫn là xinh nhất. Em cảm ơn chị Thanh Nguyễn nha. Trời ơi, làm gì khiếp em làm sao bằng ca sĩ diễn viên được chị ơi. Không chị, mọi người đừng khen em như thế. Các chị ơi, tính đồng bóng thì đừng có khen em. Mã này của em là số tặng mười mấy nhỉ? Tặng 16 à? Cái này 2.4 triệu. Em bán 850. Em không có nói bình thường em bán bao nhiêu á. Và không nói đâu xa, đêm ngày hôm qua thôi. Hơn 100.000 đấy. Em giảm hơn 100.000 ngày hôm qua đó. Em nói rồi, chị nào nhập được xỉ thế này á, 1 tỷ hộp em cũng nhập lại luôn, không có nói nhiều. 850 một hộp, mã tặng 16 hả? Tặng 16 kèm số lượng. Chị Hồng Nguyễn này lại ghi một cái comment các chị đọc nha. Uống viên uống hủy nám, bao trắng da mịn sáng. Em nói mà, em có nói dối đâu. Đây em ghi với chị đọc. Lò Thị Linh. Các chị cứ đi mua cái giá này ở bất cứ một chỗ nào trên thị trường á, mà nó dám cam kết chắc nịch như em á, một hộp mờ 44%, hai hộp mờ 60%, ba hộp mờ 69%, bốn hộp mờ 74%, quay về đây vả mồm em. Mà nó trắng á và nó điều trị nám á, trên 168 bộ phận trên cơ thể người. Chứ không phải là một bộ phận nhá, không phải là một khuôn mặt các chị nhá, trắng từ đầu xuống chân luôn. Cái này nó không những trắng và điều trị nám, nó còn bổ sung thêm thành phần vitamin B1 và vitamin B6, kiềm dầu, xe lỗ chân lông và giảm tình trạng tiết dầu nhờn trên da, bổ sung vitamin E để lưu thông tuần hoàn máu và làm da hồng hào. Còn nhiều tác dụng khác lắm nha, mịn màng này, trắng sáng này, độ đều màu da này, độ gọi là giảm tình trạng tăng sắc tố này, nhiều vô cùng nhiều tác dụng, không phải là một mình làm trắng các chị ạ. Mã này nổi tiếng nhất và đắt nhất trong tất cả mã làm trắng từ trước giờ mà em bán luôn. Em cam kết hiệu quả, không hiệu quả các chị đến các chị thích làm gì em cho làm. Riêng mã này, các chị cái mã này là mã em tự tin nhất về thực phẩm chức năng của nhà em đó. Tặng 16 kèm nữa các chị nhá. Một liệu trình là 4 lọ ạ. À vẫn có ạ. Ok mang đây. Đây, nhân viên xong chúng mày. Nhân viên mua. Mã này của em đó là mã serum body nha, tặng 17. Đây. Đây là ở kho nhà em, nhân viên nhà em nó mua để dùng đó. Chứ còn bình thường là không có đâu. Vitamin C cộng angutin, vitamin C không có, hôm nay không mang rồi. Các chị hôm nay không mang rồi, bán nốt mã này này. Mà mã này một mã nữa là em chuyển bán hàng hiệu của chị nha. Rẻ quá trời em ơi. Với cái gì? Mua viên cái gì? Uống thấy đẹp mua cho các chị ở nhà. Em cảm ơn chị Hồng Nguyễn nha. Em cảm ơn chị Hồng Nguyễn nhiều nha. Mã này uống bao mờ nám nha mọi người. Mờ nhanh lắm luôn ý. Mờ nhanh lắm luôn ý các chị ạ. Mà cái này nó không phải là mờ nám trên mỗi da của phụ nữ đâu. Nó còn có mờ nám trên cả da của đàn ông luôn. Đàn ông phụ nữ uống thoải mái. Nhưng mà cái này là bầu là không được uống. Và cho con bú ngoài 8 tháng mới được uống các chị nha. Cái mã này con bú tháng đầu tiên các chị uống nó bị mất sữa đấy. Nó làm trắng nhanh quá mà nó bị mất sữa đấy các chị nha. Gel tan mỡ hôm nay em không có mang sang đây ạ. Không, em chỉ mang mười mấy mã sang đây. Em like một tí, em câu tương tác đầu like thôi. Chứ không phải là bán hàng đâu các chị ơi. Cái này của em mã số tặng 18. Phải không? Tặng 17 tặng 18 nhỉ? Tặng 17 serum body kích trắng. Cái này dùng ban ngày, còn tắm trắng thì dùng buổi tối. Các chị dùng á, mà dùng sau một nửa chai này mà da thật không trắng á, em cho trả lại. Còn thật sự ấy, đây, bôi một phát là make up nâng tông da ngay lập tức. 385.000 đồng một chai. Chị nào mà nhập xỉ được giá này 1.000 chai em nhập lại hết luôn, không nói nhiều. Giá hãng là 1.350.000. Mua một lần và dùng cả năm. Mua một lần và dùng cả năm các chị nha. Nửa giọt, đây là nửa giọt nhá. Em không thèm lấy một giọt đó đó. Một nửa giọt đã đủ cả cánh tay luôn các chị ạ. Nè. Ôi mà cái mã này các chị ơi, nó không bị dính nhờn một tí thì ti nào hết. Bôi đến đâu nó trắng nâng tông ra đến đấy mà nó không bị dính. Sau nửa tiếng các chị mặc quần áo đen thoải mái. Các chị đi ra ghế xe máy ấy, ra ghế ô tô ấy, các chị dịn thoải mái luôn. Không có vấn đề gì. Chưa bao giờ có giá này đâu, đúng rồi. Chưa bao giờ có giá này cả. Uống viên hủy nám chị uống thêm NMN được không em? Hoàn toàn được chứ. Bạn nào ngại uống hủy nám thì mua bột trắng da uống nhé mọi người. Da sáng thật chứ không phải điêu nhá. Em cảm ơn chị Tịnh Nhi. Em cảm ơn chị Tịnh Nhi. Nè, thấy chưa? Nè, thấy không? Này, nha, chỗ này.
chưa cần phải so sánh trên mặt đâu, chỗ này và chỗ này này, các chị nhìn hai bên chưa, hai màu da khác nhau không, đúng không, hai màu da khác nhau này, mà các chị ơi nó không dính một tí nào luôn á, bôi như không bôi luôn, không có cảm giác nhờn dính hay là nặng gì ở trên da tay luôn, bôi như không bôi á mọi người. Tặng mười mấy nhỉ? 17 ạ. Tặng 17 ạ, kèm số lượng nhá, kèm số lượng nhá. Nếu mà chị nào dùng hao như em thì 6 tháng hết một chai, còn chị nào mà dùng tiết kiệm á, 1 năm hết một chai. Khách mua từ tháng 11 năm ngoái đến giờ chưa hết nửa chai, con lạy mẹ, con lạy mấy mẹ luôn. Serum body nè, em dùng đến lọ thứ 2 rồi, da xịn lắm, em bôi xong ai cũng hỏi mua ở đâu, nhớ giới thiệu chị nhá. Nhớ nha em nhá, chị đang không lời một đồng nào này, nhớ giới thiệu chị nha em nhá. Mẹ không giới thiệu chị khóc á, bán cái này mà không giới thiệu khách cho tôi là tôi khóc quá các bà. Nè, 385.000 các chị ạ. Bột trắng da hôm nay em lại không mang sang đây rồi. Nếu chị nào mà lấy bột trắng da, các chị comment cho em mã bột trắng da kèm số lượng đi. Hôm qua em bán 650, hôm nay em bán 590.000 được không? Bột trắng da kèm số lượng, chị nào biết rồi thì chị mua nha. Đó, đấy này, trắng hơn cái cổ luôn này. Bôi xong một ít là cổ các chị ạ, một tí tỉ ti thôi, đừng có lấy nhiều. Lấy nhiều nó bị trắng quá. Ôi nhìn nó quê các chị ạ, lấy vừa vừa thôi. Nó trắng vừa vừa, nó trắng vừa vừa thì người khác người ta nhìn vào mình người ta tưởng là mình trắng thật, thì nó mới sang, các chị hiểu không? Nó trắng quá xong bắt đầu là kiểu nó bị lạc quẻ đó. Tự nhiên chỗ đen chỗ trắng ấy, người khác nhìn vào mình người ta tưởng là ô, trên con này nó bộ kem trộn rồi. Thế là nó bớt sang các chị ạ. Da dầu mụn dùng kem thì được ly em bán ạ. Chị ơi, da dầu á không liên quan đến da có mụn. Da dầu dùng một cái khác và da có mụn dùng một cái khác. Da dầu mà mụn cám, mụn ẩn, mụn ren á là các chị phải quan trọng bước làm sạch, chứ không phải là dùng kem gì. Làm sạch da các chị dùng kem gì cũng được các chị ạ. Đó. Ôi dồi ôi, trắng lên một chân kính liền luôn. Mà nó không bị lộ đâu, không ai biết các chị bôi kem nè. 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 Làm gì có vân kem trời. Mà cái mã này của em là nó bôi được cả cho da mặt luôn. Mà mọi người nha, tặng 17 kèm nữa các chị nha. B3 là mã bao nhiêu kìa? B3 là mã 11 các chị ạ. 415.000, thật sự không phải giá bán, em thề không phải giá bán đâu, ngày hôm nay em câu tương tác các chị nha. Rồi, một mã cuối cùng nhé. Đây là mã kem chống nắng mà bán giờ chắc là hơn 2 năm rồi anh nhỉ? Hơn 2 năm rồi, gần 3 năm nay rồi. Chưa một tháng nào em bị ế luôn. Không phải chưa sao, chưa một ngày nào em bị ế luôn. Chứ đừng nói. Đối với Miley là không có khái niệm ế chống nắng. Riêng đối với nhà Miley là không có khái niệm ế chống nắng các chị nhá. Một năm có 365 ngày thì 365 ngày phải dùng chống nắng. Các chị mở mắt dậy, cái việc đầu tiên phải làm là rửa mặt và bôi chống nắng. Thế thôi các bác ạ. Cái bước chống nắng ấy, các chị đừng nghĩ là để chống nắng nhá, không phải đâu. Bước chống nắng là để dưỡng da đấy các chị, và phòng chống oxy hóa cho da và làm trẻ lâu ấy, chứ không phải là để chống nắng thôi đâu các chị nhá. Chống nắng không đơn giản là chống nắng. Đẹp tự nhiên không tự nhiên mà đẹp đó. Nó là như thế đấy các chị. 310.000 mua một lần và dùng cả năm. Đây là chống nắng phổ rộng các chị nhá. Nó có chứa thành phần kẽm oxit là cái đầu tiên. Cái thứ hai là glutathione và vitamin B3, và là cái thứ hai để làm trắng. Và cái thứ ba là gốc từ thực vật lên men, và thành phần B5 ở trong này để phục hồi. Dòng này là dòng chống nắng dành cho mọi loại da, kể cả da treatment luôn. Dòng này chống nắng được 6 tiếng rưỡi trở lên, màng lọc là UVA, UVB, ánh sáng xanh và cả bụi mịn nhá. Tặng 18 đúng không? Tặng 18 đúng không em? Tặng 18 310.000 đồng mua một lần và dùng cả năm. Em đố ai bán được giá này luôn. Bây giờ bán hàng hiệu đây. Nào lên nào em. Ê, chị Quý ơi, chị cất hộ em mấy cái đồ này vào. À đây còn một mã cuối cùng này. Xịt khoáng này em mang sang đây ba mã nào là em bán từng đấy mã cho các chị luôn. Hôm nay em không bán những cái mã em không mang sang đây đâu. Kem dưỡng nâng tông em không có mang. Em mang cái gì sang đây em cứ vơ bừa đó ở trên bàn á. Em cứ mang cái gì sang là em bán cái đấy các chị nha. Ui bữa nay kem chống nắng rẻ thế. Chị Ngọc Hà ơi, không phải đâu. Không phải là thề, em thề luôn, không phải là giá bán đâu. Các chị không phải là giá bán đâu. Này em kiểm tra đơn cho chị Nguyễn Hồng Ngọc đây này. Chị kêu là mấy ngày rồi không nhận được hàng cái gì á. Dùng rề xanh không cần kiêng chị ạ. Riêng rề của nhà em nhá, không cần phải kiêng ánh sáng đâu. Nếu như mà nó là ánh sáng rất là mạnh thì ok phải kiêng, còn ánh sáng điện thoại bình thường không phải kiêng các chị, không phải kiêng đâu. Nguyễn Hồng Ngọc không có giấu em. Mã này của em mã số cuối cùng này, tặng 19 cho em bán giày. Em sẽ like giày đầu tiên các chị ạ. Giày nha, đầu tiên các chị nha. Nhìn nhá. Sao? Chị Hồng Ngọc ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại của chị với. Thế bây giờ bà mua hàng của nhà em thì bà trả cho nhân viên xin địa chỉ số điện thoại thì chúng nó lên đơn cái kiểu gì à bà? Cho nhà em xin địa chỉ số điện thoại với nào.
Chị Nguyễn Hồng Ngọc ơi, cứ bảo mấy ngày rồi, thế trả cho địa chỉ số điện thoại thì lên cái kiểu gì? Chán ghê, nó chết lẻ. Cho em xin địa chỉ số điện thoại với chị Hồng Ngọc ơi. Không có kính mới đâu, lành nhá, hôm nay không có kính mới đâu. Nếu mà muốn săn kính mới thì phải đợi mấy hôm nữa. Bây giờ hàng nó chưa về đến Việt Nam. Thằng chưa về đến Việt Nam, vẫn đang ở bên Hàn Quốc. Chị nhắn tin từ tối qua kìa, Dung Nguyễn kìa, không thấy bạn nào check đơn kìa. Mã này của em là mã tặng 19 này. Muốn da có độ bóng như gái Hàn, đi ra ngoài không ai biết mình trang điểm thì phải có cái này. Mã này là mã tặng 19. Xịt khoáng truyền trắng kèm số lượng. Thành phần chính thứ nhất là vitamin B3 5%, làm trắng và điều trị nám trực tiếp trên bề mặt da có nám. Hai là vitamin B5 3%, phục hồi và xử lý các vấn đề về tổn thương trên da. Và ba là 86% thành phần từ tế bào gốc keo ong đỏ nha. Các chị nha, mã này nếu các chị dùng cái này là các chị không cần dùng cấp nước ban ngày nữa luôn. Các chị không cần dùng B3 ban ngày nữa luôn. Cái này thay thế hết các chị ạ. Lần đầu tiên sale đó, chưa bao giờ em sale mã này cả. 1.250.000 mã số tặng 19 đúng không? 315.000 đồng một chai. Mua một lần và dùng khoảng tầm 4 tháng. Nói thật, rẻ lắm các chị ơi, không phải giá bán đâu. Đặt hàng từ ngày 22 tháng 7 này. Kiểm tra chị Nguyễn Tuyết. Nguyễn Tuyết là chắc chắn là bị sót rồi. Kiểm tra xong bắt đầu gửi vào trong nhóm intern đi em. Bắt đầu em bán hàng các chị nha. Em bán ấy ơi, ra đây đi. Em bán giày các chị nha. Bây giờ phải ghim lại số tài khoản này, chị tìm cái số tài khoản đây rồi. Không phải ghim lại đâu, để chị ghim. Số tài khoản ở chỗ nào nhỉ? Ôi Hiền ơi, mày tìm đi, chị tìm không được luôn. Ghim lại số tài khoản cho chị phát. À đây rồi, chị nhìn rồi, Ok. Mọi người ơi, mọi người đã nhìn thấy số tài khoản em ghim trên màn hình chính chưa? Xịt khoáng mã tặng 19 các chị ạ, tặng 19 kèm nước lượng nha. 315.000 đúng không? 315.000 đồng một chai là cuộc đời em chưa giờ bán này hết á. Bây giờ em bắt đầu bán giày các chị nhá. Em sẽ đọc tên luôn ở trên livestream. Chị nào mà cái sao nhỉ, em là chị nào mà được em đọc tên á là các chị chuyển khoản luôn giúp em. Còn em nói thật nhá, nếu như mà em đọc tên cái chị đấy rồi á mà chị không chuyển khoản á là từ lần sau các chị sẽ xác định là không bao giờ mua được hàng của nhà em nữa luôn. Không phải là em khó tính đâu các chị ạ, mà thật sự á em đã bỏ chồng bỏ con ở nhà, mà con thì bé mới được có 2 tháng. Mà em đã phải sang đây để em like rồi thì em không muốn là mình phải like đi like lại. Nó rất là mất thời gian của hai bên. Thế nên là các chị phải nhìn thật kỹ, phải suy nghĩ thật là kỹ. Nếu như các chị cảm thấy là ok, mình gọi là thuận mua vừa bán, mình cảm thấy là cái giá tiền này nó ok so với là với cái tài chính của mình cảm thấy thích thì mình hãng comment. Còn nếu mình cảm thấy mình vẫn chưa ưng thì mình đừng comment để tranh cùng người khác để làm gì, bởi vì là một cái mã giày nó rất là nhiều người tranh nhau. Em không có thích bởi vì em bán lỗ rồi. Nên là em không có thích là phải gọi là đi bán lại xả đi xả lại, bởi vì nó thật. Các chị đi tìm cả cái Việt Nam này mà có một người nào mà bán giày của New Balance mà thì mẹ dưới giá 2 triệu, các chị đến các chị cứ đốt nhà em đi. Em thật, em bán nhà em bù lỗ cho chị luôn á, không có nói nhiều với chị nha. Mã này của em này, mã đầu tiên này. Em đưa chị em đọc sai nha, đọc sai nhá. Mã này sai bao nhiêu đây? 42 á? Nhớ đọc sai nha, 42.5 mày ơi. Đây là 42.5. Nhìn kỹ nhá. Ở đây này, 42 1/2 này là 42.5 nha. 42.5 kèm số lượng 700.000, nó không có ai bán cái này đâu. 700.000 ạ, mã này là mã 42.5 nha. Em các chị nhớ này, em sẽ đọc sai. Các chị comment đúng cái sai đấy cho em là ok. 42.5 700.000, mã này là mã 42.5 kèm số lượng ạ. À nhầm. Khổ lại cứ quên mồm bán mỹ phẩm. 42.5 kèm số điện thoại nha, và nhớ nha. Em đọc tên này là chuẩn vào lúc giúp em nha. 42.5 700.000 các chị ạ. Em ơi, đơn giày của em lô có vấn đề. Em không nên không nhận em chuyển khoản rồi nhưng chưa kìa. Em kiểm tra đơn chị Ngọc Thảo chưa chuyển khoản lại kìa. 42.5 các chị ạ, New Balance ạ. Ui dồi ôi, cái giày này của em 2.250.000 đó. 2.250 á. Em bán 700.000 các chị nha. 42.5 New Balance, giày đẹp nhất thế giới. Giày thể thao đẹp nhất thế giới chị ạ. Ôi nhanh lên nào các chị. 42.5 kèm số. Các bác ơi, nhanh khẩn trương. Thế á? Sao chị không nhìn thấy ai vậy mày? Chị An Thái. Mã này cho chị An Thái này. Chị An Thái ơi, chuyển khoản luôn giúp em nha. An Thái này. Em bán đồng giá hết các chị ạ. Cho nó hết đi, cái lô giày cho hết đi. Adidas 36 1/2 kèm số. Ok chị An Thái, 36 1/2 kèm số. 36.5 á các chị ạ, kèm số nha. 700.000 Adidas ạ. 36.5 ạ.
Phương Phương kìa, Bách lại thế thì Phương Phương kìa. Chị ơi, chị bảo chị Mai là đơn nào mà chưa gửi đi thì mình bách trước cho khách, còn đơn nào mà đang đợi khách trả lại giày về thì mình bách lại sau. 36.5 kèm số ạ, 700.000 ạ. Ngọc Thảo 38 ạ. Chị Ngọc Thảo chuyển khoản luôn giúp em nha. 38 hả? 38 kèm số ạ, 700.000 ạ. Adidas ạ. Ôi dồi ôi, đôi này của em 1.8 các chị ạ. Em không thấy ai bán như em đâu, để em xả lỗ các chị ạ. 38 kèm số ạ, 700.000 ạ. Số tài khoản ở bên vết phụ em ghi bao nhiêu chị phát. Hình như không ghi được bởi vì chị bật cái phần mềm kia. Em có thử xem có ghi được không? Mày bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây? 38 ạ. 38 ạ, chị Yến Vũ ạ. 362/3. Chị Yến Vũ chuyển khoản luôn giúp em nha. 362/3. 362/3 thì là chân 36 đeo vừa và chân 36.5 đeo vừa các chị nha. 362/3 kèm số 700.000. Thế đéo đôi này nhiều thế hả mày? À hết rồi đúng không? Hết rồi đôi cuối cùng á. 362/3 kèm số ạ, 700.000 ạ. Chị Ngọc Thảo ơi, ngày mai nhân viên nó sẽ check, còn bây giờ thì nhà em chỉ bán thôi, bây giờ nhân viên nó sẽ không có thời gian để ngồi check các chị nha. 36 bao nhiêu đây? 362/3 kèm số các chị ạ. 362/3. Nhanh lên các bác ơi, em bán hàng kiểu này em chán lắm. Em không thích bán hàng kiểu mà ngồi nhìn này. Chị Thủy Bi này. 422/3. Chị Thủy Bi. 422/3 kèm số đẹp nhỉ. Adidas các chị. Đôi này của em bao tiền đấy? 1.700.000 em bán tặng anh 700 luôn, em tặng 1 triệu đấy. Em bán 700 em cho không 1 triệu. 700.000 ạ. 42 bao nhiêu? 422/3 kèm số ạ. Em ơi dự bị cho chị Minh Thùy Trương đi. Chị Minh Thùy Trương 36/3 đó. 422/3 hả? 422/3 kèm số ạ. 422/3 kèm số ạ. 700.000 ạ. Em ơi cho chị một cái địa, cho chị một cái máy tính ở bên phép phụ ở đây phát. Cho chị Lan Anh Lê. Chị Lan Anh Lê. 422/3 chị Lan Anh Lê kìa. Dự bị cho chị Nguyễn Vy kìa em kìa. Em sẽ dự bị cho chị một người nhá. Để người này trả lấy cho người kia. 42 hả? Đẹp quá các chị ơi. Cái đôi này á, các anh nào á mà đi làm văn phòng mà mặc quần âu á, quần âu, áo sơ mi nhá, đi là đẹp cực kỳ đẹp luôn. 42 đúng không? 42 phải không em? Vâng, 42.5. Đây 42.5. 42.5 kèm số 750. Sketcher 42.5 kèm số các chị ạ. 42.5. 42.5 chị Thương Nguyễn đâu, không phải 42 đâu. Chị Thương Nguyễn comment lại giúp em là 42.5 em mới dám chốt nha. 42.5 kèm số 750. 38. Lại còn mua được cái đôi này mẹ tao hãm thế. Mày để tí nữa mày. Cái đôi khác kìa mày. Thương Nguyễn, chị Thương Nguyễn comment lại giúp em là 42.5 nha mọi người nha. Chị Thương Nguyễn nha. Không có chị ơi, chị đang ăn không có đâu ạ. Giày như lần trước để làm gì hả chị? Để dính lô giày fake à? Em hú hồn rồi chị ơi. Chị Đăng Nga ơi, giày fake á, nó trộn fake á chị. Nó chỉ có 10% là giày ong thôi, còn lại 90% còn lại là giày fake. Nó trộn fake á chị ơi. Em sợ hú hồn luôn. 42.5 cho chị Nguyên Nguyễn. Chị Nguyên Nguyễn á, cái này bao nhiêu đây? 40 á? 40 kèm số á, em ơi giày đẹp dã man luôn. Adidas á. Đôi này của em 2 triệu này. Nhà em nói điêu chị câu nào đâu. Này 2 triệu này. 2 triệu ạ. 750. 42. Cái này bao nhiêu? Quên mẹ rồi. 40 các chị. 40 kèm số 750. 40 các chị nha. 40 kèm số nha. Bình thường đi 39 thì chọn ở đây. Chọn ở đây là chị cứ chọn 39.5 hoặc là 40 cũng được chị nhá. 40 kèm số chị ạ. 750 ạ. Ủa rồi đẹp thế. Tiếp rồi đẹp dã man chưa. 40 chị Ngân My. Chị Ngân My dự bị chị Liên Nguyễn. Chị Ngân My ơi chuyển khoản luôn giúp em nha. 4 mấy đây? 42 ạ. 42 kèm số đẹp nhò. Em ơi các chị ơi. 42 kèm số 750 ạ. Các chị biết đôi này bao tiền không? Này em xin phép là cắt cái tag ra các chị nha. Xé cái tag này. Đôi này này 2.495.000. 750. Em không đỡ được em luôn. Cuộc đời em đúng là chỉ đúng không? Các chị gặp là chỉ một mình em thôi. Các chị không ai chơi được giá này đâu. 42 chị nha, 42 kèm số nha. 42 kèm số ạ. 750 ạ. Được. 40.5 ạ.
Đây đẹp này. 42 cho chị Nguyên Nguyễn. Alo. Phải không? Phải đây 40, 42. 42 cho chị Nguyên Nguyễn ạ. Chị Nguyên Nguyễn chuyển khoản luôn giúp em nha. Đẹp dã man chưa? Các cái đẹp hú hồn chưa? Úi dồi ôi. Này á chị. 40.5 à? 40.5 kèm số 750. Đẹp kinh khủng luôn. Chị Bảo Linh anh nhé, em đang chuyển khoản dần chị nhé. Chị yên tâm. Dự bị chị Thắm Thắm đi em kìa. 42 dự bị chị Thắm Thắm này. Ok chị Lan anh em, cảm ơn chị. 42.5 kèm số ạ. 42.5 cho chị Nguyễn Hoa. Đây là 42.5 không phải là 40.5 đâu, đúng không? 42.5 chứ. À đâu 40.5 đúng rồi, đây 40.5 cho chị Liên Nguyễn. Mọi người nhìn này, em cho chị xem giá tiền nhá. À, em không nói dối đâu. Các chị nhìn quả giá này, các chị mới biết là em bán như thế nào. Này, các chị nhìn này. Cái kiểu gì mà như thế này mà làm sao mà em bán 750 là cái kiểu gì? Em không đỡ được em luôn đấy các chị ạ. Giá hãng này. Bốn mươi hai chấm năm đúng không? 40 ạ. Ờ 40.5 mà em xin lỗi mọi người, cái này 40.5 cho chị Liên Nguyễn rồi đúng không? Ok 40.5 chị Liên Nguyễn này. Chị Liên Nguyễn chuyển khoản luôn giúp em nhá. 40.5. Đôi đẹp các chị ơi, đôi đẹp, đôi này ngày xưa em bán. Đôi này phải là ma sát rồi, cực khủng luôn. Cách đây khoảng 1 tháng, cái đôi này là màu đen cơ, em có màu đen đây là màu vàng, cái này màu vàng nâu nâu. Màu đen em bán đôi này của em hay như là em nhớ không nhờ là 1.8.000 á. Bây giờ em bán tặng chị 750. Đôi này của em là 3 triệu tròn. 3 triệu có giá trên tác. Không ai bán ra như em bán đâu các chị ạ. Thề luôn. Em bán này chẳng em rồi, em đang sắp bán kho nhà em đi rồi đó. 38 nha các chị nha. 38 750. 38 kèm số ạ. 38 kèm số ạ. Ôi dồi ôi chị ơi, nhân viên còn chưa biết khách mua những mã nào. Em chốt trên nay khoảng 10 mã kìa. Nguyễn Hồng Ngọc kìa. Em Nguyễn Hồng Ngọc ơi, em cứ cho chị xin địa chỉ số điện thoại đi em. Chị lạy em, nhân viên đã xin số địa chỉ điện thoại đi em, cứ cho nhân viên đi em ơi. Để nó làm đơn. Nó phải làm đơn đó em. 38 của chị Giang Nguyễn. 43. 43 kèm số. Đẹp nhở, các chị nhở. Má ơi đẹp. 43, nó bị xé tác. 43 kèm số em bán tặng các chị 750. 43 kèm số, cái đây cho chị, chốt rồi, cho chị Giang Nguyễn. Dự bị cho chị Diệp Bùi Ngọc đi em. Dự bị chị Diệp Bùi Ngọc nhá. 43 kèm số ạ. Giày dây di hàng fake em ơi. Chị trả lại hết rồi. 43 chị Quỳnh Như. Chị Quỳnh Như chuyển khoản luôn giúp em nha. Quỳnh Như này. 37. Ui đẹp quá các chị ơi. Đôi này nha, để nhầm thùng nha. Thùng Adidas cơ mà. Cái này là đắt chứ không phải là không phải Fila đâu. Mọi người ơi, đôi này rất đẹp nhưng em sorry mọi người là đôi này bị mất thùng rồi, mất hộp rồi. Mất hộp các chị nha. Hộp này là hộp của Fila. Chứ không phải là hộp quá gì đắt đâu, nó bị mất hộp rồi. Vì nó bị mất hộp nên em bán tặng chị 700.000 các chị nhá. Đôi này siêu đẹp. Mã này là mã 38 đúng không? 37 ạ. 37 1/3 các chị ạ. 37 1/3 kèm số này. Mã sát siêu khủng luôn. 37 1/3 kèm số các chị ạ. 37 1/3 thì em chốt chị Ngọc Thảo. 37 1/3 thì là 37 đeo vừa, 36.5 đeo vừa, 36 2/3 đeo vừa các chị nha. Là như thế các chị nha. Ngọc Thảo nhá. Chị Ngọc Thảo. Đôi này mới gọi là dã man cơ các chị ạ. Em xin phép là em xé tác nhé. Em cho các chị xem giá này. 3.195.000. Không ai chơi với em là thật sự. Không ai mà 3 triệu nó lại bán cái kiểu này đâu các chị ạ. 4 mấy đây? 43. 43 kèm số. 43.800.000. 43 kèm số. Em có đôi đẹp không các chị? Má ơi đẹp luôn. Đây là giày của Mizuno, hàng hiệu của Nhật Bản các chị ạ. 43 cho chị Nguyễn Hoa này. 800.000 này. 42.5. Ui ôi, đôi đẹp thế. Các chị ơi, đôi này hàng limited của... Đây là hàng limited của Asics. Trời ơi, má ơi, đôi đẹp chưa? Cái đôi này đẹp kinh khủng các chị ơi. Ui, đẹp nhờ. 3.290.000 em bán tặng các chị 800. 4 mấy? 42.5 kèm số ạ. 800.000 ạ. Hơn 3 triệu đó các chị. Nè, má ơi, đẹp chưa? 42.5 kèm số các chị nha. 42.5 thì là 42 đeo vừa hoặc là 42.5 thì là 42 đeo vừa. 42.5 đeo vừa và 41.5 cũng đeo vừa. 42.5 cho chị không tên.
Em ơi kiểm tra nhá, chị nào mà khách quen thì hãng chốt, khách mới thì phải viết thêm cho em một câu là chị chuyển khoản luôn thì em mới dám chốt nha. Còn các chị mà không nói gì là em không dám đọc tên đâu. Tại vì em sợ bị bom ấy, bởi vì em bán lỗ mà. Em đang bán lỗ. Cho nó hết lô đi để em nhập lô mới về. Thế nên là mọi người đừng bom hàng của em nha. 38 kèm số. Đôi này là 1.690.000 em bán tặng các chị 650. 38 kèm số ạ, 650 ạ. 38 ạ. 38 nha. 38 kèm số của chị nha. 650 giày của Skechers các chị ạ. 38 kèm số ạ, 650 ạ. Nước hoa sáng ngày mai về em ơi, nước hoa sáng ngày mai về. Con trai thì đi size từ 40 trở lên, con gái thì đi size từ 40 trở xuống. 38 chị Anna Quỳnh Nga, 650. 36. Ui đẹp quá các chị ơi. Này này. Ui các chị đôi này đẹp lắm các chị ạ. 36 hả? Vâng. 36 kèm số các chị nha. 700.000. 36 kèm số. Ui dồi ôi cái đôi này. Các chị ơi. Sợ thật, em đọc xong quả giá mà em ngất mẹ luôn. Các chị nhìn này. Nhìn giá chưa các chị? Thế này mà em nói thật với các bác luôn, các bác không ủng hộ em một nút thả tim là em hơi buồn nhá. Em hơi bị mẹ chạnh lòng luôn đấy các chị ạ. Em không đỡ được cái đôi này luôn đấy. Em hơi bị chạnh lòng luôn á. 36 cho chị Diệp Bùi Ngọc. Có không ạ? Chị có đơn hàng cho em. Chị Diệp Bùi Ngọc á. Diệp Bùi Ngọc không giấu á. Có đơn thì hãng chốt nha. Chưa mua hàng thì đừng chốt nha. Có đơn chưa? Tít bên dưới á, tít bên dưới. Diệp Bùi Ngọc 36 này. Dự bị với chị Em đi Nguyễn đi em. 700.000. Có đơn rồi á? Ok. Chị Diệp Bùi Ngọc nhớ chuyển khoản cho em nhá. Tiếp này. Bộ củ đồ đẹp quá các chị ơi. Đồ ôi đẹp quá luôn, đôi này đẹp quá luôn nè. Này này. À đâu, cái này Puma, bảo sao mà đẹp thế. Puma các chị ơi, Puma. Chị lại quên rồi. 42.5 ạ. 42.5 kèm số ạ, 800.000 ạ. Puma nha. 42.5 kèm số các chị ơi. Chị Ly bán không ai đỡ nổi. Em sang Đức vẫn ủng hộ chị. Chị cảm ơn Ngọc Thảo nhá. Hoa Lê, 42.5 chị Hoa Lê. 44 ạ. Giày nữ là từ 40 trở xuống. Ô, thức buồn cười, các bác bị làm sao nhỉ? Sao lại cứ giày nữ với giày nam nhỉ? Sao hỏi những câu hỏi mà em khó đỡ vậy trời? Ủa? Thế các bác nghĩ con đàn bà nào mà đi được giày size 43? Chân con nào mà đi được size 43 hả các chị? 40 trở xuống là size nữ, 40 trở lên là size nam. Có thế thôi. Các bác cứ hỏi là giày nam hay là giày nữ vậy, em là sao? Trời ơi. Ừ. Em không hiểu luôn đấy mọi người. Cứ hỏi giày nam hay giày nữ vậy, em là sao trời? 44 ạ. 44 các chị nha. Ôi đẹp quá các chị ơi, đôi đẹp quá đẹp luôn. Ở bên ố hả? Bên này. Ở đây cho khách xem luôn này. Khách ơi, khách nhìn này. Đôi này bị ố một tí ở đây nhá. Khách về, khách tự làm sạch giúp em nhá. Em bán tặng khách đôi này 400.000. Bốn mấy? 44 nha, khách về khách tự làm sạch giúp em nha khách ơi. 400.000 ạ, 44 kèm số ạ. Đôi này chồng em đâu vừa này. 44 kèm số nha, 400.000. 42.5. Chị Hoa Lê 44. 42.5. Đẹp quá trời các chị ơi. 42.5 kèm số này. 700.000 này. 42.5 kèm số, em đố cả cái Việt Nam này ai làm được giá như em bán, em đố luôn. 42.5 kèm số. 700. Rồi đôi này. Cái gì nhở? Em viết cái gì nhở? Thẩm mỹ Hường Hoàng 42.5. Okay, viết ừ đồ 42.5 đó cho chị Thẩm mỹ Hường Hoàng, dự bị cho chị Hoa Lê nữa. 38 hả? 38 kèm số, đôi này là form nhỏ của Adidas. 38 2/3 form nhỏ. Cái đôi này ấy, chị nào đi chân 37.5 hoặc là 38 các chị lấy nha. Còn các chân đúng 38 2/3 các chị đừng có lấy, tại vì cái này là form nhỏ các chị ạ, đi nó sẽ không vừa đâu. 38 2/3 kèm số, chân 38 đeo vừa và chân 37.5 cũng đeo vừa các chị nha. 38 2/3 kèm số em tặng các chị đôi này 500.000 Adidas. 38. Ui đẹp thế. Ui đẹp dã man các chị này. Chị Linda Phạm, 38 2/3 chị Linda Phạm. Ui dồi ôi đôi đẹp lắm các chị ơi.
Nè, bao nhiêu đây? Chị lại quên rồi. 38 hay sao nhỉ? 38 kèm số của chị này. 38 kèm số 750. Chị Dung Bùi 36 ạ. Chị Dung Bùi nhớ chuyển khoản cho em nha. 36 kèm số giày của Skechers. Size 36 của chị nha. Giá hãng 1.8 em bán tặng chị 500.000. Ba sáu cho chị Vũ Thảo. 38 kèm số 3.700.000. 38 kèm số 38 700.000. Đôi này 3.000.000. 700.000 cho chị nha. 38 cho chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan mua hàng rồi cho em. Kiểm tra đi. Ok ok, cho chị Ngọc Lan không giấu á. 42. Đẹp dã man con ngan. 42 kèm số ạ. 2.349.000 đôi này. 750 ạ. 42 kèm số ạ, 750 ạ. Em nghĩ là cả cái Việt Nam này không ai bán được như em đâu. Không ai chơi lại được em đâu, chỉ em nhập bao nhiêu em bán từng đấy luôn. 42 đấy ạ. 42 kèm số ạ. Chị Trang Trần ạ, 750 ạ. 42 kèm. Đây là giày đá bóng của chị nha. Chị nào mà có anh ở nhà á. Ui đẹp các chị, đẹp thật, đùi đẹp thật luôn. Đi size 42 nha, đây là giày đá bóng của chị nha. Thì các chị lấy cho chị nha, 700.000 ạ. Đôi này của em là 2.200.000 ạ. Em bán 700.000 ạ. 40 à đâu, 42 ạ, 42 kèm số ạ. 42 700 ạ. Giày đá bóng của chị nha. 42. Chị Minh Thùy Trương ạ. 38. 38 này này. Limited của Nike đẹp lắm chị ơi. 38 kèm số 750.000. 2.349.000 đồng đôi này này. Giá này em bán 750. Anh Phạm này 44. Chị anh Phạm chuyển khoản luôn giúp em nhé. Đẹp dã man cái đôi này. Cái ma sát phải gọi là siêu khủng các chị ạ. 44 kèm số ạ. 3.295.000. Em bán tặng anh 750. 44 kèm số 750 ạ. Em nói thật này. Đơn này bị bom. Ngày xưa bán đôi này 950. Giờ em bán 750. Bom hàng tránh xa em ra nha. Mấy con mụ hãm. Bom hàng tránh xa tôi ra dùm. Cái con mụ nào bom hàng ấy. Sợ thật đó. 4 mấy này 44 đúng không? 44 chị Thắm Thắm. Chị Thắm Thắm chuyển khoản luôn luôn giúp em nha. 40.5 kèm số 750 ạ. Ui đẹp quá các chị ơi. Cái đôi này nam nữ đều đeo được các chị nha. Nam nữ đeo được hết ạ. Đôi này của em là 2.595.000. 750. 40.5 ạ. 40.5 các chị ơi. 40.5 kèm số ạ. 750 ạ. Nam nữ đều đeo được hết ạ. 'Giày đá bóng em không có chị, em không biết là có hay không. Ở trong cái lô giày nó có thì em bán cho chị nhá. Còn không có hay thôi chị ạ. 44 ạ. 44 ạ. Ôi đẹp quá các chị ạ. 44 này. Nike nha, 800 ạ. 40.5 chị Oanh Neo. Chị quên rồi. 44 ạ. 44 các chị nhá. 44. Cái đôi này sao nó hãm thế hả mày? Chị mày cái đôi này nó hãm thật sự luôn ấy. Em thề luôn á, cứ chốt xong bắt đầu hủy, cứ chốt xong hủy. Mấy con mụ gọi là gọi là hãm nhất thế kỷ luôn á. Này, ai hủy là đánh dấu cho em đi. Đánh dấu vào đi, đừng bán nữa, đừng để đọc tên nữa trời. Một đống tranh nhau này cứ đi chốt cho người hủy là sao trời. Bốn mấy đây? 44 hả? 44, 800.000. 44, 800.000 cho chị Hoa Lê. Đừng chốt cho người hủy trời, bao nhiêu người tranh nhau không được, cứ đi chốt cho người hủy trời. Chị Hoa Lê nha, chị Hoa Lê chuyển khoản luôn giúp em nha. Đổi đẹp quá các chị ơi. Ôi dồi ôi, đây là đẹp má ơi luôn. 44.5 kèm số ạ. 44.5 các chị nha. Anh nào mà cao tầm 1m8 trở lên á, là đi đôi này đó. 750 ạ. Cái đôi này hơn 3 triệu á. Đôi này thì không bị bom, cái đôi thì bị bom mà em nhìn em tức ghê luôn á. Đôi này là hạng mới về. 40.5 á. À 44.5 ạ, 750 ạ. 44.5 kèm số ạ. 36 ạ. Cho chị hộp. Không có hộp á? Vâng. Ủa sao không có hộp vậy?
Ôi, tôi không có hộp bị tặng kiểu 44.5 cho chị Thắm Thắm kìa. 36, cái đôi này mất hộp của chị nhà em tặng cho chị 500.000. Vẫn còn tác nhưng mà mất hộp rồi, không còn hộp nữa chị. Kiểu như đi về cho bắt đầu hộp nó bị móp, bị méo, nhà em vứt đi luôn á. Ba mấy? 36 kèm số nha, 500.000 cho chị ạ. 36 này, vẫn có tác. Tác là 1.690.000, em bán 500. 36 kèm số ạ. Thanh nhong chốt. 36 chị Nguyễn Hoan nha. 36 tiếp ạ. 36 tiếp. 36 kèm số ạ, 500 ạ. Sketcher 500.000 cho chị nha. 36 tiếp. 36 kèm số tiếp ạ. 37. 36 kèm số ạ. 36 nha, không phải 38 đâu chị ơi, 36 nha chị Mạnh Quyền ơi. 37 ạ. Ừ. Phải sang, phải đổi sang đây, hy vọng chốt được đôi giày Ly ơi. 36 đôi vừa rồi các chị, 36 nhá. Chị trên nào? Đâu sao chị không nhìn thấy ai? Không phải em ơi, 36 khác. Au 100% em ạ. Au 100% em nha. 36 không phải 37 đâu chị Hoa ơi. 36. Đây 37 hả? Vâng. 37 kèm số ạ, 700.000 ạ. 37 chị Hoa Nguyễn à? Sao chị Hoa Nguyễn vừa chưa kịp đọc ơi. Chính hãng 100% nha, anh Khôi Nguyễn nha, có tem phụ có. Ôi giời, giày phun hóa đơn. Giày không hóa đơn thì mới sợ trộm fake, còn giày này giày phun hóa đơn. Hóa đơn này, trả thuế tại Việt Nam này. Không fake đâu nha. 37 của chị Ngọc Lan, 36 chị Trúc Trần. Chị Trúc Trần đôi 500.000 này. Chị Ngọc Lan đôi chị Trúc Trần hoặc là chị Vi Hương nhé. Viết cả hai đi. Còn đôi 37 này cho chị cho cái chị nào vừa đọc, chị Ngọc Lan. 37 chị Ngọc Lan này. Đôi này của nữ chị nha, size 40. 40 thì chân 39 hoặc là chân 39.5 cũng đeo vừa. Mã này là mã 40 kèm số, đẹp quá trời luôn chị ạ. 700.000, 40 kèm số nha, bom hàng tránh xa em ra. Đừng vào đây. Bom hàng đi ra chỗ khác giúp em cái nha, em không chào mời đâu, không chào mừng đâu. Bom hàng ra chỗ khác giúp em. Nhớ nha, đừng gọi là nhớ là phải là hàng chính hãng cho em nha. 40 chị Nhi Nguyễn này, 700.000 này. 36 ạ. 36 kèm số ạ. Ai gì đáp? 1.800.000 em bán 700. Em tặng chị luôn 1.100.000 ạ. 38 à? 36 ạ. 36 kèm số đát ạ, ai gì đát ạ, 700 ạ. 35. Chị thùng hàng thi chiến thôi, ngày mai nhân viên nhà em inbox chị nhé. Còn bây giờ thì em đang live stream, nhân viên nhà em không inbox được chị ơi. Đổi bao nhiêu đây? 35.5 ạ. 35.5 này đôi đầu tiên. Ôi, có sai 35. 38 á chị Anh Phạm này. À đâu, đôi này bao nhiêu? Đôi này ba mấy? Đôi này 36. 36 hay 38? 36 mà, đôi này 36 mà. Không phải 38 đâu. 36 2/3 tức là 37. Ôi em ơi, em đừng đọc kiểu đấy nhá, chết đấy. Cái này 36 2/3 này thì phải đọc nó 36 2/3 nha. Đôi này đôi 36 2/3. 36 2/3 700.000 không phải 36 đúng không chị? Đây là 36 2/3 nha. Chị Thanh Nhàn, cho chị Thanh Nhàn. 36 2/3 chị Thanh Nhàn này. 35.5 cho chị Quách Ý Nhi. Quách Ý Nhi nha, 750. 35.5. Này á. Đôi này của em là 2.990.000, em bán 750 đỡ không nổi luôn. Không ai bán được giá em bán đâu các chị ạ. 36. Chị Thanh Nhàn chuyển khoản luôn kìa. Em viết cho chị Vi Hương nữa, cái đôi 36 2/3 đó. Đây là cái đôi mà chị Vi đang làm á. Hai cái đôi vừa vứt ra, viết thêm cho chị Nhị Vi Hương ở đấy. Thanh Nhàn không lấy đâu. Chị Thanh Nhàn bảo là bị nhầm đó, 36 mới vừa, còn 36 2/3 không vừa đâu kìa. Khó đâu hả La Thùy Linh ơi, không phải khó đâu. Tiếp này, ba mấy đây? Cứ bị quên đúng không? 36. 36, cái này của em là 3.750.000. 36 nhá, 36 kèm số ạ. Giá hãng 3 triệu, bán 750, 36 kèm số ạ. 36 kèm số. Sáu nha, 36 các chị nha, 750. Giày nam thì là trên 40, Phan Châu Anh em chờ đi đầy em ạ, nhiều lắm. 36 cho chị Hằng Thu. Đây ba mấy đây? 36.5. 36.5 kèm số ạ, 750 ạ. Nai ạ, 36.5 kèm số ạ. 36 ạ. 36.5 kèm số ạ.
Mọi người ơi, mọi người đừng comment 36, không em không dám đọc. Các chị comment cho em là 36.5 đi mọi người ơi. Mọi người đừng 36.5 cho chị Ngọc Lan ở Petfood chuyển vào luôn. Tiếp này. 36 kèm số ạ. Đôi này em đốt bía nhé. 400.000. 36 kèm số ạ, 400.000 ạ. 42 ạ. Chị Hoa Lê, chị cứ cọc trước cho em đi, không cần phải chuyển không tổng cộng, em chưa biết là tổng bao nhiêu đâu chị ơi. Chị cứ cọc trước cho em nhé. Cọc 1 triệu cho em trước cũng được ạ. 36 cho chị Tư Hạ kìa. 36 400.000 cho chị Tư Hạ, dự bị chị Hằng Thu đi em. 42 ạ. 42 kèm số này đẹp quá các chị ơi. 42 nha. 42 là giấy nam á. 700 ạ. 42 kèm số ạ. Mày phải cho nó giãn giãn ra mày. Tao sợ lắm luôn đấy. 72, à nhầm, 42 kèm số ạ. 700 ạ. Thủy Huỳnh Huỳnh ạ. Chị Thủy Huỳnh Huỳnh chuyển vào lớp giúp em này. Em cho chị xem tác đi, xin phép cắt tác nha. 2.295.000. Em không nói dối đâu. Em không thích nói dối với chị ạ. Bán hàng không bao giờ thích nói dối luôn. Hơn 2 triệu. Bao mấy đây em? Đọc rồi. Thủy Huỳnh Huỳnh á. Đây bao nhiêu đây? Quên rồi. 36 à? 36 kèm số hơn 2 triệu bán 750. 36 kèm số ạ. 750 ạ. 44 ạ. 36 chị Mỹ Dung Nguyễn này. 44 này. Đẹp dã man. Cái đôi này đẹp dã man các chị ạ. Thế chị nhìn ma sát của nó này. Cái đôi này em thề là em thấy đẹp nhất từ từ lúc đầu tiên đến bây giờ. Cầm nó nặng và nó đầm tay, nó nặng chình chịch luôn các chị ạ. 2.7 triệu đôi này em bán tặng anh 800.000. 44 hả? Vâng. 44 ạ. 800.000 ạ. 44 đó chị Kiều Lâm Mộng kìa. Kiều Lâm Mộng. Kiều Lâm Mộng 44 nhá. Ờ chị mua hàng bao chưa? Chị mua được 11 đô. Ờ, dự bị cho chị Thẩm Mỹ Hương Hoàng đi em. Dự bị 44 cho chị Thẩm Mỹ Hương Hoàng đi. 42 ạ. New Balance. Ôi dồi, giày đẹp nhất thế giới các chị ạ. 42 kèm số ạ, 800.000 ạ. Đẹp dã man con ngan luôn, giày New Balance các chị nha. Thỉnh thoảng mới có một đôi thôi. 42 phải không? Vâng ạ. 42 kèm số ạ. 800 ạ. 43 ạ. 42 cho chị Nguyệt Ruby ạ. Ui dồi ôi, nó đẹp má ơi. 43 kèm số, đây là cái đôi giày màu trắng đầu tiên trong cái lô hàng lần này luôn. Giày màu trắng các chị ạ. 43. Đôi này 2.495.000 đồng em tặng anh 750. 43 kèm số ạ. 750 ạ. 42. Thẩm Mỹ Hương Hoàng 43 này. 42 kèm số ạ. Đôi này quá đẹp các chị ơi. Nhưng mà cái màu của nó hơi chói. 42 em tặng anh 500.000 nhé. Màu hơi chói bán 500 ạ. 42 ạ. 42 kèm số ạ. 500.000 ạ. 36 1/2 36.5 thì em đọc là 36.5 nha. 36.5 kèm số ạ. 42 cho chị Nguyễn Hoa. 36.5 kèm số, đôi này là 1.900.000. Em tặng là 600.000. 36.5 600. 37. 37 kèm số ạ. 600.000 tiếp ạ. Sketcher. Chị nào mà đi được mua được chỗ nào giá này em tặng luôn, em không nói nhiều. 36.5 cho chị Nga Nguyễn ạ. 37 kèm số ạ, 600.000 ạ. 37. 37 cho chị Linh Nguyễn Thị Thùy ạ. 37 tiếp ạ. 37 tiếp ạ. Thôi mày đừng cho hai đôi cùng sai, nó bị loạn. Cho cái đôi khác sai. Đôi đấy xong bắt đầu đến đôi kia. Ừ. 37 cho chị cái gì đấy? Vừa đọc đây, tranh nhau này. Linh Nguyễn Thị Thùy. 44 ạ. 44 500.000 ạ. Cái màu này nó hơi chói nha, còn thật sự em đố một ai nhập được đôi này 500.000 ở chỗ nào luôn. Ôi dồi ôi, còn rẻ hơn một đôi hàng fake các chị ơi. Còn rẻ được một rẻ hơn một đôi hàng fake 2, fake 3 nữa đó. Chứ nó khách fake 1 cũng không giá này đâu các chị ạ. Hàng ong của em 100% á. Hàng chính hãng đó các chị. 44 kèm số nhá, 500.000 ạ. 44 cho chị Anna Quỳnh Nga. 43.5 ạ. 43.5 kèm số ạ. Ôi đẹp quá các chị ơi. Nè. 43.5 kèm số nha, 750 ạ. 43.5 kèm số ạ.
37 kèm số ạ, 750 ạ. Ủa đẹp quá luôn. 37 kèm số ạ, toàn hơn 2 triệu một đôi đấy. 37 43.5 cho chị Nga Nguyễn. 37. Cái này 37 các chị ạ, 750. Đôi này là 2.295.000 đồng. 37 cho chị Dung Bùi. 45. Các chị nhớ chuyển khoản luôn giúp em nha, không em để cho người khác á. Tranh nhau như này không được bom của em đâu nha. Không được bom đâu đó. 4 mấy nhỉ? 45 ạ. Đôi đẹp quá luôn này. New Balance này, khiếp nặng, cầm nó nặng trình trịch tay ấy các chị ơi. New Balance 4 mấy đây? 45 ạ. 45 kèm số ạ, 750 ạ. Giày của New Balance không bao giờ mua được gì giá 2 triệu các chị nhá. Không bao giờ luôn. 750. 42 đúng không? 45 mà size 45 luôn á. Khiếp chân nào ông nào đi vừa size 45 trời. 45 cho chị Kiều Lâm Mộng này. Đúng rồi 45 đấy. 45 các chị ạ, 45. 750. Chị Kiều Lâm Mộng nhá. Dự bị cho chị Hợp Nguyễn đi. 40.5 ạ. Quá đẹp các chị ơi. 40.5 kèm số ạ, 800 ạ. Đôi này 3.195.000, hơn 3 triệu. 800. Sợ thật. Đẹp dã man con nam chưa các chị. 41.5 ạ. 41.5 kèm số. 40.5 cho chị Xích Xin Hoàng cái gì đó, Xích Xích cái gì đó em. Xin Xin Hoàng á. Nhìn thấy không? Ờ đúng rồi. Cái gì? Chị quên rồi. Bao nhiêu đây? 41.5. 41.5 kèm số chị nhau đời quá đẹp luôn, 750 ạ. 41.5 kèm số giày của Asics, 41.5 kèm số. 750. 41.5 cho chị Nguyễn Vi. 42 2/3. 42/3. À nhầm. 42/3 đây là giày đá bóng nhá các anh nha. Giày đá bóng nha các chị mua tặng anh nha. Em bán tặng anh là 650. Adidas. Đôi này của em hơn 4 triệu đó, giày đá bóng đắt các chị ạ. 650. 42/3 nhá, các chị comment cho em 42/3 kèm số đi ạ. 650 ạ. Chuẩn size cho chị Nga Nguyễn. Ui dồi ôi. Thế á? Như nào? Chị bảo là chốt ở bên Đức Phụ trả được nào. À vậy hả? Ờ, cho chị Nga Nguyễn đi. 2.799.000 đồng, tức là 2.800.000 cái đôi này. Dã man, đôi bao nhiêu đấy, sao bao nhiêu? 44.5 kèm số các chị ạ, 800.000 đôi này quá đẹp. Sợ thật Puma các chị ơi. 44.5 kèm số nha, 800.000. Gần 3 triệu đôi này, 2.700.000. 800.000, 44.5 ạ. Đôi đẹp quá luôn các chị nè. 35 ạ. 44.5 cho chị ạ. Giày đá bóng em đọc tên ai chưa? 44.5 chưa. À cái giày đá bóng vừa rồi em đọc rồi đúng không? 44.5 cho chị Huệ Nguyễn. 35 ạ. 35. Úi dồi ôi, 3.295.000. Cái đơn này 3.295.000 đồng. Đây xem 35 đúng không? Vâng. 35 kèm số ạ, 800 ạ. Úi dồi ôi, nó đẹp má ơi luôn. 800. 35 kèm số nha. Các chị có đi tìm cả cái đất nước, cả cái thế giới này cũng không ai bán ra đây bán đâu. 35 cho chị Loan Đặng Hồng ạ. Đấy, em để ở đây này, em nhìn đây này. 41.5. 41.5 kèm số các chị nha. Ôi đẹp quá trời luôn nè. 41.5 kèm số ạ, 750 ạ. Đẹp nhờ. 41.5 kèm số ạ. Ôi dồi ôi, không bao giờ ai bán được giá em bán. 41.5 kèm số, 750. 33. 41 các chị ơi, không phải là 44 đâu, 41. 41 cho chị Hà Đỗ kìa. Chị Hà Đỗ. 33 hả? Vâng. Em cái áo này nó trễ thì mình trễ giữ trời. Cái gì mà 33 mày? 33. Ôi vãi, đây là giày của trẻ con các chị ơi. Size 33 nhá. Đây là giày Adidas cho trẻ con. Giày cho các bé size 33. Chị nào mà đi vừa size bé nhà mình ấy mà đi vừa size 33 em tặng nhá. 390.000 ạ. 33 kèm số ạ. Size 33 cho các bé. 33 kèm số. 390.000. 35.5. 33 cho chị Dung Bùi. 35.5 kèm số Puma, 700.000. 35.5 kèm số. Cái đôi này của em nó là 2.250.000 á. 2.250.000 em bán 700.000 á. Bao mấy? 35.5 kèm số ạ. Chị Quý ơi. 35.5 các chị ơi, 35.5 kèm số.
35.5 cho chị Hương Ngô. 38 kèm số 2.2 sale còn 1.8 700.000. 38 à? 38 kèm số ạ, 700.000 ạ. Rẻ vãi trưởng. 38 cho chị Nhiên An ạ. Khổ lắm, không phải giá bán đâu em thật. Em lia kho đi cho đỡ chật ý. Không ai bán giá em bán đâu. 40 kèm số ạ. 40 kèm số của chị nha. 40 kèm số ạ, 750 ạ. Đơn này 3 triệu này. Ôi dồi ôi, em lại không thích nói dối với chị này. 3 triệu đem cho chị xem luôn này, giá này. Này 3 triệu này, 750 nha. 40 đúng không? 40 cho chị Vương Thủy ạ. 40 chị Vương Thủy ạ. 40.5 ạ. 40.5 kèm số ạ. 40.5 nha. Nay ạ, 400.000 ạ. 40.5 kèm số ạ, 400.000 ạ. 400 ạ, rẻ hơn một đôi hàng fake. Fake 2, fake 3 cũng không bao giờ có giá này, chứ đừng nói là fake 1, nói thật, rẻ hơn đôi hàng fake luôn. 40.5 đúng không? 40.5 kèm số cho em đi ạ. 40.5 cho chị Song Anh Phạm ạ. Bao nhiêu? Quên rồi. 42. 42 kèm số 750, đôi này rất đẹp. Đôi này rất đẹp. Đôi này dễ mix đồ và dễ mặc đi cả đi làm luôn các chị, mặc quần Âu hay mặc quần vải á. Ôi giời, đôi này đẹp luôn. 42 nhá. 750. 42 ạ. 42 kèm số 750 ạ. 42 cho chị Đặng Minh Nguyệt. Ôi đẹp quá các chị ơi. Nè. Đẹp quá luôn này. 44.5 kèm số ạ, 800.000 ạ. Quá đẹp, không phải đẹp đâu. Đôi này em xem bao tiền ạ. 44.5 các chị nha, 800. 2.349.000. Ôi giời ơi, các chị ơi, em bán kiểu này em sắp đốt nhà em đi rồi các chị nhìn này. Em có nói điêu các chị câu nào đâu. Hàng phun thuế đấy, hóa đơn giấy tờ đầy đủ, xuất được hóa đơn đỏ đấy các chị ạ. Nhục lắm, bán kiểu này chắc là sắp giàu đấy, nhanh giàu lắm đây này. Bán kiểu này là nhanh giàu lắm luôn đây này. 44.5 cho chị Nguyễn Thu Hiền. Rất là nhanh giàu luôn đấy, sợ thật. Ba mấy em? 38 ạ. 38 kèm số ạ, 700.000 ạ. 38 kèm số này đẹp lắm. 38 kèm số 700.000 ạ. 38 kèm số ạ, 700.000 ạ. 38 chị Ngọc Hà kìa. Chị Ngọc Hà nhá, chị Ngọc Hà chuyển khoản luôn giúp em nhá. Tất cả những người mà được em đọc tên á, chuyển khoản luôn giúp em nhá. Em không thích bán đi bán lại một tí thì tí nào đâu, rất là mệt mỏi luôn. Mấy con mụ hãm. 42. Em ơi, toàn hủy của em thôi, đôi này của em hơn 4 triệu đây này. 42 hả? Vâng. 42 kèm số giày limited của Mizuno. Các chị, đôi này của em hơn 4 triệu nhá. Em bán lỗ, hơn chữ lỗ, 600.000. Đừng bom hàng của em. Bom hàng tránh xa em ra, làm ơn á. Cái đôi này em bán đi bán lại 2 lần rồi. 42 chị Dung Bùi. Chị Dung Bùi chuyển khoản luôn giúp em nha. Đừng có bom nha. Không có chơi đâu á. Đạp phát dính cái tường á. 4 mấy? 362/3. 362/3 kèm số á. 362/3 kèm số á. 700 ạ. Adidas đôi này 1.8 triệu nha. Hơn 2 triệu sale còn 1.8 triệu á. 700. 382/3 kèm số 700. À nhầm, 362/3 kèm số ạ, 700.000 ạ. Úi dồi, nó bụi, nó ngứa hết cả mặt. 3 đôi. Hết like chị chuyển khoản. Hết nhà con về chị ơi. 382/3 chị Minh Tâm Phạm. 37 kèm số các chị ơi. 600. 37 kèm số ạ, 600 ạ, giày của Skechers ạ. Chị Minh Tâm Phạm đấy ạ. 37 kèm số á, 37 chưa đọc nha. Cái đôi này đéo hiểu, nó bị thật sự hết rồi hả? Vâng, hết rồi. Hết rồi hả? Cái đôi kia là cái gì? Cái này là hàng hoàn của cái hàng hoàn. À. À đâu, cái đấy acid đấy. Acid mà, đâu phải hàng hoàn. Ừ. Đấy, cái đôi em cầm đây. Ờ đây là rồi, đây bán. 37 cho chị Hoa Nguyễn. Chị Hoa Nguyễn.
Đôi này ba mấy? Đôi này là 38. 38 kèm số 700.000. 38 kèm số 38 chị Maruko. Đôi cuối cùng với chị nha. Đôi cuối cùng này 41 kèm số này. Eo à nhầm, 41.5 kèm số. Ôi giời ơi, cái đôi này hơn 3 triệu các chị đẹp dã man. 41.5 kèm số ạ, 800 ạ, đôi cuối cùng rồi. Bây giờ bắt đầu đến cái phụ kiện này. 41.5 kèm số 800. Túi à? Em sẽ có một vài mã tặng các chị như sau. Đây là một vài mã túi của Mango. Tất cả những cái túi này toàn hơn 1 triệu một cái. Thì bây giờ em sẽ bỏ ra em tặng các chị nha. Đây nha, cái nào em ơi, em kiểm tra túi trước khi đưa chị nhá. Cái nào hỏng em bảo chị, cái nào không hỏng em bảo chị để chị bán tặng khách. Không có dây ấy hả? Cầm này hả? Cầm tay đấy. Tao cho mày luôn á. Lấy không? Mã này mã tặng nha. Cái mã này nó bị mất dây. Đây là túi, đây là em được nhãn hàng nó gửi tặng. Đây là túi của Mango nha. Mango của chị nha. Không có dây đúng không? Ok. Tức là nó không có dây, vậy nó không hỏng đúng không? Không, không hỏng. Tặng túi 1. Ơ đọc cho ai chưa hả? 41.5 cho chị Nguyễn Hiền, chuyển khoản luôn. Chị Nguyễn Hiền á, chị em quên á. Tặng túi 1 nha, em tặng miễn phí luôn. À, chị nào có đơn hàng ngày hôm nay thì em tặng, còn không có đơn hàng thì thông cảm giúp em không tặng đâu ạ. Không có đơn hàng ngày hôm nay em không tặng đâu ạ. À, tặng miễn phí, các chị chỉ cần chị trả cho em tiền ship thôi ạ. Này, túi của Mango này. Trời ơi, nó đẹp má ơi, ví luôn á. Mango nhá, các chị nha. Ví này của em 1.600.000 á. Nè. Tag mác đầy đủ nha. 100.000 cái ví này ạ. Ví 1 ạ. À nhầm, mã này mã ví ạ. Ví ạ, em đọc tên luôn nha. Ví ạ, 100.000 ạ. Nó lại dán hẳn tác ở trên cái túi này. 100.000 nhá, ví nhá chị nha, mã ví nha. Ví cho chị bé sinh. Có 2 cái chị. À, chị bé sinh là 1 và chị Minh Thúy Trương là 2. 100.000 có 2 cái. Mày ơi, dạ. Từ đằng sau mày đưa chị, mày làm ơn, mày làm phước, mày bóc hộ chị phát. Vâng. Chị ngồi chị bóc mày chắc hết giờ. Mày bóc hộ chị cái. Ví 2 này. Ví 2 nha. Có một cái nữa chị ạ. Ví của Mango với chị ơi. 100.000 ví 2. Cái này là tặng ví 3. Ví 3, ví 2 chị Hoàng Thanh. Ví 2 có 2 cái chứ. Ví 2 có 2 cái à? Ví 2 cho chị Úc Jenny và chị Hoàng Thanh nhé. Có 2 cái. 3. À 3 cái này, 3 cái thì ví 2 để cho chị Nhiên An nữa này, 100.000 này. Đấy, được chưa? Viết đúng nha. Đúng tên nhá. Đúng nha, Nhiên An cái gì đó. Còn mã này là mã tặng ví 3 em tặng miễn phí nhá. Cái này nó hơi bẩn một tí. Đằng sau em tặng miễn phí. Ví 3 này. Ví 4 này. 100.000 này, của Mango nha, 100 trăm Mango hết. Mango ví 4 này 100.000 này. Này có mấy màu này? Ờ. Đeo hiểu dùng cái kiểu gì? Đeo bụng ạ. Đeo bụng á? Nhưng mày đeo kiểu gì? Mày nghĩ đeo kiểu gì? Cái này càng bị con chị. Cái này mù bụng hả? Thôi. Tặng ví 5 các chị ơi. Tặng ví 5. Tặng ví 5 này. Tặng ví 5 nha. Ví 6 này. Sao một cái có túi, một cái không có túi? Hai cái khác nhau em ạ. À đâu phải đâu, hai cái giống nhau á. Ví 6 nha, tặng ví 6. Có hai cái, tặng ví 6 này. Ví 7 có mấy cái nha? Ví 7 có hai cái, hai màu khác nhau. Các chị không chọn màu giúp em nha. Ví 7 không chọn màu nhá các chị nhá, 100.000 ví 7 ạ. Có hai cái ạ. À ví 7 có 3 cái, không chọn màu các chị nhá, 100.000. Ví 7 cho chị không tên là 1 này. Chị Đỗ Quỳnh Như là 2 này, đây là của Mango nhá. Và chị Nguyễn Thị Mai Hoa là 3 này. Mã tặng ví 8 này. Tặng ví 8. Ví 9 này của Mango này. Toàn bộ hơn 1 triệu hết đấy các chị ạ. Hơn 1 triệu hết luôn, hàng mới cứng luôn nha. Ví 9 này.
ví 9 có 2 cái. Em tặng cho hai chị nha, 100.000 ví 9 ạ. Ví 9 cho chị Quách Oanh Oanh. À có 3 cái, ví 9 có 3 cái. Một là chị Quách Oanh Oanh, hai là chị Nguyễn Vi, và ba là chị Trang Diệu Anh. Có 3 cái nhé, 100.000 mang gồ. Mã tặng ví 10 có 2 cái ạ. Tặng ví 10, tặng ví 10 ạ. Em tặng miễn phí ạ, tặng ví 10 ạ. Mã tặng ví 11 ạ, mang gồ ạ. Tặng ví 11 nha, có 3 cái ạ. Ví 12 em có 2 cái. Em chỉ tặng cho những chị nào mà có đơn hàng thôi ạ. Còn những chị nào mà không mua hàng thì em không tặng đâu ạ. Tại vì em không có bị dở hơi mà tự nhiên em đi gửi đi, trong em thu của các chị 35.000 tiền ship tôi buồn cười ấy. Nên là chị nào có đơn hàng thì các chị lấy nhá. Các chị nhá, các chị lấy hàng tặng nhá. 12 đúng không? Ví 12 này, mang gồ này. Rất là xịn luôn, 100.000 nhá. Ví 12. Cái này tặng này. Ừ, cái này tặng. Ví 12 đầu tiên là cho chị Minh Thùy Trương. Và chị thứ hai là chị Ngọc Thảo, Minh Thùy Trương và Ngọc Thảo, 100.000 ví 12. Ví 13. Tặng ví 13 nha các chị nhá, có 4 cái, tặng ví 13 có 4 cái. Cái này đựng cạt này. Cái này ok đấy, măng gồ này. Cái này cũng tặng này. Ờ, tặng ví 13 còn mấy cái. Năm. Tất cả đều là đựng cạt này, 1 này. 2 này thì không chọn nha. Các chị nhìn nha, nhìn kỹ này. 1 này. 2 này. 3 này, măng gồ nha, tất cả là đều măng gồ các chị nha, măng gồ nha. Đó. 4 này. 5 này. 6 này. Đấy. Đừng gạt nhá. 7 này. Măng gồ này. 8 này. 9 này. Đó, đừng gạt các thứ ạ. 10 này. 11 này. 12 này. 13 này. 14 này. Em tặng mỗi chị một cái nha. Đây là bao nhiêu? 15. Đây là mã bao nhiêu? 15. Đây là bao nhiêu? 15 ạ. À? Ví 15 50.000 một cái. 50.000 một cái các chị ạ. À? Ví 15 nha, 50.000. 14 cái này. Này. 15 cái này. 16 này, cứ 50.000 một cái. 17 này, cái này toàn hơn triệu các chị ạ. À? 18 này. Mới không chọn nha, em đâu bảo không chọn mà. 19 cái này. 20 này, tất cả đều có mango các chị nha. 21 này. 22 này. Mango này, 23 này. 24 này, nhân viên cho luôn. 25 này. 26 này, đấy, con bé nhân viên đã chốt đủ cái rồi. 26 này. 27 này. 28 này, toàn bộ là tăng mắc đầy đủ nha. 29 cái này. Đấy. 30 này, cái ví này cũng to này. Kệ đi, 50.000. Má này má tặng vừa lễ. Vừa má tặng. Tiếp đi. Còn thùng nào không? Này. Cái tiếp này vẫn còn cái này. Vẫn còn cái chị này. Má này là má tặng ví 16 á. Tặng ví 16, tặng miễn phí á. Cho chị nào có đơn nha, tặng ví 16 á. Mày bóc cho chị cái này đi. Tí nữa xong rồi lắp bóc đi. Tặng ví 16 này. Cái 17 này nó bị bẩn á. Em tặng miễn phí nhá, chị nào về chị làm sạch giúp em nhá. Cái này của mango á. Của mango nó bị bẩn nữa các chị. Này, để trong bao bị bẩn nữa chị về làm sạch nhá. Tặng ví 17 này. Tặng ví 17. Thôi mày vứt đi hộ chị cái. Này còn có kính của mango cơ. Vãi cái trường kính, bỏ ấy bạn. 17 này. Tặng ví 18 này, mango này. Tặng ví 18 này. Tặng ví 18 này. Không. Còn cái nào không? Cái này hỏng à? Hỏng á? Vâng, nó bị bung hết rồi. Hết chưa? Còn thùng nào không? Chị ơi, còn thắt lưng. Còn mà đúng rồi, đây trong này này, mang đây, mang hết đây. Thắt
Không, cái đấy là hàng vàng đấy mà, hàng vàng của giày Zulu. Đây là like quần áo. Bây giờ like quần áo các chị nhá. Bây giờ em like quần áo các chị nhá. Nào bây giờ quần áo là có mã nào mà có số lượng nhiều á. Ô đây vẫn còn cái à? Mã này là 19 à, bây giờ 19 à. Tặng 19 à. Mã này mã tặng ví 19 nha, tặng miễn phí ạ. Tặng ví 19 ạ. Chị nào có đơn hàng hãng lấy nha, không có đơn hàng em không bán đâu. Mã số lượng nhiều trong này đúng không? Mã số nhiều đây đúng không? Chị quý, số lượng nhiều trong này đúng không? Rồi ok. Em đang quần áo của Mango nha, bây giờ đến quần áo của Mango các chị ạ. Đấy em nhập nhiều quần áo, em nhập mười mấy nghìn bộ ấy. Thế xong bắt đầu là nó tặng em mấy cái thùng này này, thế là em tặng các chị thôi. Em bảo ra em tặng luôn. Quần áo của chị nha. Đẹp lắm các chị ạ, cái lô quần áo này đẹp quá chị ạ. Quần áo của Mango đẹp hơn cả quần áo của Zara các chị ơi. Đây nha, bây giờ em đứng dậy nha. Bây giờ em like quần áo em đứng dậy các chị nha. Em đứng dậy like quần áo các chị nha. Rồi, xem mà các chị có nhìn thấy em không. Úi dồi ôi. Ôi chết 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 chết. Rồi. Ok chưa? Rồi, lấy quần áo đi. Bỏ cái này, bỏ ghế. Kìa, kiểm tra Nguyễn Mai Hương kìa. Chuyển khoản kính mà không trả lời kìa. Đơn con nào đây, ta trừ mẹ 1 triệu giờ đấy. Cứ vớ vẩn. Tất cả quần áo em live stream này đều là quần áo của Mango các chị nha. Đây ạ. À, cái chị Nguyễn Mai Hương này hôm đấy chị đợi chuyển khoản thôi. Về sau những nước lên thì chị chuyển khoản rồi chị lại cho ra rồi. Thế như nào? Thế bây giờ cái kính lô đấy chị lại bán rồi. Thế bây giờ chuyển khoản lại cho người ta á? Chuyển khoản lại cho người ta chứ. Cứ giữ tiền của người ta chửi vào mặt cho. Nào, mã này em đọc cho chị này, váy này. Đẹp dã man đấy các chị ạ. Đây là dăm. Đây là răng của Mango nha. Trời ơi, nó đẹp kinh khủng các chị ơi. Cái chất của Mango các chị biết rồi. Nó rất là đẹp các chị nha. Nào bây giờ em đọc này. Mã này nó là mã M2. Các chị comment theo mã em đọc các chị nha. M2 ạ. Sao cái app này nhìn nó xấu như một con quỷ thế nhỉ? Ở ngoài em không xấu như này đâu các chị ơi. Sao cái app này xấu chữ trời. Cái gì mà sao nó M2. Cái app cái kiểu gì mà sao nó xấu dữ trời. Nó cứ tối om trời. M2 các chị nha. Cái này có số lượng nhiều, các chị comment cho em theo mã nha. M2XS, M2S, M2M và M2L. Đây các chị đây. Em cho chị xem nha. Này. XS có 11 cái này, S có 14 cái này, M có 8 cái này và L có 5 cái các chị nha. Chị nào mà đi nhập được cái zoom này dưới giá 2 triệu em tặng các chị luôn. Em bán tặng các chị là 290.000. 290 nha, cả thế giới này không ai bán được giá em bán đâu. Mango nha, chính hãng 100% đấy nhỉ. Chính hãng 100% nha. M2XS, M2S, M2M và M2L các chị nha. Size XS là dưới 46 kg, size S là dưới 50 kg, size M là dưới 55 kg và size L là dưới 60 kg các chị nha. 290.000. Ôi trời ơi, nó đẹp má ơi các chị ơi. M22, M22S và M22M. S có 1 cái và M có 3 cái. S dưới 50 kg và M dưới 55 kg các chị ạ. 299.000 đồng. Eo ơi siêu đẹp luôn. Mango nha. Chính hãng 100% nha. Nhớ là phải hàng chính hãng nha. Cả thế giới này mà ai bán được giá em bán em tặng luôn. M22 kèm size. Trời ơi nó đẹp. Má ơi các chị ơi. Ôi dồi ôi nó đẹp lắm các chị ơi. Nào. M10XS, M10S, M10L và M10. Sao có 2 cái hả? Con nào làm mã đấy, đạp phát dính cái tường á. Trong túi có 2 cái. M10XS, M10S, M10M và M10L chị nha. 320.000. Ôi dồi ôi, cái này của em hơn 2 triệu. Ôi dồi ôi, các chị ơi, nó siêu đẹp luôn các chị ơi. Ôi dồi ôi. Không đọc tem chị ạ, à, cái này em có số lượng nhiều mà. Size XS có 7 cái, size S có 5 cái, size L có 5 cái và size M có 12 cái. XS là dưới 46 kg, S là dưới 50 kg, M là dưới 55 kg và L là dưới 60 kg chị nha. M10 cái mã nó đẹp kinh khủng, M10 kèm size ạ.
tiếp này. Ôi rồi ôi các chị ơi, eo ơi nó đẹp, má ơi các chị ơi, trời ơi chất mà không đẹp nha, em cho chị trả lại nha, má ơi đẹp lắm các chị ạ. Tiếp nào, M34 đây là quần size M34 chị nha, mã M34 nha, M34 size 34. Mày tắt điệu tao cái. Sao bà khách nào mà nửa đêm lại không tha thế nhỉ? M34 34, M34 38 và M34 40. Như em là em mặc size 38, tại vì là em mới đẻ xong, ngày xưa là em mặc size 36 rồi, bây giờ em mặc size 38 rồi. 299.000 đồng, 299.000 đồng. M34 34, M34 38, 34 là size S đó, 38 là size M đó, và 40 là size L đó. M34 size 40, M34 kèm size nhé. Ôi ôi đẹp kinh khủng. Toàn mấy triệu á, không phải giá bán đâu các chị ạ. Cái này có số lượng nhiều các chị cứ lấy đi. Xong rồi ngày mai như Mary chốt các chị nha. Trời ơi. Nè. 26 M26XS có 3 cái, M26M có 1 cái và M26S có 1 cái, 250.000. 250 các chị nha. 250 ạ. M26XS, M26M và M26S. Này, đéo hiểu để trong bao nó cái mùi gì á. Các chị ơi, em mang đây. Em nói luôn nhá, cái này em tặng các chị 150.000. Tại vì như thế này này, em bán lỗ. Nhưng em nói luôn ở trên live này, em không có thích là giải quyết ở ngoài live. Em muốn là em bán cái gì em cũng sẽ công khai ở trên live cho các chị biết luôn. Cái này là em hàng em đi lô về, em để trong bao á, em rơi em thấy nó có cái mùi của bao á, nên là em bán 150.000 nha. Mặc dù nó chỉ có một cái thôi, em bán 150.000. Các chị về các chị phải giặt, sau đó các chị hãng mặc nha. Em nói luôn em không thích nói dối chị, em không thích nói dối. Và em cũng không thích là mình lãi được 20.000, 30.000 một cái áo, mà mình lại phải giải quyết ở ngoài like, là em không thích. Nên là em nói luôn trên like, các chị cảm thấy là thuận mua vừa bán các chị mua các chị nha. 150.000 mặc dù cái này hơn 2 triệu, 150. chuẩn mango cho các chị, đúng chuẩn đồ của mango luôn. Ôi dồi ôi, chất nó đẹp lắm các chị nha. Chất thô, các chị về các chị giặt một phát các chị là đi. Má ơi cái này mà các chị bán ở bên ngoài nó còn rẻ hơn một cái áo hàng Sida. Rẻ hơn một bộ quần áo hàng Sida, hàng second hand đấy các chị. M15 XS, M15S, M15M và M15L. XS dưới 46kg, S dưới 50kg, M dưới 55kg và L dưới 60kg các chị nha. 299.000 đồng. Chị nào mà mua được cái váy này của Mango á, mà dưới giá 2 triệu á, các chị nhớ vả một em cái nha. M15 kèm size ạ, 299.000 ạ. Ôi dồi ôi, nó đẹp quá các chị ơi. Má ơi nó đẹp chưa. M18, nó chỉ có một cái chị này, nó có một cái này. XS1 này, S4 này, M1 này, L1 này. Nó hàng hiệu ấy, nên nó chỉ có một cái các chị, nó không có nhiều đâu. M18XS, M18S, M18M và M18L các chị nha. 299.000 đồng. Chị nào mua được chỗ nào riêng đồ của Mango mua được giá này, các chị nhớ bảo mỗi em cái, em không nói nhiều. Zoom ạ. Zoom các chị ơi, zoom của Mango nha, cái này siêu đẹp luôn. Nhận hàng về mà chất không đẹp á, mặc mà không mát đít á, em cho trả lại. M11 zoom nha. M11XS có 1 cái, M11S có 3 cái và M11M có 2 cái các chị nha. 350.000 cái zoom này, siêu đẹp luôn. Hàng mẫu 2021 các chị ạ. Trời ơi nó đẹp kinh khủng luôn. 350.000, M11 kèm size XS, S và M. Quần của Mango này. Quần các chị ạ. Quần 29. M29 quần size 36 là size S có 3 cái, size 38 là size M có 2 cái các chị nha. 150.000 quần của Mango đó. M2936 hoặc là M2938, 150.000. Máy hoa. Máy hoa buộc dây. Buộc dây em buộc cho chị đi. Em cho em xỏ vào cái lỗ này. Đấy, đút vào đây. Chính hãng cho 100 chị ạ. Đừng thấy em bán rẻ quá mà lo nha. Không phải đâu, em bán rẻ là bởi vì em thích thôi.
Đấy, xong bắt đầu em vòng qua, vòng trên bên này. Được chưa? Đấy, xong rồi buộc ở đấy. Rồi. Dơ nào. Đây ạ, váy như này. Nào em sẽ đây váy này chị nha. Màu bao nhiêu đây? Là các chị biết rồi. Ok, như này chị biết rồi. Các chị biết rồi. M14 hả? Vâng. M14XF. M14S. M14L. M14M. Các chị nha, em nói lại sai cân nặng này từ đầu đến cuối các chị nghe này. Đây là phong châu Á các chị ạ. Các chị không có lo là mình không bọc vừa đâu. Em nói như thế nào là đúng như thế các chị nha, bởi vì em bán quần áo nhiều em biết rồi. M14XS, size XS là dưới 46kg, size S là dưới 50kg, size L là dưới 60kg và size M là dưới 55kg các chị nha. Nhớ nha. M14 kèm size ạ, 299.000 ạ. Úi dồi ôi, không ai bán giá này đâu. Hơn 2 triệu cái váy này đấy. M1. Nào tiếp tục nào, em cho vào chị. Đó, em bộ bên kia. M1 các chị nhìn này, đây này. Nó như thế này các chị nha, nó là như này nha. Đó. Xinh nhỏ các chị nhỏ. Đồ của mango á, về mặc nha, chất mà không mát nha. Chất mà không đẹp nha, mặc mà không mát ít nha, em cho trả lại. M1XS, M1S, M1M và một em đọc lại này. M1XS, S, M và L các chị nha. 250.000. M1 kèm size 250. Cái váy này của em là 2.250.000. Em cho chị 2 triệu, em bán 250 thôi. Đẹp dã man các chị ơi. Ôi dồi ôi, nó đẹp. Ôi dồi các chị ơi, cái áo này đẹp lắm luôn nhá. Áo này em mặc được này. Áo này xinh này. M24 này. M24XS. XS là dưới 46kg. Ôi dồi ôi, cái này nó đẹp lắm các chị ơi. Nó đẹp lắm các chị nha. M24XS, M24S, M24M và M24L. Em nói thật nha, em xin cho chị đúng 15.000, 275.000. Còn nếu như em lãi của chị 1.000 đồng ở cái mã áo này, em bằng một con chó luôn. 15.000 đồng chỉ là tiền nhân viên nhà em làm đơn thôi, còn em không lấy đồng lãi các chị nha. M24XS, S, M và L. Quá đẹp các chị ạ, 275.000 ạ. Rẻ hơn một cái áo hàng Sida đó. Cái này của Mango các chị nha. Ôi dồi ôi, nó siêu đẹp chưa. Ôi dồi ôi, cái này của em là sao em sao bao tiền đây? Ừ, cái này chị mặc đẹp mà. 49, 50 euro. Mày nhân đồ chị 50 euro, mấy trăm tỷ giá đô đi. Euro đấy, 50 euro cái này. Hơn 2 triệu cái này đó. M12F và M12XF. Nó chỉ có size F và size XS các chị nha. F là dưới 50kg và XS là dưới 46kg ạ. Bao nhiêu? 1.191.000 đồng cái zoom này, em bán tặng các chị là 299.000. M12S và M12XS 299. Mà từ châu Âu về chứ. M13. Ôi dồi ôi, các chị ơi, cái chất của nó. Nè các chị nè. Ôi dồi ôi, mặc nó mát, cầm nó mát. M13 y chang như thế nhưng mà màu be các chị nha. M13XS, S, M và L. XS có 5 cái, S có 3 cái, M có 2 cái và L có 1 cái, 299 ạ. M13 kèm size ạ. Ôi dồi đẹp thế. Để size để à. Áo này xinh đấy chị ạ. Xinh lắm luôn ấy, eo ơi mango đó. Chất của nó đẹp quá chị nha. M17XS, M17S, M17M và M17L các chị nha. Áo 2 dây các chị nha. 280.000, siêu xinh luôn, không nhăn các chị ạ. Chất này không nhăn. 280, M17 kèm size. Cả cái đất nước Việt Nam này không ai làm được điều em làm đâu các chị nha. Không ai làm được điều em làm đâu. Xinh thế. Váy xinh này. Mang hồ này. Các chị nhớ nha, quần áo này để trong bao nó có mùi á. Nó không có thơm đâu. Các chị về các chị nhớ giặt nha, đừng có mặc luôn nha. Nó có mùi của bao á, cái bao hàng á các chị. M32 váy beo này, M32XS. Ôi giời, nó có một cái. Nó có một cái thôi chị ạ. M32XS, M32M, M32S và M32L các chị nha. 299.000. M32 kèm size. Ôi giời ơi, nó đẹp các chị ơi. Mã này đẹp quá trời luôn nè. Về mặc mà không đẹp nhớ bảo em nha các chị nha, váy này. Sao đắt thế nhỉ?
sao lại tưởng hơn 200. Chân váy bò này, M4 này, M4S, M4XS, M4M và M4L các chị nha. XS, SML, M4 các chị ạ. Size, à không nhầm, 275.000 đồng. Chị nào mua được chỗ nào giá này chị nhớ vả một em cái nhá. Ôi dồi ôi, rẻ hơn một cái hàng Trung Quốc luôn, rẻ hơn một cái hàng Sida các chị ạ. Thật sự, mà cái này của Mango nhá, các chị nhớ là hàng hiệu đấy nha, không phải là hàng vớ vẩn đâu. Nặng này đút rồi chị nào? Đút rồi. À đút rồi hả? Tiếp này, váy của chị này, size bao nhiêu đây? Em kéo sang, em kéo sang cho chị để cho nó vừa với form chị. Kéo sang để cho khách nhìn thấy form. Cái form á, cái form váy ấy. Đó, các chị nhìn này chị nha, váy như này các chị nha. Ok chưa? M8 này. M8XS, sao XS là chưa ghi size? Chưa ghi số lượng này. XS là không có. Không có. Không ghi số lượng. Đâu đây? Có ghi viết XS xong bắt đầu không ghi không, gì. Tức là nghĩa không có. À, M8S không có XS các chị ạ. M8S, M8M và M8L các chị nha. 299.000 đồng, chất đẹp lắm các chị ơi. Chất của Mango nó đẹp lắm luôn, đẹp hơn của Zara đó. M8S, M8M và M8L ạ, 299.000 ạ. Ôi dồi ôi, má ơi nó đẹp các chị ơi. Cái bánh, cái áo nó đẹp nè. Áo này của em hơn 1 triệu này. 1 triệu rưỡi cái áo này này. M30. Cứ cái nào đẹp thì nó lại có một cái các chị ạ. M30XS, M30S và M30M các chị nha. 280.000. Ôi dồi ôi, nó đẹp lắm các chị ơi. M30 kèm size ạ. Nào mày kéo chị đi, mày kéo bên này. Ôi dồi, cái này đẹp thế. Ôi dồi ôi, cái này đẹp lắm các chị ơi. Zoom nha các chị nha. Ôi các chị ơi, cái chất vải em không biết diễn tả như nào nhưng mà nó đẹp lắm các chị ơi. M21 này. M21XS, M21S, M21M và M21L các chị nha. XS có 12 cái. À nhầm, XS có 9 cái, S có 12 cái, M có 11 cái và L có 2 cái. M21 kèm size. 310.000. Siêu xinh luôn, dã man xinh luôn. 310.000 nhà. Cái váy vừa rồi của em hơn 2 triệu đấy. Xinh, cái đấy xinh lắm ấy. Em cái chất nó còn không nhăn. Các chị ơi, cái váy vừa rồi là cái em để ở trong bao mà nó không nhăn luôn á. Cái chất của nó không bị nhăn luôn á. Ôi dồi ôi, xinh thế luôn. Cái áo này xinh, ôi cái váy này quá xinh luôn này. Chị bảo mà cái lô này về đẹp mà. Mango đợt này về đẹp này. Đẹp hơn cái lô kia. Cái xinh lắm ấy các chị ạ. À. Đây có dây, em ơi nhặt dây. Có dây luôn nha, có dây bụng các chị nha. Dây bụng nha, các chị nhìn các chị biết liền đó. Đồ hàng hiệu á. M20XS, M20S, M20M và M20L các chị nha. M20 kèm size ạ, 350 ạ. Cái này đẹp lắm luôn ý. Đây ạ, như thế này sẽ bắt đầu nó có dây các chị ạ. Nó có dây áo nha. Dây như này này. Cái váy này là hơn 2 triệu ạ. Ở trong trong store hơn 2 triệu ấy các chị ạ. Mã 25 ạ. Mất thời gian mày ơi. Cái này là zoom các chị nha. Zoom zoom zoom. Các chị chỉ cần về các chị giặt các chị là thôi. Là nó ra cái form nó rất là đẹp. Zoom nha, cái mã zoom nha. Cứ mã nào em thấy đẹp thì nó lại có số lượng ít. Nó có một cái thôi. XS có một cái, S có một cái và M có ba cái. M25 kèm size ạ. M25XS, M25S và M25M ạ. 280.000 ạ. M25 280. Có mỗi một size có một cái. M9 ạ. M9XS một cái, M9M một cái và M9L một cái. M9 kèm size ạ. 240.000 ạ. M9 ạ. M9 các chị nha, 240. Nè. Ôi dồi ôi, cái này xinh lắm các chị ơi. Zoom nha. Zoom các chị ơi, zoom của Mango. Ôi dồi ôi, cái này xinh nha. Xinh nha các chị nha. Cái này hơn 1 triệu này. Cứ cái nào mình khen xinh là số lượng nó cứ một cái chán đời. M33XS,
M33S, M33M và M33L các chị ạ. Mỗi một size chỉ có một cái thôi. 350.000. M33 kèm size 350. Rẻ hơn cả hàng Sida đúng không? Quần của Mango này chất rất là đẹp các bác ạ. Chất siêu đẹp luôn. M35. M35 size 32 có 2 cái. Size 32 tức là size XS là em đang cầm này, dưới 46kg này. M35 34 là size S có 1 cái, là dưới 50kg các chị nha. XS có 2 cái và S có 1 cái. M35 kèm size 32 hoặc là 34 các chị ạ. 250 một cái. M35 kèm size 250.000. Ôi trời ơi, xinh quá trời luôn. Cái lô Mango lần này đẹp lắm các chị ạ. Chất nó đẹp lắm nha. M31 M có 3 cái và M31L có 2 cái. M31M hoặc là M31L các chị nha. 299.000. L size L ấy là dưới 60kg và size M là dưới 55kg các chị nha. M31 kèm size. Zoom này, xinh muốn xỉu luôn trời. Zoom xanh, quá xinh mà chất rất đẹp các chị, nó mát. Mặc mà không mát đi em cho trả lại nhé. M27 ạ. M27S, M27M và M27L các chị nha. 299.000. Rất đẹp các chị ạ. Zoom rất đẹp luôn. Mặc rất là mát đít. Mà không bắt em cho trả lại. Tóm lại là không ai bán giá em bán đâu. M27 kèm size ạ. 299 ạ. M6, M6XS, M6S, M6M và M6L chị nha. XS dưới 46kg, S dưới 50kg, M dưới 55kg và L dưới 60kg chị nha. M6 kèm size, M6 kèm size này 250 ạ. Rẻ hơn cái váy hàng Sida luôn. 250. M6 kèm size. Ồ cái này đẹp nha. Cái này xinh các chị nha. Ôi trời ơi cái này xinh nha các chị nha. M36F và M36M, cứ cái nào mình khen xinh là y như rằng số lượng cứ một cái. F có một cái và M có hai cái các chị nha. M36 kèm size S hoặc là M. 320.000. M36 cái siêu xinh. M36 ạ. Khiếp dã man, cái chân váy nó dày cùng cộp các chị ơi. Em thật các chị, nó chất lắm luôn đấy. Ôi dồi ôi, nó hai lớp chân váy các chị ạ. Mà nó dày mà nó lặng trình trịch ấy. Cầm nó mát, nó mát, nó đầm tay nhé mọi người. M7 nha, hàng hiệu đó là như thế các chị ạ. Nó không có quan trọng kiểu cách nhiều. Quan trọng là chất. M7X, à nhầm, M7S, M7M và M7L các chị nha. M7 kèm size ạ, chân váy ạ, chân váy của Mango ạ. 320.000, má ơi nó đẹp. Nè. Ôi dồi ôi, chất nó như thế này thì làm sao mà không mắc được. Cái này của em 1.500.000 đấy. Em bán 320 nha. Váy này, váy của Mango này. Ôi váy này tặng đi. M5 ạ. M5XS, M5S, M5M và M5L. M5XS, SML kèm size 150 một cái. M5. Mặc dù nó đắt nhưng mà thôi em bán như thế thôi các chị ạ. 150 nha. Nhớ là về giặt là cho em nha. 150. M5 kèm size. Ôi trời đẹp quá này. Trời ơi cái này siêu đẹp các bác ơi. Quá là xinh luôn. Trời ơi cái này xinh quá trời. Đây là chân váy da lộn các chị nha. Chân váy da lộn nha. M16XS, M16S, M16M và M16L. Có một cái các chị ạ. Chán quá. M16XS, SML nhá. 350. Ôi dồi ôi, da lộn đẹp dã man, rẻ hơn một cái chân váy hàng Sida luôn. M16 ạ. XS, SML ạ. Em buộc bên này các chị, em buộc đây. Buộc chun mà, bo chun mà. Không có ai bán giá em bán đâu, không có ai đâu các chị ạ. M19 các chị nha.
M19S, M19XS và M19M. XS dưới 46kg, S dưới 50kg, M dưới 55kg, M19 kèm size 150.000. Xinh chưa? Quá xinh lè. Mỗi một cái có một size chán đời. Ngày mai nhà em đi chốt đơn các chị nha, vì nó có số lượng nhiều. Mười mấy cái một size cơ nên là em không có đọc tên các chị nha. M23, M23S, M23M và M23L, mỗi một size chỉ có một cái các chị ạ. 299.000. Mỗi size chỉ có một cái thôi. Trời ơi, về mặt mà chất không đẹp cho trả lại các chị nha. Chất của nó siêu đẹp. Siêu đẹp, không phải là đẹp các chị ạ. Ôi dồi ôi, đẹp lắm luôn đấy. M28, M28S, M28L và M28M. M28 kèm size. M28 các chị nha. 320.000 M28. SML các chị ạ, 320.000. Đâu, cái này đâu? Lẻ à, lẻ mới cho chị ghế. Lẻ lấy ghế đi. Ủa, đây. Trong này tất cả đều là lẻ nhá. Lẻ hả? Bây giờ bắt đầu đến mã lẻ các chị ạ, nó chỉ có một cái nha. Bắt đầu đến các mã mà chỉ có một nha các chị nha, chỉ có một thôi nha. Cái này có 3 cái màu be, 1 cái màu đen. Mày bị hâm mà, sao mày đọc như thế? Bây giờ làm mã đi. Thế thì là M M200 đi. M37. M nào chả được cả em. Bây giờ nó hết mã số lượng lớn rồi. Bây giờ M nào chả được cả em. Nào nhanh lên em ơi. Nhanh lên nào. Không có XL chị ơi. Nhanh lên. Bắt đầu từ mã VIP 1 nha. Ủa mày xinh thế. Ôi các chị ơi, mã này xinh dã man nè. Eo ơi các chị ơi nè. Cái này nhá, mặc như này này. Sau bắt đầu là vắt cái áo. Ôi dồi, cái áo này đẹp dã man luôn. Đúng gu 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 em các chị ơi. Như này nhá, vắt như này các chị này. Em có quay một cái clip TikTok của một cái áo như này màu vàng các chị ạ. Mã này mã VIP 1 nha. VIP 1 ạ, 350 ạ. VIP 1 350. Có một cái thôi các chị ạ. Có một cái thôi, đọc sai. VIP 1 kèm sai này. VIP 1 size S ạ. VIP 1 size S là dưới 50kg ạ, 350 ạ. Các chị comment VIP 1 nha. VIP 2 này. VIP 1 cho chị Đào Kim Ngân đi. Đọc tên luôn đi cho nó nhanh. Ôi dồi ôi các chị ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. VIP 2 nè, thấy chưa. VIP 2 nha. Size S ạ, dưới 50kg ạ, 350 ạ. VIP 2 ạ. VIP 3. Các chị comment nhanh nhá. Các chị nhìn các chị comment nhanh nhá. VIP 3 này. Y chang như thế nhưng mà màu vàng. VIP 3 S và VIP 3 M. VIP 3 S hoặc là VIP 3 M các chị nha. 350. Chất đẹp lắm chị ạ. Mát cực kỳ luôn. VIP 3 kèm size các chị nha. S hoặc là M ạ. VIP 3 M cho chị Nguyễn Thảo. VIP có mấy cái M? 1M2S ạ. Nguyễn Thảo hết này. S nha, chỉ còn 2 cái S thôi các chị ạ. Chỉ còn 2 cái size S thôi. VIP 3S cho chị Mai Ngọc. VIP 3S cho chị Thẩm Mỹ Hường Hoàng. Hết nha. Thế thì chị phải làm mã chị ạ. Đúng không? Bọn chị phải viết luôn VIP vào đấy. Thì ngày mai viết vào chốt. Nhanh lên nào, nhanh nhẹn lên nào. Được chưa? Xong chưa? Ô, có mấy cái túi à? Phải túi không? Không. Ừ. Xong mã chưa? Rồi. VIP 4 nha, VIP nhanh nha, nhanh nha cho đỡ mất thời gian nha. VIP 4 này. Như này đấy mà cũng 899.000 đấy các chị ạ. VIP 4 size M các chị nha. 250.000. VIP 4 250 size M. Em bây giờ em sẽ không đọc tên nữa mà em để cho ngày mai như thế nó đi chốt các chị nha. VIP 5. Em đọc cho chị sai nhé.
VIP 5M hoặc là VIP 5L 50.000. VIP 6 này đéo là cái gì, đéo hiểu chân máy kiểu gì. VIP 6 ạ, size gì đây? VIP 6 size M ạ, 50.000. VIP 7 size M 50.000. Em bắn nhanh cho chị nha. Ừ. Ồ cái này đẹp nè. VIP 8 quần da các bác ạ. VIP 8 size 40 tức là size L. VIP 8 size L với chị nha. 350.000 VIP 8 350. VIP 9 size 40 này cũng là size L với chị ạ. Size 40 tương đương với size L nha. VIP 9 ạ, 350 ạ. Chỗ nó đẹp dã man luôn. VIP 9 350. VIP 10 size XS này. Các chị nghĩ là cái váy này các chị có thể mua được giá 1 triệu không? Em bán 299.000 á. VIP 9 299 XS ạ. À nhầm, VIP 10 299 đồng size XS nha. VIP 10 nha. VIP 11 size S 50.000. Ôi dồi zoom. Các chị ơi zoom nhưng bị nhăn. Em bỏ đi, từ lần sau là đã. Từ lần sau chị gọi sang nhớ phải là trước nhé. Ôi dồi ôi, bụi quần áo nó ngứa mặt kinh khủng. Cái bụi quần áo nó ngứa hết cả mặt. Tiếp này, VIP bao nhiêu? VIP mấy rồi? VIP 12 size M các chị nha. Size M nha, váy nha. 200.000 VIP 12. Cái này đẹp này. VIP 13 này. Trời ơi, đẹp lắm các chị ạ. Về giặt là đi nha. VIP 13 size S dưới 50kg các chị nha. Nè. Váy của Mango, cái váy này nó quá đã quá quen thuộc với cả các chị nhớ đúng không? 300.000 VIP 13. Kim Ngân, em để lại, em cứ để lại tin nhắn đi, nhân viên nó chưa check đâu em. Buổi tối về nó còn tắm rửa, nó còn trông con em ơi. VIP 14 nào. Bây giờ VIP bao nhiêu? VIP 15, cái VIP 14 đây là VIP 14. Zoom các bác ơi. Zoom nha, VIP 14 là zoom các chị nha. Size L dưới 60kg mặc vừa 300.000. VIP 15 M dưới 55kg. VIP 15 size M với chị nha. 290.000 VIP 15. VIP 16 M. Em đọc sai chị đi cho nó nhanh. Zoom này áo nó váy. VIP 16 tắt quạt. VIP 16 đúng không? VIP 16 này, size gì đây? M. VIP 16 M ạ, 250 ạ. VIP 17 S. Ngồi xa tí nhá. Ngồi xa tí. Mỗi một size chỉ có một cái thôi, các chị đừng có bom hàng đấy nhá. Suy nghĩ thật là kỹ rồi hãng chốt, đừng có chốt xong cái bom. Zoom mà hay váy đây. Váy zoom đây. Váy. Xinh quá trời luôn ý. VIP bao nhiêu đây? VIP 17. VIP 17 size S dưới 50kg các chị nha, 350. VIP 18 size XL. XL các chị nha, dưới 65-66kg 50.000. VIP 19 rồi đúng không? VIP 19 size S này, má ơi nó đẹp. 380.000 VIP 19 size S nha. VIP 19 size S các chị nha. 390.000, 380.000. Trời ơi đẹp quá trời nè. VIP 20 size S này. Nó là cái váy như thế này này, nó trễ vai các chị ạ. Trời ơi, nó má ơi nó đẹp các chị ạ. Rẻ hơn một cái hàng Trung Quốc, rẻ hơn cái hàng Sida, cái hàng thử đó đấy. Rẻ hơn cái hàng Sida luôn các chị ạ. Hàng second hand nó không rẻ như này đâu ấy. 380.000 VIP bao nhiêu đây? VIP 20. VIP 20 size gì đấy? Size S. VIP 20 size S các chị nha. 380. VIP 21 size S
260. VIP 22 size M. Và áo này, đây là đằng sau, còn đây là đằng trước này. Đằng sau buộc nơ và đằng trước như này các chị nha. Đây nha, là áo các chị nha. Mango á, 250.000. Size M. Bỏ bỏ em ơi. Bao nhiêu đây? Dưới 60kg các chị nha, size L. VIP bao nhiêu đây? 21. VIP 21 size L, quần của Mango 250.000. Size L dưới 60kg các chị ạ. VIP 22 size XS. Xinh nhỉ. VIP 22 size XS các chị nha, mặc trễ bao nhiêu này này. 250.000 VIP 22. VIP 23 size S. 150.000. Cái này xinh nè, cái này quá xinh nè. Cái này buổi trước bán quá trời bán nè. Cái này rất nhiều nhưng mà xong nó không làm sai. Buổi trước bán một đống luôn. Một đống luôn ý. VIP bao nhiêu nhỉ? Em hết nha, em hết nha chị Soliango, em hết túi phô là rồi. VIP bao nhiêu? 23. VIP 23, 450 chị. Cái này quá đẹp luôn, cái này buổi trước em bán nhiều lắm này. Size S ạ. Dưới 55kg ạ, à nhầm, dưới 50kg ạ, 450.000 ạ. Cái này 1,5 triệu. Đẹp quá trời nè. Đẹp quá trời các chị nè. VIP bao nhiêu? VIP 24 ạ, 300.000 ạ. Size gì? M ạ. VIP 24 size M, 300.000 ạ. Đọc sai nha. VIP 25 size S, 280.000. Size S nha, 280 VIP 25. VIP 26 size S ạ. À? Chân váy 100.000 VIP 26 size S. Cái váy này đẹp quá trời. VIP 27 size XS hả? Vâng. Trời ơi, các chị ơi, đẹp quá, cái váy này đẹp quá luôn nè. 450 nha, VIP 27 nha, có một cái thôi, size XS dưới 46kg ạ. VIP 27 XS ạ, 450 ạ. VIP 28 à? VIP 28 size M, sơ mi này, 100.000 VIP 28 size M. VIP 29 XS, 100.000. VIP 30 size L. Size L chị nha. 100.000. VIP 31 size L, 100.000. VIP 32 size gì? M. Size M, VIP 32 size M này. 150.000. VIP 33. VIP 33 XS dưới 46kg chị nha. Cái này rất là đẹp nhưng mà nó là nhỏ, đằng sau nó có nơ này. 290.000. Zoom á, zoom có nơ đằng sau á. 32 này. Đẹp quá trời nè. 33, VIP 33. Đúng không? Đúng rồi. VIP 33 size M ạ. 280.000 ạ. VIP 34 size 40. Cái này quần này đẹp nhưng mà nó tương đương với size L chị nha. 40 tương đương với size L đấy chị ạ. Siêu đẹp luôn. 350.000 VIP 40. VIP 40 size L đấy ạ. Đẹp quá trời nè. S hả? VIP 41 size S ạ. 380.000 ạ. Chân váy này rẻ hơn mua chân váy hàng Trung Quốc luôn. 380 ạ. VIP 42 size M các chị nha. Size M nha, chân váy dạ nha. Size M nha, 350. VIP 43 size XS này. Đẹp quá trời nè. 280. VIP 44 size S. Em ơi cái này mới đẹp chứ. Ôi dồi ôi, cái này nó đẹp quá các chị ơi. Nó có hai lớp như này nha các chị nha, nó hai lớp như này, em cho chị xem này. Như này. Thấy chưa, nó là cái váy nha, mà bên trong nó còn lớp nữa. Đấy, nó là cái váy như thế này. Đây size gì nhỉ? Quên rồi. XS. XS á. Dưới 46kg các chị nha, 280.000. Bốn mấy đấy? 44 ạ, XS đây ạ, 280 ạ. Ôi dồi ôi, đẹp quá trời nè. Các bác ơi, best seller của nhà Mango này. Zoom nha các chị nha. 45 à? 45 size S dưới 50kg nha, 450, có một cái thôi.
46 size L. Chất rất đẹp các bác ạ, rất đẹp cái chất của nó ấy chị, nó co giãn á. 46 size L với chị nha. VIP 46 size L với chị nha. 300.000. VIP 47 size L. 40 tương đương với size L với chị ạ. 100.000. VIP 48. Cái này quá đẹp, cái quần này đẹp quá trời các chị ơi. Ôi dồi ôi, cái quần này nó đẹp quá trời quá đất luôn các chị ạ. Size 34 tức là size S. 34 là size S hay size XS nhỉ? Size XS. 34 dưới 46kg mặc vừa các chị nha. Dưới 46kg. Cái bên này nó loá quá trời. 350.000. 4 mấy đây? 48. 48, 350. 49 tương đương với size S này. Cái này đẹp dã man chưa các chị ơi. Ôi dồi ôi, cái chất nó đẹp lắm các chị ơi. Cái chất nó dày dã man. Có 34, 36 ạ. Có 34, 36 ạ? 34 là size XS, 36 là size S. Mã này là mã mã bao nhiêu? 49 S. 49 size S nha. Còn size ở đâu 49 XS? Mà em làm 49 chỉ một mình 34 rồi. Còn 36 để là 50, em hiểu chưa? Size 34 chị nha, là size XS nha, dưới 46kg nha. 280.000. Còn cái size, còn cái còn lại á là size 36 ạ, mang đây. 36 mang đây. Còn cái này là size 36, tức là size S là dưới 50kg á, là mã 50 ạ. 50 các chị nha, dưới 50kg nha. 280.000. Ôi dồi ôi, chất nó dày lắm các chị ơi. Tiếp này. Bao nhiêu? 51 à? Sai gì đây mày, phải đọc sai chị nha. 51 size M. Chân váy 290. 52 size XS. 34 là XS. Dưới 46kg chị nha. Trời ơi, nó đẹp lắm các chị ơi. Nó rất là đẹp các chị ạ. 290.000. Im mồm cái con hiền này. Năm mấy nhỉ? Đây là năm mấy? 52 cái chị nha, size XS nha, dưới 46kg nha, 290. 53 size L. Trời ơi, chất nó đẹp kinh khủng các chị ơi. Chất đẹp lắm nha. Size L nha các chị nha, 290. 5, đấy là năm mấy đấy? Bây giờ là 54. Cái này 53 đúng không? 53 vừa rồi là 290 các chị nha. 54 này. Trời ơi, mặc trễ vai như này các chị này. Trời ơi, trinh quá trời luôn. 380.000, 54 size L nhá. Dưới 60kg mặc vừa nhá, size L đấy ạ. 54 size L đấy ạ. 55 size M. Size M các chị nhá. 250.000, rẻ hơn một hàng Trung Quốc mà hàng mới cứng luôn. 55 ạ. 55 size M. 250. 56 size S. 100.000. size L 100.000. 57 size L 100.000. Sơ mi này. 58 size L 100.000. À nhầm, 58 size M 100.000 ạ. 59 size L. L chị nha, 100.000. Toàn đồ hàng hiệu ấy, toàn đồ của Mango á, không phải là hàng túm lam túm lum từ lưa đâu. Sáu mấy đây? Xinh quá trời nè, cái này để mặc không? Bao nhiêu đây? Cái này chị cho mày luôn á. Tại vì nó bị ố á, cái này bị ố á, mày về mày tự giặt nhá. Tự tẩy. Ừ, tự giặt tự tẩy nhá. Cái này không bị này. Bao nhiêu đây, size gì đây? Size L á. Cái xinh quá này. Năm mấy? 60 à? 60 size L ạ, 300.000 ạ. Không, em ơi bỏ đi. Ố rồi bỏ đi em ạ. Cái này là hết pin này. Cái này là đồ cho các anh nha, áo của các anh nha. Sơ mi size L nhá, em tặng các anh 300.000. Cái này của em là 1.699.000. 1.699 bán 300 nha, 61 đúng không? 61 L cho các anh nha. Áo sơ mi của các anh nha, bên này 300.000. Ôi cái này đẹp quá trời nè. Úi dồi ôi các chị ơi, best seller này. Size S 62 đúng không?
Ôi dồi ôi, các chị ơi, cái này nó đẹp quá trời nè. Cái này là zoom các chị nha. Zoom zoom zoom. Ôi dồi ôi, chất của nó mà không đẹp, các chị về các chị vả vào mồm em nha. Ôi dồi ôi, cầm nó mát hết cái cánh tay luôn á. Bao nhiêu đây? 62 ạ, 400.000 ạ. Size gì đó? Chị quên rồi. Size M. 62 size M dưới 55 size S hả? Size S. Dưới 50 kg chị ạ. Cái này có giãn là nên mặc thử. Thôi, tao lại mày mặc để thành một con trâu mộng à, đúng size. Size L. 62 size S nha, 400.000 ạ. 63 này. Wow. Một đó này. Size L. Trời ơi, nó đẹp quá trời các chị ơi. Ôi dồi ôi. Sáu mấy đây? 63. 63 size gì? Size gì hả ấy? Size L ạ. 63 size L dưới 60 kg nha, 350. Size M. Cái đấy cho vào cái áo rồi. 64 size L sơ mi này. Trời ơi đẹp má ơi, má này đẹp má ơi luôn. 300.000, 64 size L, 300.000. Sáu mươi lăm size S. Đẹp lắm các chị ạ, 65 size S nha. Size S các chị nha, 300.000. 65 size S, 300.000. 66, ôi dồi ôi, 66 size S, 350. 67 XS, 250. Len tăm XS ạ, 250 ạ. 68 size M, quần siêu đẹp M. Ôi dồi ôi, cái quần má ơi, nó đẹp các chị ơi. Ôi dồi ôi, cái quần này đẹp, siêu đẹp các chị ạ. 6 mấy đây? 68 size M các chị nha. Dưới 55kg nha, đây là size của em đó, 350 ạ. Ôi dồi ôi, cái một mua một cái quần Trung Quốc cũng có cái giá này luôn. Size M á? Áo này là cái áo gì mày? À chân váy. Chân váy hả? Mã này mã bao nhiêu? VIP 69. VIP 69 ạ, size M ạ, 100.000 ạ. 70 size L, 100.000. VIP 71 size XS. Trời ơi má ơi, nó đẹp. Cái áo này em khẳng định luôn, các chị mua trong store không bao giờ có thể mua được dưới giá 1 triệu luôn. Size XS dưới 46kg nha. Eo ơi, 47 mấy đây? 71. Đây 71 à? 71 nha, 300.000. 72 VIP 72 size L, 250. Ôi dồi ôi, VIP 73 size L. Cái chân váy này thì không hiểu ai mặc nhỉ. Size L chị, à, size L dưới 60kg nha, 150. Cái đó ấy, mặc sơ vin với cả cái áo len đen, len tăm đen đó ở bên trên đó, siêu đẹp đó các chị ạ. Huế trần kìa. Hôm nọ chị lấy cái áo của em mà vẫn để ship rồi kìa. Đẹp đã bảo là ship hàng xong rồi bắt đầu ấy ship cho khách rồi, xử lý cho khách đi. Vẫn để ship giờ sao? Con nào ấy đơn đấy. Ô cái này đẹp quá này. XS này. Cho hoàn đơn về, tháo ship cho khách. Eo cái này đẹp lắm các chị ơi. VIP 74 hả? Ôi cái này xinh quá trời này, đằng sau nó có dây này. Nó có dây buộc này. VIP 74 là size gì đây? XS. VIP 74 XS dưới 46kg nhá, 350. VIP 75 size S ạ, 100.000 ạ. VIP 76 XS ạ, 100.000 ạ. VIP 77 size L này, cái chân váy y chang vừa rồi nhá các chị nè. Đi biển nhé, xong bắt đầu bên trên mặc một cái áo hai dây nhá, ui đẹp lắm. Size L nha, dưới 60kg nha, 150.000. Ôi đẹp quá trời này à. VIP 77 zoom các chị nha. Nào mày cho chị cái này. 78 à. VIP 78 zoom các bác ơi. Zoom hay à, ba lỗ nha. Zoom này. Ôi ôi chất nó đẹp lắm các chị ơi. 380.000, 79 à? 78 à? 78 size gì quên mẹ rồi. 78 size M nha, dưới 55kg các chị nha, 390.000. 79 size L zoom này.
Em ơi chặt đẹp luôn chị ạ. Ôi rồi ôi nó đẹp má ơi. 79 size L dưới 60 kg ạ, VIP 79 ạ. Cái này là có ống tay ạ, 400.000 ạ. Ờ, không không sao, mang đây. VIP 80 size XS. Y chang cái mã vừa lấy này. Ôi dồi cái này đẹp lắm chị ơi. Chị bán bao tiền cho em nhỉ? Em ơi, có một cái dây 350.000 đây ạ. Dây ở cho luôn mà cái này. VIP bao nhiêu đây? VIP 80 em, 80. Sao lại cho vào đấy? Thì đây là nó có mã đấy em. Em nhìn sao đây? Nó có mã mà, cái size khác. Không được, em không được để hai túi, một túi hai cái đâu nhá. 80. VIP 80 size XS các chị ạ, 350.000. Cái này đẹp lắm luôn á. Em cái này xinh quá các chị ơi. Xinh lắm luôn đấy mọi người ạ. Bây đây bao nhiêu? Em ơi chất bao đẹp luôn. 81 à? 81 size S nha, 100.000. Ôi ôi các chị ơi, chất đẹp lắm. 82 XS hả? Vâng. VIP 82 này. Một cái này. Hai cái này. Hai cái các chị nha. 150.000 hai cái. 8 mấy? 82. 82 áo phông 150.000 hai cái. 82 size XS. Size S ạ. Áo đẹp váy đẹp quá trời này. 83 size S đúng không? Vâng. 83 size S các chị ạ. 290.000 83 S. L. 84 đúng không? 84 size L 100.000. Mua kiểu gì được giá này hả các chị? Các chị không thể mua được giá này ở chỗ nào đâu. Nên là nhớ là chia sẻ lấy chị ngủ hộ em nha. Bây giờ 8 mấy? 85. Size gì? M. M à? Dưới 55kg các chị nha, 250. Ôi dồi ôi, bao đẹp các chị, chất đẹp lắm. 86 size M dưới 55kg này, 400.000. Ôi dồi ôi. Các chị nào mua về mặc mà nó không mát nhá, cái chất nó không đẹp, em cho chị trả lại. Trời ơi, má ơi, nó đẹp lắm các chị ơi. 400.000 không thể mua được cái váy như này đâu chị ạ. 400.000, 8 mấy đấy? 87. 86, 400.000 size M đấy ạ. Đẹp nhờ, cái áo này đẹp quá trời nè. Ôi dồi ôi, cái này là đúng kiểu em hay chị mang về. Đây size gì đấy? Size S chị cũng mặc vừa. 8 mấy? 87. 87 size S các chị nhá, 350. Nói thật nhá, em nói thật với chị nhá. Quần áo Trung Quốc mà em mua ấy cũng không rẻ như này đâu. Cũng không rẻ như hàng hiệu đâu các chị ơi. Em nghĩ là không, cả cái Việt Nam này không ai bán được cái giá em bán đâu, em nói thật. Ui dồi ôi, em mua hàng Quảng Châu cũng không có cái giá này các chị ạ. Chứ đừng nói là hàng hiệu như thế này. Mã bao nhiêu đây? 88 size S hả? 88 XS dưới 46kg các chị nhá. 280.000. Size L. 89 size L. Zoom này. Sao cái zoom này nó có nhiều size bọn mày làm nào, bọn mày kiểu gì đấy? Một đống luôn, từ đến giờ một đống cái này luôn. L dưới 60kg các chị nha. 89 à? 89 size L nhá, 400.000. Bao đẹp. Nặng. Ủa, cầm nó nặng chỉnh chỉnh tay các chị ạ. 89 size L á. 90 à? 90 XS các chị nha. Siêu đẹp, 250. Đấy là cái gì? Ừ, nhưng mà xanh gì đó là S, XS, S. Cái vừa rồi là XS đúng không? Vâng. Đấy là 90 à? Vâng. 250 đấy. 91 y chang như thế. Và 92 y chang như vậy. 91 là size S dưới 50kg, 250.000. 92 là size M dưới 55kg, 250.000. 93 size L. Trời ơi, má ơi nó đẹp đây này. Mặc trễ vai như này các chị nha. Nhớ là mặc trễ vai như này cho em nhá. 93, 350 size L. 94 size L, 100.000. 95 size M. 95 size M. 250.000. Size L. Đâu, 95 xong rồi. 96 size L, 100.000. Xinh nhỉ? Cái chất vải của mango xinh. 97 size S dưới 50kg. 97 size S này. 97 này.
250.000. 98XF 100.000. Cái này quá xinh nha các bác nha. 99 đúng không? 99 đúng không? 99 ạ. 99 350 này. Em ơi xinh lắm các chị ơi, nó có dây nha, nó có dây buộc nha. Mã này xinh. 99 350. Size gì đấy? Size M. 99 size M nha, 350. 100. Size gì? XS. 100 size XS 100.000. Size 101 size S. 101 size S các chị nha. 100.000. Một linh hai. Một linh hai. Cái này đẹp lắm các chị ạ. Cái đẹp nha. Size gì đây? Một linh hai size S. Dưới 50kg các chị nha. 350.000. Một linh ba size L. 100.000. Một linh bốn size M. Xinh quá trời nè. Zoom nè. Một linh bốn size M các chị nha. 280.000. Dưới 55kg á. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Má này có khi nào em để lại em mặc không ta. Ôi dồi ôi, cái này xinh quá trời nè. Xay gì đây? Xay L hả? Ồ hay chị để cho chị mặc nhỉ. Ôi dồi ôi, cái này xinh quá trời nè. Có gì để chị mặc đi, em gì để chị mặc. Xinh quá à. Dạ. Cho vào cái túi chị ấy. Bao nhiêu nhỉ? 105. Bây giờ 105 hả? 105 XS 50.000. 106 cái này siêu xinh. Má ơi nó xinh ơi là xinh ấy. 10 mấy? 106. 106 380.000 size M dưới 55kg nhá. 108 380. 107 size M. Ôi dồi ôi. Mẹ chất vải mà không đẹp các chị đến các chị vả mồm em cái các chị nha. Đẹp lắm luôn đấy các chị ạ. Size M đúng không? Wow. 280.000. 280 là 107 đấy ạ. Bây giờ 108 đúng không? 108. Trời ơi đẹp nè, cái này đẹp nè. Show viên vết ở quần Âu các chị nha. 107 ạ. 108 size M ạ. 290.000 ạ. Ôi dồi ôi, nó đẹp phải đúng gu của em luôn này. Cổ cao này. Cái này mặc mùa thu đông của chị nha. Xong bắt đầu là áo sát nách nha. Ôi dồi ôi, cái này đẹp lắm. Sovin nó quần đen đẹp lắm luôn. Một linh mấy? 110 ạ. Size? Size M. 110 size M của chị nha. 290.000. 111 size M. 290.000. 112 XS. 112 XS. Quần các bác ơi. Quần quần các chị ạ. 112 nha, đằng sau này. Size XS ạ. 150. 113 size XL. 40 là size 40 là size L các chị ạ. Cái này size L dưới 60kg các chị nha. 280.000. Tiếp này bao nhiêu là cái gì nhỉ? 114 ạ. 114 ạ, size gì? 114 size S các chị nha. 150.000. 115 size M. Quần các chị ạ. 115 size M nha mọi người nha. Đây. Của Mango nha. Dưới 55kg nha. 100.000. 116 size L này. Ôi giời ơi, xinh quá trời nè. Xinh quá trời nè, cái này hơn 3 triệu đó. 116 hả? 116 size L các chị nhá. 390.000. 117 size M, cái áo này đẹp nè. Nhưng mà xem nó có bụi bẩn không? Không bị sao. 116 size gì? 116 size M các chị nhá. Eo ơi nó đẹp quá trời quá đất. 117 à? 117 size M ạ, 350.000.
118 size M. 118 size M. 250.000. 250 size M. Ôi giời ơi, đúng gu của em rồi. 119 size gì đấy? Cái này của em hơn 900.000. À đâu không, 899.000 cái này. Em bán tặng các chị 150 nhá. Cái đẹp quá trời luôn. Size M nhá, 119 size M. Ôi xinh quá trời nè. Ôi dồi ôi, zoom. Zoom này còn zoom chéo này. Zoom mặc chéo nha các chị này. Ôi cái xinh quá à. Size S hả? Vâng. Tớ size M tớ lấy luôn. 120, 120 size S các chị nha. Zoom zoom zoom. 380.000 120 size S. 121. Trời ơi má ơi, nó đẹp chưa hả các chị? Ôi dồi ôi, đẹp lắm các chị ơi. 121 à? 121 size S dưới 50kg nha. Ôi dồi cái này đẹp quá trời nè. Váy len này 450. Váy da. Ồ váy da đẹp ha, nhưng mà ta đéo vừa mày. Cái đẹp quá trời này các chị, mà em không vừa. Váy da các chị ạ. Đẹp dã man luôn mà em không có vừa. Ôi dồi mặc này bông ôm body xinh lắm. 122 à? 122 size S nha, 300.000. L. 123 size L. Chị đi ơi. Hả? Lỗi rồi, bảo vã rồi đấy. Ơ thế thôi bỏ đi, bỏ luôn, vứt luôn, lỗi bỏ thôi. Luôn. Vứt luôn nhé. Lỗi thôi nha. Gạch luôn. Gạch đi. Không, cứ để đấy. Mình không có mã đấy luôn. Cứ mã xinh này. Từ từ này. Bao nhiêu? 122 đi. Một bao nhiêu đây? 122. Bỏ mã đi thì không làm mã đây nữa thì làm 123 luôn. Không dính vào nữa. Người ta có men đầy rồi. 123 size L ạ, 100.000 ạ. Dạ, váy này nhân viên nó khen xinh cho chị ạ. 124 hay xinh thật cho chị ạ. 124 size M nha. Ôi dồi ôi, chất nó đẹp kinh khủng luôn. Lắm mát. 124 size M ạ, 290.000 ạ. Size M. 125 size M. Vừa đấy chị bán bao tiền nhỉ? 150. 125 size M, 150. M. 126 size M. 250. 10. Cái này xinh nè. 127 sơ mi các chị ơi. Sơ mi mango này, cái cúc ở đây này. Cái này xinh các chị nha. Đảm bảo bao xinh luôn nha. 350. Bao nhiêu? Cái gì size gì nhỉ? Size M. Size M nhưng mà đây là mã bao nhiêu? 126 à? 127. Đây cơ mà. Đúng rồi. 127, 350 đấy. 127 ạ, 350 ạ. Ôi dồi ôi, nó đẹp. 128 size L. Ôi dồi ôi, nó đẹp các chị ơi. 450, 128 size L. 450, em xem có chip không? Kiểm tra xem có chip không? Tháo chip đi nhá. Chip ở váy đen thôi. Bây giờ một bao nhiêu? 129 size L ạ. Em bán cái này bao tiền nhỉ? 290. Không phải, không phải. Hoặc là 350 cái đấy. Không phải. 129. Em không nhớ em báo bao tiền. 129 cái này đẹp quá nhỉ, không biết. 129 size L nhá, 150.000. M. 130 size L với chị nha. Dưới 60 kg nha, 150.000. 131 size gì đấy? Ôi giời ơi. Size gì? Một ba mốt size S các chị nha, 180.000. Ôi cái quần này xinh quá trời này các chị này. Eo ơi, quần này đúng gu của em rồi. Sao ta mặc vừa không trời? Ta mặc vừa nè. Vừa xinh luôn. Ôi cho để ta lấy cái này. Để chị mặc cái này, mang cho chị mang về. Chị thích cái này. 140 sao? 131 đây, vừa ghé nhà ở đây. Ủa, bây giờ mới 132 á? Sao 132 mà chưa kịp dơ mà chị Mạnh Quyền chị đã comment 132 là sao? 132 các chị này. Đây nha, nó như thế này các chị nha. Nó chéo chéo này này.
size L nhá chị nha, 132 size L ạ, 290.000. 133 XS 100.000. Bỏ đi mày. Ủa, chị tự nhiên thôi đấy. Vẫn còn một gái đúng không? Bởi đấy chỉ 5 gái đó. Rồi. 13 mấy đây? 134, cái này xinh lắm ý. 134 size L, đúng gu của em luôn. Xong bắt đầu mặc bên ngoài mặc vét. Ủa xinh lắm, 134 size L 150.000. Zoom á? Ừ, zoom, ôi xinh thế. Em ơi, các chị ơi, cái zoom này xinh quá trời luôn. Một bao nhiêu? 135. Size M các chị ạ, dưới 55kg nha. 135 size M nha, dưới 35. Cái này xinh lắm. Dưới 35, dưới 55kg nha, 350. Size S. 136. Cái quần này cũng xinh này. À đâu cái áo chứ. Ôi dồi ôi, cái này cũng xinh nè các chị này. Đằng sau có thắt này. Ôi cái này xinh nha. 136 đúng không? Size gì? Size S. 136 size S dưới 50kg ạ, 350 ạ. 137 size M 300.000, 137 size M 300.000. 138, cái này cũng xinh này. Toàn đồ xinh này. 138 size M ạ, 250 ạ. 139 size S. 139 size S ạ, 100.000 ạ. 1 lần sau bọn em kiểm hàng ấy, cho chị ấy, đếm ấy. Cái nào bẩn á, bọn em đừng có đếm nhá. Vâng. Mình còn kiện hãng chứ. Vâng. Chứ không mình trả tiền hết à. 140 bây giờ 140. 140 size L các chị nha, size 40 là size L, cái quần này siêu đẹp. Ôi dồi ôi, đôi đẹp các chị ơi. 350, 140 size L, 350. Rẻ hơn mấy quần của Trung Quốc các chị ơi. Cái gì đây? Cái gì trời? Máy. Ok ok. 141 size M. Máy này. Nhìn tưởng không ra gì nhưng mà thực sự rất đẹp các chị nha. Cái này rất đẹp các chị ạ. Ôi dồi, mặc nó trắng da lắm luôn á. 141 đúng không? Đúng. Size gì? Size M. 141 size M các chị nha. Cái này siêu đẹp đó. 290.000. Size mặc cái quần này. 142 size S, cái này cũng xinh này. 250.000. 142 size S 250. 143. Xinh chưa? Quần này xinh đấy chị nha. 143, cái quần này màu đẹp với chị, mix màu dễ. 143 size 36 tức là size M đúng không? 36 là size S à? 36 là size S. 143 size S đấy chị nha, dưới 50kg mặc vừa các chị nha. 250. Size L, size 42. 42 là size XL. XL này, cái này đẹp mà, size XL này. 14 mấy nhỉ? Bây giờ 14 đấy. 144 size XL. XL là dưới 65kg. Dưới 65kg các chị nha. 270.000. 145 size S 250.000. Size gì này? Ta đặt mày dính tường rồi. 146. 146 size L. Cái này size L chị nha. 146 size L 150.000. Size L. 147. Thôi mày khỏi bán đi mày. Quần đéo gì đéo hiểu kiểu gì luôn mẹ. Có những cái mà nó không cùng bộ ấy. Nó là một bộ nhưng mà tự nhiên nó có một cái quần rời. Cái này quần giữ như sao ấy? Bỏ đi em. Cái đấy bỏ đi em. Làm gì đây cho cả đi. Bây giờ 147 à? 147 size S các chị nha, 100.000. 148 size L này, 148. 148 nha các chị nha. Váy nha, dài 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 dài. 148 ạ, size L các chị ạ. Size L là dưới dưới bao nhiêu? Size L dưới 60kg mặc vừa các chị nha, 280.000. 149 size M. Ôi dồi cái này đẹp quá chị ơi. Ôi dồi cái này đẹp lắm quá chị nha. Nè. 149 đúng không?
149 size M dưới 55 kg á, 300.000 ạ. Một 50 size M để cái này em vừa dơ này. Siêu xinh đấy, không phải là không xinh đâu, cái này rất là xinh đó. 150 đúng không? 150 size gì đây? Size M nha các chị em, 150 size M, 300.000. Một 51. Cái này cái gì trời? Áo phông của đàn ông ạ. À? Ừ, nên mặc quần, mặc dấu quần được này, xong bắt đầu đeo thầy giày thể thao này, một bao nhiêu đây? Woman chứ, ủa sao woman mà sao lại to thế trời? Ừ, đây là cái form rộng của chị, đây là form, các chị ơi, đây là form áo phông dấu quần nhá. Nó là của con gái mà nó size S đấy, tức là nó dấu quần đó chị nha, mặc dấu quần. Chặn mã bao nhiêu? 151 size S các chị nha. 235.000. Size L, cái này đẹp này, trời ơi, chị ơi, cái đẹp nè. 152 size L, 152L, 300.000. 153L nè. 153 size L các chị nhá. Size L nhá. Sao nhìn nó lạ lạ nhờ. Sao cái bên này nó lại màu khác khác nhờ. Cái chất vải của nó như vậy ạ? À? Ừ, chất vải của nó như vậy. Vãi sao tự nhiên các chị ơi nhìn nè. Tự nhiên có một cái chỗ này nó màu khác này. Em nhìn này. Tự nhiên có một chỗ bên này nó màu khác này, nó kiểu như thế ạ? À? Hay là sao? Thôi khỏi đi mày ơi, khỏi bán đi, tao sợ đó. Bán cái áo lành lặn cái kiểu gì nhỉ? Kiểu như bị hơi móc. Không phải móc luôn. Cô cái đây bỏ, đừng có bán em ạ. Tiếp bao nhiêu là bao nhiêu? 153 size gì đây? 153 size M cái gì ạ? Đẹp quá trời nè. 153 size M cái gì nhá? 290.000. 153 size M, 290. Không có size XL hoặc XXL đâu chị ạ. Thỉnh thoảng có một cái XL thôi. 154 đúng không? 154 này. Ôi chân váy đẹp quá trời nè. Ôi dồi ôi, chân váy này đúng gu của em luôn các chị ơi. Xinh lắm các chị ạ. 154 đúng không? 154S các chị nha. 250. 155S cái này xinh quá trời các chị ơi. Ôi dồi cái này xinh lắm luôn nha. Này đằng sau nó có như này này. 390.000 154S. 154S 390. Cái đấy là 155. À ừ, 155S 390. 155 các chị ạ. Comment lại giúp em nha. 390 ạ. 156S 100.000. Là hết đúng không? Còn thùng này hết đúng không? Bao kia là cái gì á? Bao kia là túi bóng ấy. Ờ. Tao lại mày lại cái lô cũ. Cái lô video em mua ra. 157 đây. 157 này. 157 là của hãng khác chị nha. Úi dồi ôi. 2.399.000 nè. Hơn 2 triệu cái áo nè. Mở bát cái hãng này nha. Đây là hãng mới chị nha. Hãng khác nha. Hơn 2 triệu đồng cái áo này em bán tặng các chị 150. 150 ạ. Là mã bao nhiêu đấy? 157 150 ạ. 158 này. Tất cả đều có tag nha các chị nha. Cái này 999.000 đồng này. XS nha. 159 đúng không? 158 150.000. XL 159XL. Đây là quần của các anh nha. Em tặng các anh nha, quần của các anh nha. Cái này của em này. 1.699.000 đây này. Phải gọi là cực kỳ đắt đấy. Và hàng mới nhất năm nay nha. Ôi dồi ôi, nó đắt má ơi các chị ơi này. Giá này 1.6 em ơi đừng động bàn. 1.699 nè. Size L nha. Mã bao nhiêu đây? 159 ạ, 300 ạ. 160 size 2XL. 160 size 2XL các chị nha. 250. 161
Jack and John, thương hiệu này ở trong trung tâm thương mại có bán, trong Yêu Mo có bán, 161 đúng không? Ôi dồi ôi, nó đắt. 1.200.000, sale còn 419.000 đồng, em bán tặng chị 250, size M nha. 161 à? 161 size M nha, 250. 162XS, 150. Ôi dồi ôi, nó đắt lắm đây em ơi. 163. Ôi dồi ôi, các chị ơi. 3.699.000. 163 các chị nha. Ôi dồi ôi, nó là đẹp các chị ơi. 163 em bán tặng các chị 650. 163, 650 các chị nha. Ôi dồi ôi, 163 nha, 650. Hàng hiệu á, hơn 3 triệu á, 650 ạ. Không phải đâu em ạ, đừng nhìn số lượng nhé, nó làm được lâu rồi. 164 ạ. Size L ạ, 150 ạ. 165 size XS. Cái này 1.200.000 em bán tặng các chị là 315.000 đồng. Này em không nói điêu đâu nhé, giá hãng này 315.000 đồng size XS nha các chị nha. XS dưới 46kg á. Đây là 16 mấy? 164 đúng không? Cái này 165 nha các chị nha. 315 166 ạ. Size XS ạ. 290.000. 167 size M. Quần của anh nha. Em tặng anh nha, size M nha. 167 size M nha. 290.000. Ôi dồi ôi, nó đắt má ơi luôn. Ôi dồi ôi. 6.699.000. Ôi dồi ôi. 6.999.000. Mày bóc hộ chị cái này phát. Để chị cho khách xem phát. Hơn 6 triệu cái này. Cái này size gì đây? Cái này size L à? Size L dưới 60kg các chị nha. Được chưa? Nè em cho các chị xem giá này. 6 triệu này, 600 này, 99.000 này. Đây là 16 mấy? 168 các chị ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. 800.000 các chị nha. 168 800.000. Ôi giời ơi, 6.700.000 á. 169 size XS. Cái này 5 triệu. 4.999.000. Cái này 800 các chị nha. Này, áo này. Ôi các chị ơi, các chị đi mua cái hàng Trung Quốc cũng không có giá này đâu. 169 nhá. Size XS các chị nhá. Ôi giời ơi. 169 size XS các chị ạ, 800.000. Cái này 4.999, em bán 800. 4.999 bán 800. Đấy là 169 đúng không? Cái chị đang cầm ấy. Cái này là 168 hay là 169? Ờ đúng rồi, 169 á. Hết sạch luôn, nó xanh nhau á. Đẹp mà. Bao nhiêu đây? 170 à? 170 size L. Dưới 60kg các chị nha. 350, 170 size L. Ôi trời ơi, cái quần này mà các chị đi mua trên thị trường mà không có, mà dưới giá 800 các chị tát vào mặt em. Em bán 350, 170 nha. 171 em tặng các chị 100.000 size XS. 171 XS 100.000. 172, áo này không phải áo trẻ con em ơi. Áo này áo người lớn đàng hoàng. Bạn nào thấp thấp ạ. 17 mấy đây? 172 ạ. 250.000 172. Size S các chị nha, size S nha, 172 size S 250. 173 áo cho các anh này. 173 áo cho các anh nha. Áo len của các anh nha. 173. 999.000 đồng em bán tặng các anh 290. 173. 173 size gì đây em? Xem size. 173 size S nha, size S cho các anh nha. 174. 350.000.
Size XS dưới 46kg ạ, 174 dưới 46kg nha. 350.000. 175 size S 100.000. 176 size S. Đẹp dã man. 270.000 176 270. 177 size S. Ôi giời ơi, đẹp quá trời quá đất các chị ơi. 177 size S 350.000. 178 XS. 178 XS 290.000. 179. Ôi giời ơi, 179 size 32. Nè các chị này, em không có nói dối đâu các chị nha, nó đắt lắm á. Đây là quần cho các anh 179. À đâu, đây là chuẩn quần cho các chị chứ. Size 32 là size gì trời? 32 là size XXL. Ừ, của đàn ông mà, nhưng mà size gì nhỉ? Cái này chắc tầm dưới 70 cân nhỉ? Ờ, cái này dưới 70kg nha. Anh nào gầy gầy các chị ạ, anh nào gầy gầy mặc vừa quần này nha, 17 mấy đây? 179 nha, em tặng anh 290.000 nha. Cái này rất là đẹp, nhưng mà em cũng không biết là cái này là giá hãng còn. À nhầm, cái này là bao nhiêu ký mặc vừa, nhưng mà thôi chắc chắc là size 32. Tóm lại size 32 nha. Đây này, có chị lấy này. Chị Vũ Thảo ơi, comment cho em là 179. Úi dồi, 179 ạ, 290 ạ. Trời ơi, mông togi nè. Mông togi màu đen nè. Ai cũng phải có một cái nha mấy má. Nè. 180 à? 180 size S nha. 350. 181 size XS 150. Ôi giời đẹp quá trời này. Ôi giời ơi, cái chị ơi, cái quần này đẹp này, chị nào mặc vừa size XL chị lấy nha. Ôi cái quần này đẹp quá trời quá đất các chị ơi. Ôi dồi ôi, nó đẹp. 17 mấy? 182 à? Nè, 1.199.000 các chị này. 182, mã 182 các chị nha. Em tặng các chị 350 nha. Đây là size XL nha. Là dưới 65kg nha. Là 182, 350. Ôi dồi ôi, cái quần này của em hợp 1.2 á. 183 XS dưới 46kg, 350. 184 XS 350 dưới 46kg. 184 XS 350. 185 XS 150. 186, đây là quần cho các anh size XL, đây là hàng hiệu của châu Âu các chị ạ. 999.000 cái quần này. Em bán tặng anh 299 nha. 299. Đây là mã bao nhiêu? 186 299 ạ. Đây là quần size L cho các anh nha. Quần size XL cho các anh ạ. Size L. 187 size L. Quá trời đẹp các chị ơi. 250. L. 188 size L các chị ạ. Không được em ơi, áo này bẩn rồi, vứt đi. Cái nào bị bẩn nhá, à, bỏ đi nhá, đừng có bán. Bán khách người ta mắng vốn á. 188 hả? Bây giờ 188 hả? Ôi dồi ôi, cái này đẹp quá trời nè. Để em lấy cho hả? 350. Một bên 18 mấy? 188 các chị này. 188 này, ôi dồi ôi, đẹp chưa? Len từ trên xuống dưới các chị nhá. Thêm cái này chỉ cần là đi một phát, trời ơi, mặc nó lên form thì trời ơi, đẹp kinh khủng. 188 đúng không? 250. Size gì đấy? Size gì á? Size XS. 188 size XS các chị nhá. 350, à 250. 189, đây là quần của các anh, size 32, hàng hiệu châu Âu. 189. 290.000. Size 32 các chị nhá, em để dưới 70kg mặc vừa, size 32. Ôi dồi, 2XL thì ai mặc vừa. Dưới 70kg các chị ơi, cái này dưới 70kg nhá. Size 2XL nhá. Nè, giá nè.
1.199.000 nè. Một bao nhiêu đây? 190 em tặng nha, size 2XL nha, 100.000. Chị nào mặc vừa chị lấy nhá, 100.000 ạ. Size 2XL. 181XS. Đẹp quá trời luôn các chị ơi. À 191XS này. Ôi giời ơi nó đẹp các chị ạ. Cái chất của nó phải gọi là đẹp má ơi luôn. 1.599.000 đồng em bán tặng các chị, vừa lấy chị bán bao nhiêu? 290.000. Bây giờ 192 à? 192 size XS. 290.000. 193 áo cho các anh nhỉ? Size XS các chị nha. Các chị mua về tặng anh này. Ôi dồi ôi, chất vải nó đẹp lắm các bác ơi. Không đẹp em cho trả lại nha. 193 đúng không? 193 các chị nha. Mua về tặng anh nha, size S nha, dưới 70kg nha, 350. 194 size XS, 250. 195 size M, 290.000. 196 size M. Ôi giời đúng. Ôi giời ơi, cái này đúng là kiểu của em rồi. Em rất thích mặc kiểu như này các chị ạ. À. Ôi giời ơi, nó đẹp. Ôi giời ơi, nó đẹp các chị ơi. Cái này đẹp lắm nha. Một bao nhiêu đây? 196 size gì đây? 196 size M nha, 299.000. Cái này đẹp quá trời luôn. Cái đấy xong rồi mặc cùng cái này là chuẩn bài luôn này. Cái quần trắng vừa rồi mà lấy cùng cái này là chuẩn bài các chị này. 19 mấy này? 197 xanh gì đây? 197XS các chị nha. Ôi dồi ôi đẹp quá luôn. 197XS ạ, 300.000. 198 quần cho các anh size S, 290.000. 199 size 28 là size M. Cái này là size của em này. Ôi dồi ôi nó đẹp các chị ơi. Ôi dồi ôi cái này nó đẹp quá là đẹp luôn. Đấy 1.6 thì chả đẹp. 1.6 đấy các chị ạ. Một bao nhiêu đây? 199 size M chị nha, size 28 nha, 350. 199 quần của Jack and Zone này, đây là quần của các anh size S nha. À nhầm, 200. Mã 200 ạ. Đây là quần cho các anh size S nha. Quần này của em xem bao tiền đây? 899.000, em bán tặng anh là 299 ạ. Và bao nhiêu nhỉ? Quần 200. Mã 200 nha, size S nha, cho các anh nha. 299. 2 bây giờ 201. 201 quần cho các anh size 36 á, size 36 thì nó tương đương với cả size L đấy. Phải không nhỉ? 36 tương đương với L đúng không? Đúng rồi. 32 là S, 34 là M. 36 là L. Đây cái này size L chị nha, quần này size L chị nha. 201 ạ. 201 ạ. Ôi giời ơi nó đẹp quá trời quá đất. 300.000. 202 size XS cho các chị nha. Ôi dồi ôi, đẹp quá các chị ơi. 350.000 202. 303 áo khoác nè. Các chị nè. Ôi dồi ôi, đẹp quá trời. 303. À nhầm, 203. 2.999.000 đồng. Em bán tặng các chị 400.000 size S các chị nha. Size S nha. 203 size S 400.000. Cái này đẹp quá trời này. Một đứa nào mặc vừa lấy mà mặc chứ khiếp, bán phí. 204 này. 204 size gì? Size XL. Size XL. Ui dồi ôi giá tiền. Đây là giá đã sale của chị nha. 2.399.000 nè. Ôi dồi phải giá bán đâu. 450 thì ạ. 204 450 size XL nha. 450. Nó nặng dã man đấy. 205. Cái gì? Mã 26. Size 26 à? Size 26 tức là size XS. Dưới 46kg mặc vừa quần này các chị nha. 350, 205. 206 size L. 206 size L, 250. 207 size S, 250. 208 size S. Ôi
Ôi dồi ôi, đẹp quá trời quá đất. 208 size S, 290. 209 XS, 1.999.000. Sale còn 1.099.000, tức là 1.1 triệu. Em bán tặng chị 250. Đây là mã bao nhiêu? Mã bao nhiêu ta? 209, 250. Đây á? À? Đây á? À? Cái đấy phải 26. Mày điên là ta đang like mã mới rồi, 26 gì nữa? Cái gì, cái gì, cái gì, em đang hỏi cái gì? Like rồi, là cái mà chị phải mua. Tặng, ta đang đi mã áo đỏ đó. Ô, con điên. Cái gì? Chưa, em đã định, em còn chưa biết size gì luôn á. Đây là cái gì? XS đây, XS. Đây là cái 290, cái con nó 290 mẹ, 290.000. Thì mày nhanh lên hộ tao cái con điên. Ô, con này nó cứ bị ngáo ấy các chị ạ. Thỉnh thoảng nó hơi ngáo các chị ạ. Chửi cho đỡ ngáo, thề luôn. Hai, đây là 210 hả? 210, size XS các chị nha. 250. 211 size S này, cái này xinh nè. Nè, đằng sau này. 211 size S các chị nha. 150.000. Áo này quá xinh các chị ơi, áo này các anh mặc nhá. Áo len của Selected, hàng hiệu châu Âu. Ôi giời, áo này mặc cho các anh, các chị siêu xinh luôn, siêu siêu đẹp. 22 bao nhiêu? 211 à? 212 à? 212. Size XL nha, đây là áo len cho các anh nhá. Ôi dồi đẹp lắm các chị ơi. 280.000. 213 size XS. 250. 214 size L, à nhầm. 214 size M, 350. Ôi dồi toàn triệu mấy một cái đấy các chị ạ. Không có cái nào dưới 1 triệu hết trơn á. Thôi mày đừng bắt tao bán cái này mày. Mày bỏ đi mày. Mày đừng bắt chị bán cái đấy trời. Đỏ đỏ diêm diêm rúa rúa bỏ luôn. Cho cả ngày mai còn gì đó. Tờ. Thôi kính đéo thì kính để buổi sau. Hôm nay là quá nhiều rồi báo rồi còn mỹ phẩm. Nào. Ô cái này xinh lắm nè. Ô cái này đắt lắm nè. Cái này bao nhiêu đây? Mã bao nhiêu đây? 215. Ôi giời ơi, 215 các chị nhìn này. Đây là giá đã sale nhá, chưa sale ở bên dưới. Các chị bóc cái này ra các chị sẽ thấy giá chưa sale nha. Ôi giời ơi, 215 nha. Cái con điên. Mày cứ thử cái áo váy màu đỏ đấy cho mày cười. 215 này. Ôi giời ơi, đẹp lắm các chị ơi. Nè. Size gì nhỉ? Size S. 215 size S nha, đây là áo cho các anh nhá. Size S nha, đây là áo cho các anh các chị nhá. 450. Hơn 2 triệu em bán 450 thôi. Cho các anh các chị nhá. Chị không bán kính hôm nay em ạ, 215 hết này. Có chị lấy. Nhiều chị lấy lắm luôn đấy, tranh nhau quá. 36 size L. 216 size L ạ. Quần cho các anh size L các chị nhá. Ôi dồi ôi, đẹp quá trời ơi. Size L các chị nhá, size L nhá. Dưới 90kg nhá, dưới 85kg chị nhá. 300.000. Đấy là bạn mã bao nhiêu đấy? 217 cũng size L các chị ạ. Ôi dồi ôi, nó đẹp nhức nhối con tim, toàn 1.6 triệu, 1.7 triệu cái này. 300.000, size L các chị nhá. Nè, nhìn giá nè, đây là giá đã sale nè. 300.000. 218 cũng size L tiếp các chị ơi. Đẹp dã man. Đây là quần của Selected này. Còn cái là Jack & Jones này. Đây là Selected này. Trời ơi nó đẹp lắm các bác ơi. 300.000. 218 đúng không? 218 cũng size L nha. 300.000. 219 cũng size L này. Ôi dồi ôi nó đẹp. Em nói thật nhá, các chị mua được chỉ cần dưới giá 1 triệu thôi. Các chị vả cho em 3 vạn. Ôi dồi không thể mua được giá 1 triệu cái quần này các chị, nó đẹp quá luôn. 300.000 các chị ạ. 219 đúng không? 219 300.000 size L nhá. 220 quần của các chị size S này. Ôi, các chị nhất định phải lấy quần này, nó đẹp kinh khủng. Ôi giời. Cái này quá đẹp các chị ạ. Ôi giời ơi. Chị để cho chị quý. Này.
mẹ không nói nhanh để bố mày đứng dậy bây giờ đau hết cả chân. Bao phần tiếp theo đây, hai bao nhiêu đây? XS 220. Bao nhiêu? 220. 220 size XS các chị nha. 290 XS. 221 size XS. 150. Ôi dồi ôi đẹp quá chị ơi. Các chị ơi cái áo này nhất định phải lấy cho các anh mặc. Cái áo này nó đẹp lắm các chị ơi. Ôi giời ơi, gu của Hàn Quốc luôn, đúng gu của thằng chồng em các chị ạ. Áo len của con trai. Xong các chị mặc với cả cái quần quần bò hoặc là quần đen nó thục ra. Ôi giời ơi, nó đẹp mà nó suýt tai lắm chị ạ. Bao nhiêu đây? Hai bao nhiêu? 222 các chị nha. 300.000. Ôi đẹp lắm các chị ạ, toàn hơn triệu cái thôi. Em đang nhìn cái comment mà nó bị tự nhiên nó bị hết pin điên hết cả người. Đấy. 223 size 30 là size gì trời? Size 30 là size gì? Dưới 70 ký. Cái này là dành cho các anh dưới 70 ký. Mã 223 260.000. Ôi dồi ôi, nặng vãi cả đái. 224 này. Ôi dồi ôi, hơn 4 triệu đồng cái này các chị ơi. Size S thì em không có vừa nha, em cứ yếm cho chị xem nha. Size S các chị nha, em không có vừa, em này em mặc size M, size L cơ. 224 đúng không? 224 các chị ạ, cái này hơn 4 triệu em tặng các chị 400.000. 224 size S nha, 400.000 nha. Ôi dồi ôi, ra lộn một cục luôn. 224 400.000 nha. 225 XS. Đẹp quá trời á các chị ơi. 290.000 225 XS nha. 226, ôi dồi ôi, nó đẹp. 226, 350 XS. Ôi đẹp lắm các chị ơi, cái quần nó đẹp. Ôi dồi ôi, nó đẹp lắm. 226 nha. Ôi dồi ôi, bảo sao mà cứ khen nó đẹp. Các chị nhìn giá nè, 1.699 nè. Bảo sao cứ khen nó đẹp, hóa ra nó đắt. 226 hả? 227. À, 227 á? Đúng không? Cái 27 ạ? 227 các chị ạ, 350. 226, 350. 226, 350. Size XS các chị nha, dưới 46 ký nha. 227 size XS. Cái này thì 1.399. 290.000 227 XS nha. 228 size XS 100.000. 229. Ôi dồi ôi, 229 size L của các anh nha. Anh nào dưới 85 kg mặc vừa nha. Ôi giời, nó đẹp lắm các chị ơi. 229 hả? 229 size L cho các anh nha. 350. À nhầm, 300.000. 230. Về nhớ giặt là nhá. 230 size L. 230 size M 100.000. 231 dưới 90 ký mặc vừa cái này. Dưới 90 ký nha, anh nào phải dưới 90 ký nha. Cái quần này quá đẹp luôn, nhưng mà thôi em bán tặng anh 250 nha. Cái quần này chắc là ít người mặc vừa đúng không? Dưới 90 ký á. Cái vừa rồi là size 2XL là dưới 90 ký chị nha. Là size của thằng chồng em ấy, chồng em hôm nay nhảy lên cân 94 cân. 94 cân. Chồng em á, 94 cân đó các chị, không bao giờ mặc được quần áo của Việt Nam. Chỉ có thể mặc được quần áo của châu Âu các chị ạ, không thể mặc được quần áo của Việt Nam luôn. Ô cái này đẹp đấy á. Đây là đây là bao nhiêu? 230 à? 232 này. Size không, đây là size L các chị nha. 36 mà. Đâu đâu 38 đâu. 38, size XL các chị nha. Cái này là size XL, cũng dưới 90 ký các chị nha. 275.000. VIP 232 đúng không? 232. VIP 232 nha. 290. Ôi giời ơi, các chị ơi, nó đẹp quá các chị ơi. Size M này 2.399.000, sale còn 1.399.000. Cái áo này em bán tặng các chị 390.000. Size M các chị nhá. Ôi giời ơi. Size M các chị nhá. M chất mà không đẹp em cho trả lại. 233 293 390 ạ.
234 size 2XL. Áo cho các anh nha. Size 2XL nha. Dưới 85-90 ký các chị nha. 265.000. Nguyên set này. Váy và áo bên ngoài, cái này là nguyên một set nhé. 350. Size XS dưới 46 ký các chị nha. Đây là 235 ạ. 235 ạ, cả set này ạ, 350 ạ, dưới 46 ký các chị nha. 236 đúng không? Bây giờ 236 đúng không? 236 này, len mông tơ ghi 290.000. 236. 237 size M. 237 size M các chị nha. 290.000. 238 size 2XL. Đây là áo của con gái và size 2XL các chị nha. Size 2XL, để em xem cái áo này bao tiền ạ. 1.399.000 cái áo này em bán tặng các chị 390.000. 390 nha, size 2XL của nữ các chị nha. 23 mấy đây? 238 ạ, 2XL nha, nhớ là 2XL nha. 390 M. M á? 2 39 size M ạ, 100.000 ạ. Hết chưa? Ôi giời ơi, tao hết hơi, tao đi về đây. May quá. Hết rồi. Có mấy cái kính không? Có chị nào ở đây muốn sale kính em cho em tặng chị 5 cái cho xong rồi đi về. Có kính không? Mang 5, mang cho 5 cái thì có kính dâm á. Có kính này xinh lắm. Xinh lắm là cái nào? Tao muốn đạp cho mấy cái bà dính vào bờ tường thật. Buổi trước thì tranh nhau cứ để chị đi, xong rồi buổi này thì lại xả hàng ra, tao điên thế chứ lị. Kính nha. Nào có mấy cái này, cái này em nói thật các chị nha, em chán lắm các chị ạ. Cái này buổi trước thì tranh nhau chốt không một. Cứ Ly ơi để chị, ôi dồi ôi, chị em ơi chị chuyển khoản trước xong cuối cùng bom. Xả này. 3.350.000 các chị nha, mã kính 1 các chị ạ. Kính 1 ạ, 3350 ạ. Cái này của em 15.500.000. Mà trong khi đó em bán 3350 và xong cuối cùng tranh nhau chốt bây giờ lại xả ra. Kính 1 cho em. Kính 1 ạ, 3350 ạ. Cái này là cái gì nhỉ? Salvatore Ferragamo. Đấy, người ta mua tranh mãi không được xong lại xả đấy, điên không? Kính 1 nha, 3350 nha, chuyển khoản luôn đấy nha, kính là chuyển khoản luôn giúp em nha. Đang gọi chồng sang á. Kính 2. Từ đã ai chút đâu mà đọc tên trời. Cái này cũng buổi trước tranh nhau. Ôi dồi ôi, nhìn cái nào biết ngay tranh nhau. Điên hết cả người. Kính 2 này, búp bơ đi em lên 5 cái các chị nha. Kính 2. 3.500.000. Nè, kính 2 này, búp body này. Cái này của em rẻ nhất thị trường bán 8 triệu. Em bán 3.500.000 nha, ổi xinh quá trời luôn. Kính 2 ạ. Kính 3 Jimmy Choo nha. Đấy, bảo lên kính xong im thít. Có ai chốt đâu trời. Để buổi sau nó đông quá chị ạ. Ui dồi, buổi sau về nhiều kính lắm. Kính 3 Jimmy Choo 2.800.000 đi. Kính 3 2.800.000 quá chị nha, Jimmy Choo nha. Đây chuẩn chưa? Chuẩn hot girl chưa? Kính 2 là gọng cận, không phải là cận em ạ, gọng cận. Em có thể đeo như thế cũng được, hoặc em có thể đeo em thay và em tự thay gọng cận cũng được nha. Kính 3 2.700.000 này. Kính 4, em ơi có cái hộp của Kenzo không? Ở đây có hộp thừa của Kenzo không? Ở nhà chị cũng không có luôn ấy. Kính 3 cho chị San San này. Kính 4 cái này, các chị ơi em nói luôn là cái này em không có hộp nhá. Không có hộp nên em mới bán giá này nha, các chị không kiện giúp em nha. Kính 4 1.999.000 vì nó không có hộp các chị ạ. Còn có hộp á, không bao giờ có gì giá 2.800.000 đâu. 1.999.000 các chị nha. Kenzo ạ. Ôi giời ơi. Kính mấy đây? Kính 4. Kính 4 có phải kính 5 đâu, chị núp nick ơi, chị núp nick lấy đúng không? 1.999.000 bởi vì nó bị mất hộp nha các chị nha. Kính 4 cho chị Đàm Thị Lành đi, chị comment đầu tiên này. Không có hộp nhá. Mất hộp nhá. Có chị còn cái dâm không cho chị ơi. Ui. Mày đừng bắt tao bán gọng cận mày. Mày cho tao bán cái kính dâm này này. Tao có cái kính dâm nóng trời. Kính dâm á. Gọng cận để buổi sau đi em. Cho chị một cái kính dâm đi. Thế
cái mày nhắm mắt vào đây nào. Kính 4, ok. Đéo mẹ tranh mãi mới được. Kính này là kính em vừa mới thôi. Ừ. Không, kính này không ai chốt. Chưa, chưa. Kính này đấy là kính này. Ừ, thì làm gì có ai chốt đâu. Nào cho xem cả một cái cuối cùng đi nào. Thì mẹ chồng với con gọi điện không nghe máy này. Thôi cứ lấy một cái đi, không cái nào cũng được. Nào. Kính 5 nha, cái cuối cùng nha. Ôi dồi, cái này đẹp quá trời nè. Gucci đấy chị ơi. Gucci nha. Kính mấy? Kính 5. Kính 5 thì tặng cho chị luôn. Mẹ 2.900.000 Gucci. Ôi đố ai đi mua được giá này luôn. Kính 5 nha, cái cuối cùng đó chị ạ. Em nghỉ đây, ôi dồi xinh quá trời. Kính 5 cho chị núp ních hết luôn. Ôi chào Via, đón em. Chồng với con gọi điện. Kính 5 cho chị núp ních rồi ạ. Chuyển khoản luôn giúp em nha, 2.900.000 Gucci. Chào Via, đón em. Rồi em nghỉ các chị nhá. Ngày mai gặp lại.